cái này, là cái tốt đẹp chủng loại. Tiểu Sương Mù Linh ngủ say lúc, không biết bao nhiêu lão gia hỏa vây quanh hắn nhìn. Nguyên nhân chính là cái yêu lương chủng loại, nó mới là khả tạo chi tài, thậm chí chân trước vừa tỉnh ngủ, chân sau liền bị ném nhập ma hộp. Án Tiên Tông trưởng lão lại nói, vừa phi thăng lên tới không lâu phàm nhân, tu vi có chút yếu, cần phải đi tu luyện thánh địa, mát mẻ mát mẻ. Thời gian không là vấn đề, tài nguyên tu luyện cũng không phải vấn đề, Tiên Tông trọng điểm bồi dưỡng. Năm thứ ba, lớn mập tiên trở về. Hắn cũng mang hộ trở về một cái, là cái mặc áo liệm lão đầu nhi. Ân, áo liệm lão đạo, bị tìm được đêm đó, đang đặt cái kia đào mộ. Nhiều năm không gặp, rất là tưởng niệm. Áo liệm lão đạo cái này một lời, nói cái kia tang thương khàn khàn. Xong, đại bàng liền cho hắn treo trên cây, đẹp hắn nói. Nhập ra tùy tục. Hắn tu vi cũng yếu đáng thương, hộp ma ba ngày bơi, từ cũng không thiếu được phần của hắn. Năm thứ năm, cầm tiên tử xuất quan, tại Triệu Bân ngủ say tiên chỉ bên ngoài, đứng lặng cực kỳ lâu, cặp kia trong suốt con mắt, cất giấu vẻ tình cảm, cũng cất giấu một vòng hoảng hốt. Đại bàng bọn hắn là tại chỗ, không cần đến hỏi, vị này là Thanh Giao bản tôn. Cũng không cần đến hỏi, Thanh Giao đã bị thu hồi, thần thái của nàng đại biểu hết thảy. Năm thứ tám, một người quần áo lam lũ lão nhân, gọi mở Tiên Tông Sơn Môn. Đó là phàm giới Bạch Gia lão tổ tông, tham tiền ra ra, một đường trèo non lội suối mà đến, cuối cùng là tìm được Đại La Tiên Tông, cũng cuối cùng là thấy được xa cách đã lâu tiểu tôn nữ. Thứ 11 năm, Triệu Bân thể phách kinh biến, kéo dài 3 tháng lâu. Đệ tứ nguyệt, thuế biến mới kết thúc, nhưng tu vi lại là ngã nhất trọng. Sao trả trở về hàng đâu, đại bàng bọn người, tụ tập vò đầu. Vẫn là lão bố nhóm tầm mắt cao, hàng tu vi không phải chuyện xấu, ít nhất tại Không Niệm Thiên xem ra, đây là một cái điểm tốt, cái gọi là hậu tích bạc phát, Triệu Bân đang say giấc nồng nặng liễm nội tình. Quả nhiên, thứ 13 thâm niên, Triệu Bân lại khôi phục cảnh giới. Phía sau một hồi dị tượng, ước chừng tại hư thiên diễn hóa 3 năm lâu. Thời gian đã tới cái thứ 17 năm tháng, hắn tóc đen, đã biến thành tóc vàng, đó là tuyệt cảnh trạng thái, càng là cả ngày không tiêu tan, còn có vĩnh hằng thiên ngự chi quang, không có thời hạn lồng mộ. Thứ 18 năm, hắn mở ra con mắt. Nhưng, cũng chỉ là mở ra con mắt, cũng không thức tỉnh. Không Niệm Thiên từng nhìn lén đã lâu, có thể gặp trong con ngươi, có vô tận đạo uẩn diễn hóa. Nhìn hắn bản nguyên, thì mãnh liệt lăn lộn, cùng đạo thể dung hợp, đã tới một bước cuối cùng. Ngủ say 18 năm, cũng nên tỉnh. Đại bàng cất tay, lại nhảy ục ục không xong. Còn có quỷ tinh nghịch bọn hắn, cũng đều tại đánh ngáp. Hàng này ngủ 18 năm, bọn hắn cũng bị cấm túc 18 năm, cho dù 18 năm ở giữa, tu vi đều rất có tinh tiến, nhưng vẫn là không nhường ra đi, đây là Không Niệm Thiên tử mệnh lệnh. Nhanh! Không Niệm Thiên hít sâu một hơi, không cần bao lâu, liền sẽ tỉnh lại. Vĩnh hằng thể thuế biến niết bàn, lại là một hồi nghịch thiên cấp đại tạo hóa. Đạo hữu, đứng vững. Đi bà nội ngươi. Như lời này, mỗi ngày cũng sẽ ở Triệu Bân não hải vang vọng. Đứng không đứng ổn trước tạm bất luận, hắn ngủ ngược lại là rất ổn. 18 năm, tại phàm nhân mà nói, có lẽ vô cùng dài, nhưng với hắn mà nói, bất quá ngủ một giấc công phu, cái kia không, còn đặt cái kia nằm mơ đi. Một giấc mộng ròng rã làm 18 năm. Lão phù bấm ngón tay tính toán, hắn nhanh tỉnh. Áo liệm lão đạo cất tay. Đường đường chính chính ngồi ở bên hồ bơi, nghiễm nhiên giống như một cái cao nhân tiền bối, duy nhất ảnh hưởng đẹp, chính là hắn gương mặt già nua kia, thanh nhất khối tử nhất khối, còn có tóc, cũng không biết là bị ai cào, loạn liền như ổ gà. Nhìn lên liền biết, ngày thường bị đòn không ít. Cũng là đại bàng kiệt tác của bọn hắn, càng đánh càng thuận tay. Không có cách nào, bị cấm túc tiên tông, rảnh rỗi nhàm chán, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Ân, ta cũng bấm ngón tay tính toán. Hắn nhanh tỉnh. Tiểu Sương Mù Linh cũng ra dáng, ngồi ở áo liệm lão đạo đỉnh đầu, nói chứng chạc đàng hoàng, chớ nhìn hắn dáng vóc không cao, nhưng mười mấy năm qua, cũng không hoang phế thời gian, nghiễm nhiên đã là một tôn thái hư cảnh, tiên tông cam lòng trọng điểm bồi dưỡng, cho hắn nuôi béo béo trắng trắng. Nói thực ra, hai người bọn họ tính toán không thể nào chuẩn. Đã nói xong nhanh tỉnh, nhưng hơn nửa tháng đi qua, người nào đó vẫn như cũng ngủ an ổn. Không vội. Ngủ tiếp. Đại bàng, khò khè em bé, quỷ tinh nghịch cùng đầu chọc lão cũng ở tại chỗ, tại bên hồ bơi ngồi một loạt, hai tay nâng quai hàm, không ngừng ngáp, 18 năm cũng chờ đến đây, không quan tâm mấy ngày nay, ngủ, người mẹ nó dùng lực ngủ. A, à, đang nói lúc, chợt nghe một tiếng gào thét. Âm thanh truyền lại từ Cửu Long Chỉ Uyên phương hướng.
Mọi người nhìn thấy lúc, đang gặp một bóng người từ bên trong đi ra, thể phách anh hùng hãn hùng tráng. Chính là một đời man vương, cuối cùng là nuôi thành linh, một tiếng gào thét, hô lên phủ bụi nhiều năm tích tụ chi khí, hắn cởi ra âm minh chi thân, chân chính biến có máu có thịt. Thấy hắn, Đại Bàng cùng Diệu Ngữ bọn người còn tốt. Ngược lại là Long Phi cùng Tham Tiền, cho dù bây giờ đã là thái hư cảnh, vẫn như cũ khó nén vẻ kính sợ. Tại thế gian, tôn kia vương thế nhưng là một thời đại tượng trưng. Uy danh của hắn cùng sự tích, đến nay còn tại đằng kia phiến thiên địa truyền tụng. Hắn sẽ không mang thù à, Áo Liệm lão đạo một tiếng nói thầm. Phải biết, một đời man vương mộ, chính là hắn cậy mở. Đêm đó, Triệu Bân cũng ở tại chỗ. Có thể tại Đại La Tiên Tông gặp được man vương, là hắn chưa từng ngờ tới. Đã chết mấy ngàn năm người, lại còn có thể phục sinh. Phá vỡ nhận thức. Cái này, chính là tiên giới sao. Man vương đứng ở Cửu Long Chỉ Uyên bên ngoài, đầy mắt tang thương nhìn bầu trời địa. Hắn chết quá lâu, nhưng hắn thuở thiếu thời chấp niệm cùng tâm nguyện, lại giống như lạc ấn, khắc ở trong linh hồn hắn, bây giờ tới tiên giới, ngược lại có một loại cảm giác không chân thật. Tại thế gian, sớm đã không phải hắn thời đại. Tại tiên giới, cũng giống như thế. Nơi này càn khôn quá mênh mông, hắn như cực kỳ nhỏ bé, quá nhỏ bé. Vị tiểu hữu này, tâm sự. Có người từ trên trời giáng xuống, là cái lưng hùng vai gấu tiên tông trưởng lão. Từ một đời man vương bị để vào Cửu Long Chỉ Uyên, hắn liền thường thường chạy tới tản bộ. Bởi vì nhìn man vương rất thuận mắt, có ý định thu làm đồ nhi. Man vương bị mang đi, thật sự vào sư môn, là vấn đề gì? Nhập gia tùy tục. À, man vương thức tỉnh ngày thứ hai, Cửu Long Chỉ Uyên lại có một tiếng gào thét. Cái này là âm nguyệt vương, là mang theo đại kích đi ra, tu vi tuy thấp, lại kèm theo vương bá chi khí, cũng là đồng dạng tao ngộ, hắn chi tâm cảnh, cùng man vương không khác nhau chút nào. Tiểu hữu, tâm sự. Man vương có người yêu ái, âm nguyệt vương tự nhiên cũng có người đau. Ngày đó, hắn liền vào sư môn, thuận tiện tu trường sinh quyết. Làm sư tôn, tận hết sức lực, tài nguyên tu luyện bó lớn chồng, chờ căn cơ nền vững chắc, liền đi hỗn thiên ma giới tu hành, thời gian không là vấn đề, đó là một cái tu luyện thánh địa. Mộc lấy nguyệt quang, càng nhiều nhân tiên tông trưởng lão ra ngoài. Vẫn là đi tìm người, ai bảo tiên giới quá mênh mông, tìm người như mò kim đáy biển. Không đủ nhân viên, cũng không nhiều lắm phái mấy cái, miễn cho năm nào cục diện bị động. Đêm, lại lặng yên buông xuống. Thiên ngoại, lại có khách đến thăm. Đó là một bóng người xinh đẹp, tựa như ảo mộng. Định con mắt xem xét, chính là mây khói. Nhiều năm thuế biến, nàng cuối cùng là tụ ra thể phách. Không hổ mộng tiên hóa thân, dù cho khôi phục tự do thân, vẫn như cũ rất có bản tôn thần tư, hắn mộng chi đạo mặc dù không bằng bản tôn, nhưng cũng cảm ngộ cực sâu. Cùng mây khói một đạo, còn có một cái hơi có vẻ non nớt thiếu niên, sinh mắt sáng như sao, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí huyết chi bàng bạc, không hề yếu vĩnh hằng thể, lại quanh thân khi thì phối hợp dị tượng. Đó là Hạo Thần, cũng chính là hồng hoang chi thể, chính là Triệu Bân bị bất đắc dĩ thu đồ nhi, mặc dù dài có chút chậm, nhưng nội tình cực kỳ bá đạo. Oa xoa, thấy hồng hoang chi thể, Đại Bàng bọn người tinh thần tỉnh táo, bao quát Áo Liệm lão đạo ở bên trong, như ong vỡ tổ đều đi qua, đòi nháo muốn cùng người thành anh em kết bái. Đặc biệt là Đại Bàng, nhảy vui mừng nhất thực. Đã nhiều năm như vậy, mộng tiên cô nàng kia, cuối cùng chịu đem hồng hoang chi thể phóng xuất, vào tiên tông, không thả một chút huyết, quả thực có lỗi với lão tổ tông. Kết quả là, Đại Bàng đám người bối phận, tập thể hàng, gặp lại Triệu công tử lúc, đều phải hô một tiếng sư thúc. Cũng không sao. Khuôn mặt cũng không cần, vẫn quan tâm gì bối phận. Ai nha, hồng hoang chi thể. Mạch này truyền thừa, không phải sớm diệt tuyệt sao. Ban đêm tiên tông, biến phi thường náo nhiệt. Bởi vì hồng hoang chi thể, không biết bao nhiêu lão gia hỏa buông xuống chữ thiên phong, nhưng nghiên cứu lão ngoan đồng, đem Hạo Thần, vây quanh cái đỉnh thấu. Hỏi qua mới biết, là Triệu Bân đồ nhi. Hơn nữa, hay là từ mộng chi đảo tới. Gặp qua các vị tiền bối. Hạo Thần có phần hiểu lễ giáo, chính là thần thái hơi mất tự nhiên. Tại mộng chi đảo, hắn mỗi ngày thấy, cơ bản chỉ có hắn mẫu thân, chưa từng đụng qua bực này chàng diện, trước mắt đám này hòa ái dễ gần lão đầu nhi, nhìn xem đều thật nhiệt tình a. Hảo, đều hảo. Một đám lão gia hỏa, đều cười không ngậm mồm vào được. Thượng thương quả nhiên quan tâm tiên tông, lúc trước nhiều người như vậy mới, bây giờ, lại tới một cái hồng hoang chi thể, nếu bọn hậu bối đều quật khởi, ai dám động Đại La tiên tông. Màn đêm buông xuống, Hạo Thần liền bị đưa vào hộp ma.
quanh năm tại Mộng Chi Đảo, hắn cần một phen đẫm máu ma luyện. Như thế, mới có thể cực điểm khai quật tự thân tiềm năng. Bên hồ bơi, mây khói nhanh chóng mà đứng. Đồ Nhi 18 năm cũng không đi xem nàng, thì ra đang say rất nồng. Nàng cũng ngủ say 18 năm, có quá nhiều chuyện, nàng cũng không biết, thí dụ như rượu ngữ, cũng thí dụ như tham tiền. Không biết dễ nói, ngồi cái kia trò chuyện chút, gì đều biết. Nghe qua, dù là tâm cảnh của nàng, cũng không khỏi hí hư. Không nói khác, liền nói rượu ngữ, Đồ Nhi hắn lại vẫn kết qua minh hôn, lại minh hôn thê tử lại vẫn từ âm tào địa phủ xông đến tiên giới. Cái kia đến tột cùng là như thế nào một phần tình, mới có thể diễn xuất bực này chấp niệm. Nghĩ tới đây, nàng một thân một mình trầm mặc rất lâu, suy nghĩ về tới Triệu Bân muốn giết Vân Phượng đêm hôm đó, ngay lúc đó nàng, là có nhiều nực cười, Đồ Nhi hẳn là hận nàng rất nhiều năm a. Ta nói, hắn có phải hay không tỉnh, Tiểu Sương Mù Linh nhỏ giọng nói. Nghe vậy, đám người cùng trách mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy Triệu Bân ngồi dậy. Cũng là một cái chớp mắt này, bao phủ hắn thiên ngự chi quang, nhao nhao tản đi, toàn thân nở rộ vàng rực, cũng đều gom vào thể nội. Còn có một vài bức dị tượng, lúc này, cũng đều hư hóa thành vô hình. Từ trên người hắn, nhìn không ra nửa chút tiên lực ba động, giống như một phàm nhân, ngủ mơ hồ phàm nhân, mặc cho gió nhẹ nhẹ thổi, cũng không nhúc nhích. Ngủ choáng váng. Đại Bàng nói, liền muốn bước vào tiên trì. Không Niệm Thiên đưa tay, đem hắn túm trở về, còn có Không An Phận Quỷ Tinh Nghịch cùng Hô Lỗ Oa bọn hắn, cũng đều ngăn cách ở tiên trì bên ngoài. Một bước cuối cùng, đừng sợ nhiễu Triệu Bân cho thỏa đáng. Đạo thể đã hoàn toàn dung nhập, nhưng Triệu Bân ý thức, có vẻ như còn chưa hoàn toàn quay về, phải cho hắn mơ hồ thời gian. Cuộc đời của ngươi. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, âm sắc khàn khàn không chịu nổi. Ngủ 18 năm, hắn cuối cùng là thấy rõ đạo thể ký ức, từ đầu nhập thế, tự phong nhiều năm, yêu một cái cô gái bình thường, có một cái hỏa ái dễ gần sư tôn. Cái kia từng bức họa, từng đạo bóng người, cũng như bất diệt lạc ấn, tuyên ở trong linh hồn hắn. Nhưng hắn không hiểu. Cái này hóa thân ở đâu ra? Thân là bản tôn hắn, nhưng lại không có nửa chút ký ức. Hắn lại nghĩ tới con sông kia, từ tuế nguyệt phần cuối mà đến, chạy về phía hư ảo phần cuối mà đi, đem ý thức của hắn, dòng dã vây lại 18 năm, nếu có thể tìm được con sông kia, có lẽ liền có thể giải khai nghi hoặc. Dễ kiềm chế a. Bên hồ bơi Đại Bàng, hung hăng hít một hơi. Cái gọi là kiềm chế, xuất từ Triệu Bân huyết mạch, dùng đạo thể. Hắn bản nguyên đã mạnh đến vô cùng kinh khủng hoàn cảnh. Như Đại Bàng, đặc thù huyết mạch như Quỷ Tinh Nghịch cùng Hô Lỗ Oa bọn hắn, cũng là cảm giác giống nhau, huyết mạch càng mạnh, liền càng cảm giác kiềm chế, cái này giống như một đám lửa, cách nó càng gần, liền càng có thể cảm giác được nóng, mà giờ khắc này Triệu Bân, chính là đoàn lửa kia. Thế nào liền tiến vào tiên vương đâu? Đầu chọc lần trước âm thanh nói thầm, nhìn Triệu Bân cảnh giới bây giờ, vững vàng chuẩn tiên vương, cách đạo hư cảnh, còn kém nửa bước, quả thực tiếc nuối. Không Niệm Thiên dù chưa ngôn ngữ, nhưng thuộc nàng nhìn tối rõ ràng. Cho dù dung đạo thể, Triệu Bân cũng không phải hoàn chỉnh vĩnh hằng thể, cứng rắn muốn hạ cái định nghĩa, hắn vẫn là lắp ráp, chỉ có điều, đã từ lúc trước thấp phối, tiến cấp tới cao phối, một chữ khác biệt, chênh lệch liền lớn đi. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới đứng dậy, bước ra một bước tiên trì. Cũng không biết ngủ quá lâu, có chút tự bế, vẫn là bởi vì đạo thể ký ức, có thụ ràng buộc, hắn bây giờ, ra bất ngờ nặng liếm. Bộ dáng như vậy, cùng đêm đó tới Thánh Quân, rất có vài phần tương tự, có mấy cái như vậy trong nháy mắt, còn có thể hiển lộ ngây ngô chi thái. Trên thực tế, hắn đang ngủ say lúc, đối với ngoại giới sự tình, cơ bản đều là biết được, như lên tiên lộ mở ra, như tiên giới đan phương ngăn cách hạ phàm, như ma tử là Thánh Quân hóa thân, như thanh giao là cầm tiên tử hóa thân, như tiểu xương mù linh bọn hắn bị tìm về. Rất nhiều, hắn đều có cảm giác, chỉ có điều, ý thức bị nhốt, hắn không cách nào tỉnh lại thôi. Đám người không nói nhiều, chỉ nhìn nhau nở nụ cười, hết thảy tất cả tại không nói bên trong. Đám người cũng không ở lâu, hắn ngủ quá lâu, một thân một mình đợi chút nữa tốt nhất. Nhưng hắn, rõ ràng dừng lại không được, một bước đạp xuống, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu rồi, giấu tại âm thầm trưởng lão, nhảy ra một đống lớn. Vào vĩnh hằng giới, tìm một vòng, tất cả mọi người nhìn phía Không Niệm Thiên. Hạ phàm, Không Niệm Thiên một tiếng khẽ nói. Tiên giới không phải đan phương ngăn cách hạ phàm sao? Tất cả trưởng lão không hiểu ra sao? Hắn ngoại trừ, Không Niệm Thiên cười nói, sự thượng đệ nhất tôn Hồng Trần Tiên, tự có đặc quyền. Nói chuyện như vậy, đám người trong nháy mắt sáng tỏ. Ngược lại là quên, cái kia hàng là Hồng Trần Tiên,
đầu kia hồng trần lộ, chính là hạ phàm thông đạo. Triệu Bân lại hiện thân nữa, đã là một mảnh lờ mờ vô cùng thiên địa. Ân, hồng trần lộ. Trước kia, hắn chính là từ con đường này, đi tới tiên giới. Bây giờ, chẳng qua là ngược đi, từ tiên giới đi trở về thế gian. Bất đồng chính là, hắn lại không cần kinh nghiệm gặp trắc trở, dọc theo con đường này, cũng không gặp lại nửa cái tà linh. Nghịch đi tới lúc lộ, không người biết hắn tâm cảnh. Hắn cái kia trăm năm tuế nguyệt, chính là tại cái này vượt qua. Lúc đến, hắn dùng 100 năm. Trở về lúc, bất quá 3 năm cái trong nháy mắt. Chờ ra hồng trần lộ, chính là một mảnh bát ngát biển cả. Đó là Đông Hải, hơn phân nửa đã là đại hạ cương vực, cực điểm nhìn ra xa, có thể mơ hồ nhìn thấy đại hạ chiến thuyền. Hắn một thân một mình đứng lặng, thật lâu không động. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là trở lại cố hương. Sao đem người con cá này, đã bỏ sót đâu? Thiên ngoại, có mờ mịt lời nói vang vọng, nghe âm sắc, là phàm giới chế tài giả. Triệu Bân suy nghĩ bị đánh gãy, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, tiền bối, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Không rảnh, nến khoảng không một lời không mặn không nhạt. Mặc cho Triệu Bân như thế nào kêu gọi, cũng lại không thấy hắn đáp lại. Bất đắc dĩ, Triệu Bân đành phải bước chân, chạy thẳng tới đế đô. Vẫn là tòa thành kia, cho dù tại ban đêm, cũng vẫn như cũ phồn hoa, không thấy Hồng Uyên, cũng chưa thấy Hoàng Phi cùng Long Chiến, hơn phân nửa đã phi thăng vào tiên giới, ngược lại là Long Phi Hoàng Huynh Long Dương, còn tại Hoàng Cung, hắn chưa hiện ra thân, yên tĩnh đi ở trên đường cái, chứng kiến hết thảy, tất cả như trong trí nhớ như vậy, có quá nhiều quen thuộc, cũng có quá nhiều mong không thấy người, như Linh Lung, như Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư. Đi qua đế đô, hắn vào Thiên Tông. Các sư huynh đệ cơ bản đều tại, đang ngủ say. Quay đầu tìm các ngươi trò chuyện, Triệu Bân cười cười, quay người tiêu thất. Hắn sau khi đi, có một đạo bóng hình xinh đẹp đẩy cửa phòng ra, chính là Mục Thanh Lạnh, liếc mắt nhìn tứ phương, thần sắc có chút không hiểu, cuối cùng cảm giác có người đến qua. Triệu Bân đi Thiên Thu Thành, đồng dạng không hiển lộ chân hình. Nhưng hắn lúc rơi xuống, quá nhiều người đều không hẹn mà cùng xem ra. Đáng tiếc, bọn hắn chú định không nhìn thấy. Cảm giác thật là kỳ quái. Cuối cùng cảm giác có người ở nhìn bọn ta. Không ít người nói thầm, từng cái một vò đầu. Quay đầu trò chuyện. Triệu Bân cười cười, lại quay người rời đi. Hắn như một cái du khách, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, vượt qua lớn xuyên sơn hà, đi quên cổ thành. Ban đêm quên cổ thành, bóng người rộn ràng, được hắc bào hắn, yên tĩnh đi qua, khuôn mặt quen thuộc, cũng như trong trí nhớ như vậy, rất cảm thấy thân thiết. Triệu gia phủ đệ. Hắn như kiểu quỷ mị hư vô hiện thân. Thần thức thác khai, không thấy Liễu Như Tâm cùng Lạc Hà, cũng chưa thấy hắn mẫu thân cùng phụ thân thi thể. Một khối phi thăng, Triệu Bân lông mi hơi nhíu. Liễu Như Tâm có thể phi thăng, hắn một điểm không ngoài ý muốn, nhưng Lạc Hà tại trong phủ bụi, phụ thân là thi thể, mẫu thân tu vi không đến, có thể đi tiên giới. Chế tài giả gian lận, trong lòng Triệu Bân một lời. Thần minh lo lót, một ít cấm chế liền có thể không nhìn. Hắn lại kêu gọi chế tài giả, đến không được về đến ứng. Không sao, hắn có chính mình thủ đoạn, cũng chính là đạo gia thiên cơ thuật. Một phen thôi diễn, hắn trông thấy thành tiên lộ mà đi Liễu Như Tâm, còn có Tiểu Kỳ Lân. Lại hướng phía trước thôi diễn, hắn không khỏi nhăn xuống lông mày, thiên địa loạn lạc hôm đó, hắn mẫu thân biến mất, đúng, là biến mất, không có dấu hiệu nào, thậm chí không để lại một câu nói. Sao sẽ như thế, hắn có phần không hiểu, một cái không tốt ý niệm. Tự nhiên mà sinh, mẫu thân cũng là hóa thân. Đêm, Triệu Bân tự mình đứng lặng, ánh mắt sáng tối chập chờn. Mẫu thân cũng là hóa thân, nhưng cái này sao có thể, mẫu thân đã từng chết qua một lần đó à? Là Nguyệt Thần trước kia dùng chiêu hồn chi pháp phục sinh, nếu là hóa thân, hẳn là sớm tiêu tán mới đúng, vẫn là nói, hồn phách vào âm tào địa phủ, liền không tính thật sự hồn phi phách tán. Thật lâu, hắn mới ngước mắt nhìn thiên không, tiền bối. Tiên giới. Chế tài giả mà nói, vẫn như cũ không mặn không nhạt. Giải rác hai chữ, nghe Triệu Bân cau mày, rất rõ ràng, đúng như hắn đoán, mẫu thân thật là một cái hóa thân, bởi vì thành tiên lộ mở ra bị bản tôn thu hồi, không phải liền tại tiên giới sao. Là hắn biết đến quá muộn, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, càng là tình cảnh như vậy. Đa tạ, Triệu Bân lưu lại một ngữ, lại đăng thiên vào tiên giới. Phàm giới chế tài giả trốn tránh không thấy, vậy đi liền tìm tiên giới chế tài giả. Muốn tìm mẫu thân, vợ con cùng hắn bạn cũ, tìm tiên giới chế tài giả dễ sử dụng nhất, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi,
dù sao cũng so đầy tinh không đi tìm người muốn thuận tiện hơn, ý nghĩ này không có tâm bệnh. Siêu. Triệu Bân vừa đi, thì thấy một mảng thần quang bôi qua phàm giới. Đó là nến chống không cấm chế, lấy đại thần thông, đem kết nối thiên phàm lưỡng giới hồng trần lộ, trực tiếp lấp kín, hắn tại bình định lập lại trật tự, người bình thường xuống không có gì, thế nhưng hàng thuộc ngoại lệ, sử thượng đệ nhất tôn hồng trần thiên, nếu ba ngày hai đầu chạy loạn, đó là thêm phiền. Để tránh phiền toái không cần thiết. Chắn hồng trần lộ rất có tất yếu. Đối với cái này, Triệu Bân tự có cảm giác, sắc mặt trong nháy mắt đen, hắn còn nghĩ chờ tiên giới chuyện, hạ phàm cùng thân hữu nhóm ôn chuyện một chút đâu. Cái này mẹ nó chỉnh, dứt khoát không để hắn tới. Từ nhân gian thu con mắt, hắn mới vững vàng rơi xuống đất. Đã ở tiên giới, trước mắt là một mảnh mênh mông tinh vực. Hắn không biết từ thế gian bên trên tiên giới, là như thế nào định vị, chỉ biết trước mặt vùng tinh không này, hắn cũng không tới qua, mắt có thể bằng chi địa, đều là hoàn toàn tĩnh mịch, hiếm thấy tinh thần. Tiền bối, có thể hay không gặp một lần. Triệu Bân không nói nhảm, trước tiên kêu gọi chế tài giả. Nhưng, đợi một hồi lâu, cũng không thấy có hồi âm. Hắn lại nhiều phiên gào thét, đến, cũng là hắn tự ngu tự nhạc. Ngủ thiếp đi. Triệu Bân nói, tiện tay lật ra tinh không đồ. Đối phương không trả lời, cái kia liền đi niết bàn tinh tìm người. Hắn như một cái khắc khổ tiến bộ học sinh, ôm một đống địa đồ đi một đường nhìn một đường, niết bàn cổ tinh ở đâu hắn biết, nhưng bây giờ vị trí, cũng không như thế nào dễ dàng xác định, tiên giới rất lớn cũng rất mênh mông, lạc đường bực này nói nhảm chuyện, thường có phát sinh. Đoạn đường này, hắn đi có đủ xa. Tinh không đồ, hắn cũng nhìn có đủ nhiều. Lúng túng chính là, tìm không ra nơi đây tọa độ. Như thế ấm ức sao? Triệu Bân càng xem càng phát hỏa. Mặc dù không cực nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn có vẻ như thật sự lạc đường, một đống lớn tinh không đồ, không có một tấm là hoàn chỉnh, thế nào liều mạng đều tìm không ra tiêu ký, vừa vô phương vị, liền cũng không biết nên đi đi đâu, đi đúng còn tốt, nếu đi nhầm, đó chính là mù chậm trễ công phu. Bất đắc dĩ, hắn đem Ma Vương moi ra. Ma Vương cũng ngủ mơ hồ, ngồi ở mộ phần thổ phía trước, một hồi lâu không thấy chuyển động. Chờ thanh tỉnh. Mặt của hắn so Triệu Bân càng thêm đen, con bà nó, có phải hay không lại bị chôn, lại, vì sao nói như vậy, trước mặt cái này tiểu ngôi mộ hương vị, thật quá quen thuộc. Như vậy ác tâm ta, Ma Vương mắng. Tiếp địa khí, Triệu Bân thuận miệng nói. Xong việc, Ma Vương liền bị xách ra vĩnh hằng giới. Có thể tới qua cái này. Chưa từng tới. Ta có chuyện khẩn yếu. Gặp Triệu Bân thần sắc nghiêm túc, Ma Vương cũng sẽ không nói nhảm, ngước mắt nhìn tứ phương. Nhìn qua, hắn nhẹ nhàng rung đầu, tiên giới rất lớn, chớ nói hắn, tung nhà hắn bản tôn, cũng chưa chắc đi qua tiên giới tất cả tinh vực, cho dù đi qua, hắn cũng chưa chắc nhớ kỹ, phải biết, trí nhớ của hắn cũng không hoàn chỉnh, tiên thiên khuyết điểm, năm sau rất khó bù đắp. Siêu! Triệu Bân đại thủ như vậy vung lên, lại đem Ma Vương túm trở về vĩnh hằng giới. Hắn không trì hoãn, thẳng đến một phương, lạc đường, vậy thì tìm người hỏi đường. Dùng một tôn hoàn chỉnh vĩnh hằng đạo thể. Mới chỉ chuẩn tiên vương. Ma Vương không có nhàn rỗi, như cái du khách, cất tay tại vĩnh hằng giới tản bộ. Triệu Bân lột xác, cái này vĩnh hằng giới, có vẻ như cũng thoát thai hoán cốt, không gian chi lớn, càn khôn chi huyền ảo, xa không phải lúc trước có thể so sánh, cái này, vẫn chỉ là một cái gà mờ vĩnh hằng thể, nếu là không sứt mẻ, ngoại nhân muốn tìm ra vĩnh hằng giới, nhưng là không còn như vậy nhẹ nhõm. Ân, nhìn qua vĩnh hằng giới, hắn lại nhìn Triệu Bân. Cũng như trước năm. Hắn không nhìn thấy Triệu Bân đầu nguồn, chỉ biết cái này họ Triệu nhân tài, thân phận thật không đơn giản, hơn nữa còn không biết được, bằng không thì như thế nào không nhận ra chính mình hóa thân. Cấm kỵ một dạng tồn tại. Này hàng cùng Nguyệt Thần có liều mạng. Thậm chí, so Nguyệt Thần còn càng tà dị. Hỏi người hỏi thăm người. Triệu Bân đột nhiên một lời. Dứt lời, thì thấy một đạo màn nước tại vĩnh hằng giới diễn hóa. Trong đó là một bóng người xinh đẹp, đúng là hắn mẫu thân Phù Dung. Nhìn xem quen mặt, Ma Vương sờ cằm một cái. Triệu Bân không có hỏi lại, phủ một kiện áo bào đen, tốc độ tăng mạnh. Hắn như kinh mang, tại tinh không hoạch xuất ra một đạo hoa mỹ đường cong. Tìm người. Hỏi đường. Tìm người. Hỏi đường. Hắn tâm tâm niệm niệm, vô cùng thành kính. Đáng tiếc, hắn vận khí không tốt. Tìm mấy ngày, chớ nói bóng người, liền con chim đều không nhìn thấy. Đến ngày thứ 9, mới gặp một hành tinh cổ. Có lẽ là khoảng cách quá xa, tung vô tận thị lực đi xem, cũng chỉ có thể trông thấy một điểm hạt gạo chi quang, này liền đầy đủ Triệu công tử hai mắt đốt phát hỏa.
hắn không lại bay, trực tiếp mang ra vực môn. Vẫn là vực môn dễ dùng, một lát sau liền đến. Hắn lại hiện thân nữa, đã là cổ tinh bên trong một tòa tiên thành phía trước, trong đó người tu đạo rất nhiều, mịt mờ khí tức cũng không thiếu, không biết kiến tạo bao nhiêu năm, cổ lão khí tang thương rất là nồng đậm, trừ này chính là phồn hoa chi cảnh, tung ban đêm, cũng khá nhiều người ảnh ra ra vào vào. Thiên đế thành. Triệu Bân liếc mắt nhìn cửa thành bảng hiệu, nhấc chân bước vào. Bất quá một cái chớp mắt, hắn lại lui ra, tiến tới dưới cửa thành, trên tường có bố cáo gián thiếp, chuẩn xác hơn nói, là một đạo có vẽ ảnh hình người lệnh truy nã, hơn nữa tiền thưởng còn không thấp. Ân, tư sắc không tồi. Ma Vương cất tay, hướng về phía bố cáo bên trên bức họa, thật tốt ca ngợi một phen. Nhưng, bức họa rơi vào trong mắt Triệu Bân, liền phá lệ chói mắt, cùng Hồng Uyên Đồ Nhi linh lung, sinh giống nhau như đúc, cũng không biết ai vẽ, miêu tả có thể nói sinh động như thật. Nhìn thẳng lúc, có một cái thanh niên mặc áo đen đi tới. Hàng này làm việc lưu loát, đến nhanh, bóc lệnh truy nã liền đi. Vì cái gì bóc, Triệu Bân hỏi. Bắt được người, còn dán vào làm gì? Thanh niên mặc áo đen quay người đi. Ngươi bắt, Triệu Bân đuổi một bước. Đây là ngươi nên hỏi. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói. Đích xác không nên hỏi. Triệu công tử bản thân kiểm điểm một phen. Có thể động thủ, tại sao phải động khẩu lặc? Xong, thanh niên mặc áo đen liền bị đánh cho hồ đồ đi qua. Người qua đường lúc gặp lại, người này đã bị ném vào vĩnh hằng giới. Ma Vương tới việc, một tay đặt tại tên kia đỉnh đầu, trực tiếp siêu hồn, bán thần đi. Sức mạnh mặc dù không có ở đây, nhưng hắn thủ đoạn không tầm thường, cũng chỉ hai ba cái trong nháy mắt sự tình. Trong thành, Hải Vương Các. Hải Vương Các. Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, quay người tiến vào Thiên Đế thành. Hắn không xác định có phải hay không linh lung. Nguyên nhân chính là không xác định, mới có tất yếu đi xem một chút. Vạn nhất là đâu? Ban đêm Thiên Đế thành, đầy đường cũng là bóng người, bầy sạp, đi lang thang, tán gái, tụ tập khoác lác, vừa nắm một bó to, nói đến thổi phồng, tổng không thể thiếu bát quái giả, luôn có như vậy một cái nói nhiều, đạp cái băng ghế, khoa tay múa chân, phun nước bọt bay đầy trời, đi đâu đều có một đám trung thực nghe khách. Triệu Bân được áo bào đen, giống như quỷ mị, đi xuyên tại bóng người bên trong. Đợi hắn định thân, đã là một tòa lầu các phía trước, bề ngoài phá lệ hùng vĩ, so với hắn quên cổ thành cửa thành, còn cao lớn hơn, toàn bộ lầu các, đều tựa như một tòa cung điện, rộng rãi bằng bạc. Đây cũng là Hải Vương Các, bảng hiệu bên trên có ghi. Triệu Bân liếc qua, như gió vậy đi vào. Đi vào mới biết, là một cửa tiệm, bên trong thành một đại giới, thượng trung hạ cùng chia tầng 3, gì cái pháp khí đan dược, gì cái bí quyển công pháp, cơ bản đều có trưng bày, hơn nữa giai phẩm còn không thấp. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cái gọi là Hải Vương Các, căn cơ cùng nội tình đều không tầm thường. Hậu viện, bị phong ấn, Ma Vương ngáp một cái. Không cần hắn nói, Triệu Bân cũng đã có cảm giác, bằng khí thức có thể phân biệt, là linh lung không thể nghi ngờ. Hắn không nói nhảm, trực tiếp xông vào trong, người đều phong ấn, lại còn xuống lệnh truy nã, rõ ràng không phải gì hảo điều. Siêu, không đợi hắn vào hậu viện, thì thấy một đạo như u linh bóng người, ngăn cản đường đi của hắn. Là cái áo mãng bào lão giả, một đầu tóc bạc có phần sáng rõ. Hậu viện trọng địa, ngoại nhân không được đi vào, áo mãng bào lão giả thản nhiên nói. Nói đi, hắn liền tê liệt ngã xuống dưới, hai mắt trống rỗng, thần sắc thất thần, nhìn lên liền biết, Triệu huyễn thuật, đây là Triệu Bân ngủ say 18 năm sau, lần thứ nhất động huyễn thuật, dùng tạc thuận tay. Ngươi, 3 năm đạo bóng người tụ tới, tất cả Hải Vương các người, tiên lực bành trướng. Triệu Bân không nhìn. Một quyền đánh vỡ thông hướng hậu viện quang môn, đến nối tụ tới Hải Vương các cường giả, chân trước vừa tới, chân sau liền chịu thần long bãi vĩ, tại chỗ bị đụng đổ ra ngoài. Gì tình huống? Trong tiệm khách nhân, nhao nhao trách mắt. Cũng là tại bọn hắn mong nhìn xem, Triệu Bân một bước đặt chân hậu viện, có lẽ là thể phách quá nặng nề, thậm chí một cước đạp đại địa động rung động, toàn bộ Hải Vương các thế giới, đều một hồi lay động. Tới đập phá quán. Mua khách nhóm gặp chi, tất cả lông mày cao gầy. Đúng, chắc chắn là đập phá quán, trắng trợn đánh đến tận cửa cái nào. Thật to gan. Hét to tiếng vang lên, một cái kim bào lão nhân hiện thân. Thấy hắn, Triệu Bân trong mắt hàn mang chợt hiện, chính là hàng này, linh lung khí tức phía trước một cái chớp mắt còn tại, cái này một giây, liền biến mất không thấy, nhất định bị người này giấu vào tử phủ tiểu thế giới. Đừng xem, liền tại bên trong. Ma Vương rượu vào miệng, đã có làm khách xem giác ngộ. Cái này kim bào lão nhân cũng không yếu, hàng thật giá thật đỉnh phong tiên vương.
dám đến Hải Vương Các làm loạn, tự tìm cái chết. Kim Bào lão nhân vung cánh tay lên một cái, vô số hư ảo phù chú bao phủ. Tìm chính là ngươi, Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt khai vĩnh hằng kim thân. 18 năm ngủ say, hắn là hậu tích bạc phát, dung đạo thể sau vĩnh hằng kim thân, không biết nguy nga khổng lồ, khí chàng còn rất bá đạo, một khi hiển hóa, toàn bộ Hải Vương Các hậu viện đều bị nghiền ầm vang sụp đổ. Còn có chạy tới xem kịch giả, cũng đều gặp khí thế va chạm, tại chỗ hoành lật một mảng lớn. Bay ngược bên trong, bọn hắn đều dơ lên con mắt, ngước mắt nhìn tên đại gia hỏa kia, tuyệt đối vĩnh hằng kim thân, nhìn xem đều mẹ nó dọa người, yên lặng 18 năm vĩnh hằng thể, lại chạy đến lãng. Oanh! Hư ảo phù chú tất cả nổ tung, kèm thêm Kim Bào lão nhân, cũng cùng nhau bị đẩy lui. Triệu Bân, Kim Bào lão nhân kinh ngạc. Vĩnh hằng kim thân đều mở ra, thân phận rõ rành rành, hàng này mai danh ẩn tích 18 năm, từ đâu xuất hiện, còn có tu vi này, cách tiên vương, nghiễm nhiên chỉ kém lâm môn bán cước. Để cho khiếp sợ của hắn, vẫn là Triệu Bân huyết mạch, không phải gà mờ vĩnh hằng thể sao. Vì sao lại có mênh mông như vậy bản nguyên, cái này cần bao nhiêu linh kiệt, mới có thể trồng đến tình cảnh như vậy, 18 năm tuế nguyệt, hắn đến tột cùng đụng bao nhiêu tạo hóa. Phanh! Hỗn loạn trong nháy mắt, Triệu Bân kim thân đại thủ đã từ thiên phủ xuống. Kim Bào lão nhân trong lòng một quát, thể nội có quang mang vọt lên tận trời, chính là một ngụm vàng óng ánh chuông đồng, thỏa đáng tiên vương cấp bản mệnh khí, cứng rắn chĩa vào lăng thiên đại thủ. Mà một cái chớp mắt này, hắn cũng không nhàn rỗi, mi tâm chớp lóe, một thanh huyết sắc nguyên thần đao chặt đi ra, hắn ngược lại biết Dương Trường tránh đoạn, đỉnh phong tiên vương nguyên thần, làm gì cũng so chuẩn tiên vương mạnh, làm thương nặng đối phương nguyên thần, còn lại đều dễ nói. Đáng tiếc, không như mong muốn. Hắn nguyên thần đao là bá đạo, nhưng Triệu Bân vĩnh hằng thiên ngự, cũng không phải dựng, phàm tia sáng bao phủ chi địa, tất cả phòng ngự tuyệt đối, cũng bao quát nguyên thần công phạt, một đao chém tới, không những không có bể mở phòng ngự, bị thiên ngự chi quang, đụng cái nát bấy. Ngô! Kim Bào lão nhân kêu đau một tiếng, khóe miệng máu tươi trôi tràn. Triệu Bân khí huyết bốc lên, tại trong trường uy, ra chỉ lực chi pháp tắc, đại lực xuất kỳ tích đi. Treo lên hắn một trường kim sắc chuông đồng, tại chỗ bị ép xuống, trên thân chuông hào quang, cũng bị xóa bỏ hầu như không còn. Không có vật này treo lên, hắn một trường ầm vang rơi xuống. Kim Bào lão nhân mặc dù cứng chắc, nhưng vẫn là bị đè ầm vang quỳ xuống đất. Mạnh như vậy, đã đứng vững thế nhân, đều lộ hãi nhiên sắc. Triệu Bân đồ diệt Diễn Thiên lão đạo trận chiến kia, bọn hắn đều có nghe, Diễn Thiên lão đạo mặc dù bị diệt, là bởi vì Triệu Bân có thần minh pháp tắc trợ uy. Mà giờ khắc này, cái kia hàng rõ ràng bằng chính là tự thân chiến lực. A! À, Kim Bào lão giả kêu gào, bản nguyên tiên lực như nước thủy triều mãnh liệt. Đỉnh phong tiên vương đi, nội tình sao có thể thua, lại nhô lên Triệu Bân một trường. Hắn một bước lên trời, chống lên một vành mặt trời, vạn đạo tia sáng phổ chiếu. Thuật này quỷ dị, mỗi một đạo dương quang, đều coi thường kim thân phòng ngự, liền Triệu Bân thiên ngự chi quang, lại cũng trở thành bài trí. Quang minh thân. Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng, cũng như hóa thân Thái Dương. Thật sao, một đám quần chúng trong nháy mắt hai mắt đen thui. Thân ở giữa không trung Kim Bào lão nhân, cũng bị lung lay mắt, vừa mới diễn xuất Thái Dương, ầm vang băng diệt. Triệu Bân một tay hướng thiên tìm kiếm, nhẹ nhõm đem hắn nắm lấy. Đỉnh phong tiên vương tại chỗ bị chấn áp, mặc hắn tiên lực bành trướng, cũng khó tránh thoát gò bó. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Tiếng hét phẫn nộ vang vọng. Bốn phương tám hướng đều có bóng người đánh tới. Tất cả Hải Vương Các cường giả, hoặc có lẽ là Hải Vương Các bản tộc người, cửa hàng này, đơn giản là hắn ra sản nghiệp, chân chính đại lão, tại Thiên Đế Thành một bên khác. Phong. Triệu Bân bàn tay ở giữa bí văn lưu chuyển, cưỡng ép phong Kim Bào lão nhân, tiện tay ném vào vĩnh hằng giới. Ma Vương Tặc tự giác, ném đi bầu rượu liền xông tới. Cùng với một tiếng hét thảm, Kim Bào lão nhân tử phủ bị phá ra. Bị phong ở trong đó linh lung, cũng bị giải cứu, tu vi yếu đáng thương, trước sau 18 năm, cơ bản tại chỗ không động. Ngoại giới, nhưng là náo nhiệt. Đánh tới Hải Vương tộc cường giả, đã ngăn ở tứ phương, khí thế ngập trời. Tiên vương không thiếu, đỉnh phong tiên vương cũng không thiếu, mỗi sát ý băng lãnh. Triệu Bân ổn ép một cái, chỉ cần không có bán thần, ai tới đều không đủ nhìn. Oanh! Dưới ánh trăng Thiên Đế Thành, sấm sét vang dội. Hải Vương Các đại trận chiến, cả tộc cường giả tất cả ra, tựa như từng khỏa sáng chói tinh thần, đầy trời cũng là, khuấy động ra sát khí cùng sát ý, thành một mảnh uông. Dương biển cả, tịch thiên quyển địa, bổn nhất tòa tường hòa phồn hoa tiên gia thành trì,
bây giờ chỉ còn dư sát phạt chi khí. Chậc chậc chậc, ma vương nhìn thổn thức không thôi. Quỷ hiểu được hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề tinh vực, một khỏa chim không thèm ị xa xôi cổ tinh, lại vẫn cất giấu cường hãn đại tộc, cái này như đặt ở hồng hoang đại lục, tuyệt đối nhất lưu thế lực tiêu chuẩn, mặc dù không sánh được những cái kia thần minh truyền thừa cấp thánh địa, nhưng nội tình đầy đủ kinh khủng. Ông, cùng với một tiếng oanh minh, thiên địa một hồi lắc lư. Sau đó, thì thấy một tòa kết giới che lên thiên đế thành. Người không liên quan, rút lui. Lời này, xuất từ một cái tay cầm huyết kiếm lão giả, tiếng quát như oanh lôi. Đó là Hải Vương một mạch lão tổ tông, tại chỗ nhiều như vậy tiên vương, thuộc hắn khí chàng tối cường, tu vi cảnh giới mặc dù còn tại tiên vương cấp lĩnh vực, nhưng hắn cũng có bán thần cấp uy thế. Siêu. Không cần hắn nói, trong thành người cũng đều tại ra bên ngoài trốn. Cục diện rất hiểu rồi, Hải Vương các phải đóng cửa đánh chó. Mà Đại La Tiên Tông thánh tử, chính là cái kia tiểu nhị A. Cái này đội hình còn đủ nhìn. Hải Vương lão tổ cười nhìn Triệu Bân. Vãn bối rất hiếu kỳ, người Hải Vương một mạch đang thay ai làm việc, mặt trời lặn thần giáo. Thái Thượng Tông, vẫn là khô diệt thánh địa, Triệu Bân giống như tấm bia to sừng sững mà đứng, nửa chút không sợ. Chờ đem người bắt giữ, người tự nhiên sẽ hiểu. Hải Vương lão tổ huy kiếm chỉ phía xa, cho ta giết. Ra lệnh, Triệu Bân chợt cảm thấy không gian xung quanh ngưng kết, trên bàn chân trăm đạo gò bó khoảnh khắc tới người, phong cấm hắn thể phách, cùng lúc đó, Hải Vương các cường giả tất cả thúc dục pháp khí, tiên đao sát kiếm, bảo ấn linh kính. Đầy trời cũng là, rất có nhất kích đem hắn cầm xuống tư thế. Tới đây cho ta a. Triệu Bân lời muốn nói, ma vương thay hắn nói. Gặp cục diện như vậy, cũng là bẫy người trò hay lộ. Bá! Triệu Bân trong nháy mắt tiêu thất. Mà hắn phía trước một cái chớp mắt đứng chỗ, thì nhiều một bóng người khác, chính là Hải Vương lão tổ, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, vừa mới thuộc hắn nhảy vui mừng nhất, tất nhiên là lấy trước hắn khai đao. Ngươi! Hải Vương lão tổ thần sắc đột biến. Hắn là sớm đã có phòng bị, phòng chính là Triệu Bân đổi vị trí chi pháp, vạn chưa từng nghĩ, vẫn là trúng chiêu, hắn muốn bỏ chạy. Làm gì thì đã trễ, đầy trời sát khí đã từ thiên nện xuống, vốn nên Triệu Bân bị công phạt, lúc này, một mạch toàn bộ đánh hắn trên thân. Phốc, tinh hồng mà hoa mỹ huyết hoa, vào hư không ngạo nghễ nở rộ. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Hải Vương lão tổ liền bị oanh diệt nhục thân. Đáng chết, Hải Vương các cường giả gầm thét, nhao nhao đổi đầu mâu. Nhưng, Triệu Bân càng nhanh, cưỡng ép phá gò bó, trước tiên sách ra âm dương đao, bởi vì là tại kim thân trạng thái. Trong tay hắn cây đao này, tự đắc gia trì, đao ảnh kéo dài đủ trăm trượng, từ bên ngoài thành đi xem, tay cầm đại đao vĩnh hằng kim thân, phá lệ bá khí ầm ầm. Ông, trăm trượng đao ảnh quét ngang, liên miên bóng người đẫm máu. Đặc biệt là trùng sát ở phía trước những cái kia, đuổi quá trùng hợp, đụng cái tấm tấm dòng dã, ngay cả người mang bản mệnh khí, cùng nhau rơi xuống trời xanh, đem phía dưới đỉnh đài lầu các, cửa hàng phòng xá, đập một mảnh hỗn độn, gạch xanh, mảnh ngói, đá vụn. Tất cả đầy trời bắn bay. Liên hợp trấn áp hắn. Hải Vương lão tổ vọt lên tận trời, phẫn nộ gào thét tiếng như oanh lôi. Gặp chi, không chỉ Triệu Bân, ngay cả ma vương đều lông mày trao lên. Không trách bọn hắn như thế, chỉ vì thời khắc này Hải Vương các lão tổ, là hoàn hảo không hao tổn, nguyên nhân chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Hai người mới kinh dị, lúc này mới ngắn ngủi một cái chớp mắt, bị diệt nhục thân, liền tái tạo đi ra. Tung vạn pháp trường sinh quyết. Cũng không như vậy sức khôi phục a. Không đúng. Không phải tái sinh. Là đan hồn song thể. Trong lòng Triệu Bân một lời, Hải Vương lão tổ không phải tái tạo nhục thân, là đổi một bộ thân thể, hơn nữa cái này thứ hai thân thể, cùng hắn bản mệnh nguyên thần, vẫn là tiên thiên hoàn mỹ phù hợp. Như bực này tồn tại, hắn tại phàm giới từng gặp. Ân, cũng chính là hoàng tộc đại tế ti Ân Ban ngày. Bây giờ lại gặp, để cho hắn bất giác cho là... Ân Ban ngày tên kia từ tiên giới ngã xuống phàm trần phía trước, chính là cái này Hải Vương nhất tộc người, bởi vì bọn họ nguyên thần cùng thân thể, đều quỷ dị dị thường, nếu cả tộc nhân đều như thế, vậy cái này một mạch truyền thừa, thật sự rất có ý tứ. Oanh, phanh, Triệu Bân kinh ngạc trong nháy mắt, càn khôn lại một hồi lắc lư. Hải Vương các cường giả đều động bản mệnh dị tượng, càng thuộc Hải Vương lão tổ khổng lồ nhất, chính là một mảnh minh mông tiên thổ, được huyết quang, có núi thây biển máu trồng chất. Những người khác dị tượng, cũng đủ loại, có diễn hóa kiêu dương, có mở tinh không, càng có kỳ hoa giả, kéo ra khỏi một chiếc nguy nga như sơn nhạc đại chiến thuyền, nhìn xem liền có đủ mới mẻ. Vĩnh hằng tiên vực, mở. Triệu Bân hét lên một tiếng, diễn mở vĩnh hằng dị tượng.
Cái này phương đại thế giới, có thể so sánh 18 năm trước bá đạo nhiều, sơn thủy cỏ cây tia sáng, tất cả chiếu đến vĩnh hằng màu sắc, tựa như tươi sống đồng dạng, cùng với đại đạo thanh âm, tự đi diễn hóa, tại chỗ bất kỳ bên nào dị tượng, bao quát hải vương lão tổ, cũng khó khăn cùng với sánh vai. Oanh! Nhiều cái đại thế giới va chạm, sập nửa bầu trời. Từ bên ngoài thành đi xem, lại là một phen khác đáng sợ chi cảnh, toàn bộ bầu trời đều mờ tối, vết nứt không gian cuốn lấy sấm sét, tùy ý bay múa, cực điểm xé rách phương kia thiên địa càn khôn, nhuốm máu ánh lửa liên miên nổ tung, mỗi một đóa cũng là một phương đại giới sụp đổ. Châm ngôn nói rất hay, song quyền nan địch tứ thủ. Triệu Bân thời khắc này tình cảnh, phá lệ phối lời này. Hắn vĩnh hằng tiên vực mặc dù rộng rãi mênh mông, nhưng cũng không chịu nổi đầy trời dị tượng tùy tiện va chạm, trong đó sơn sơn thủy thủy bên trong, nhịn không được tứ phương công phạt, đều tại trong sụp đổ hủy diệt. Tới, Triệu Bân bước ra một bước tiên vực, xông lên trời. Hắn như chiến thần, chân đạp hoàng kim tiên hải, trên đầu lơ lửng hạo vũ tinh không, cầm trăm trượng kim đao, giết vào trận địa địch, tùy tiện va chạm, cũng là tùy tiện chém vào, chém dị tượng đại giới liên tiếp nổ tung, cũng đánh cho hải vương các cường giả, liên tiếp đẫm máu, càng nhiều bóng người từ thiên rơi xuống. Hắn, lại là chuẩn tiên vương. Ngoài thành quần chúng, tập thể nuốt nước miếng. 18 năm không thấy, Triệu Bân hình như là mở lấy treo tới, nhiều như vậy tiên vương cấp, không thiếu tiên vương đỉnh phong cảnh, liên hợp công phạt một mình hắn, lại bị hắn một trận chém quân lính tan rã, chuẩn tiên vương đều có thể đánh như vậy, nếu tiến giai đạo hư cảnh, chẳng phải là muốn thượng thiên. Làm sao có thể, hắn như thế nào mạnh như vậy? So sánh quần chúng, hải vương các cường giả càng khiếp sợ. Mới chỉ 18 năm cái nào, Triệu Bân lại biến kinh khủng như vậy, hắn hải vương cường giả ra hết, liền lão tổ đều tham chiến, vô luận tu vi cảnh giới, vẫn là đội hình tràng diện, tất cả tuyệt đối nghiền ép, lại bắt không được hắn một cái, không những bắt không được, còn bị giết tổn thất nặng nề. Lúc này mới cái nào đến cái nào, ma vương ổn ép một cái. Triệu Bân bên ngoài đánh nhau, hắn cũng không nhàn rỗi, đã giải linh lung phong ấn, thuận tiện tỉnh lại, cái kia hàng vì cái này tiểu nữ oa, không tiếc đối đầu hải vương một mạch, hai người quan hệ định không đơn giản, mà hắn, liền ưa thích loại quan hệ này không đơn giản, tốt nhất là có thể góp một đôi loại kia, tạo nhiều mấy cái tiểu oa nhi, hắn cũng có sự tình làm, bảo đảm bồi dưỡng thành nhân tài. Ngươi là ai, đây là đâu? Linh lung tỉnh, vô ý thức lui một bước. Cái này đều phản ứng bình thường. Dù sao bị kinh sợ dọa. Chớ sợ, ta là người tốt. Đại ma vương nghiêm túc nói. Nói xong, hắn còn nhẹ phẩy ống tay áo, giao cho Linh Lung có thể mong nhìn ngoại giới ánh mắt, người nào đó đang đại triển thần uy đâu. Cũng không đến để cho người muội tử xem đi. Khó tránh khỏi một cái xúc động, liền phương tâm ám hứa, nhà hắn bản tôn trước kia, chính là cô gái đẹp như vậy. Triệu Bân. Linh Lung ngọc miệng khẽ nhếch, thần sắc ngơ ngẩn. Theo năm đó Triệu Bân đi xông vào này hồng trần lộ, đây là nàng lần thứ nhất gặp Triệu Bân bản tôn, trước trước sau sau hơn 100 năm, trước kia tranh vanh tuế nguyệt, còn tại hôm qua, để cho nàng tâm thần rong chơi, thậm chí ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, không phân rõ chân thực hư ảo, giống như nằm mơ giữa ban ngày. Nhìn thẳng lúc, Triệu Bân oanh một tiếng đã rơi vào vĩnh hằng giới. Cũng không phải là đánh mệt mỏi, là muốn mượn vĩnh hằng giới tới hóa giải nguy cơ. Không có cách nào, hải vương các cường giả nhiều lắm. Người có thủ đoạn thông thiên, cũng là vừa nắm một bó to, đặc biệt là hải vương lão tổ, sử dụng nhất kích tuyệt sát, uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa. Triệu, mẹ nó, Linh Lung vừa mới há miệng, danh đô không hô lên, Triệu Bân liền lại xách đao giết ra ngoài. Xong, hải vương lão tổ liền bị một đao sinh bổ, nhục thân hủy diệt, chỉ còn dư hư ảo nguyên thần, bay trên trời bỏ chạy, diện mục dữ tợn vặn vẹo, hai cái thân thể đều bị đánh thành thịt nát. Liền một mạch lão tổ đều bị đánh cho tàn phế, càng chớ nói những người khác. Có vẻ như từ khai chiến, hải vương cường giả liền một tôn tiếp một tôn vẫn lạc. Vì thế, Triệu Bân cũng bỏ ra cực kỳ giá tiền thảm thiết, lớn như vậy vĩnh hằng kim thân, đã bị đánh tan, mênh mông vĩnh hằng tiên vực, cũng đã nổ diệt, liền thủ hộ hắn thiên ngự chi quang, cũng tản sạch sẽ, còn lại huyết nhục chi khu, nghiễm nhiên đã là huyết cốt tràn trề. Cũng không sao. Hàng này khiêng đánh. Đại La Tiên Tông mới. Đều không là bình thường chịu đánh, chỉ là một cái vạn pháp trường sinh quyết, liền chỉnh hải vương một mạch nhịn không được phát cuồng, nhiều cường giả như vậy, chính là đặt xuống không ngã vĩnh hằng thể, tên kia thân thể bị đánh nổ một lần lại một lần, lại một lần lại một lần tái tạo. Người cái này 18 năm, quả nhiên không có sống uổng. Thời khắc mấu chốt, ma vương lại nói một câu lời nói thật. Nhìn Triệu Bân thể phách đúc lại tốc độ, xa không phải trước kia có thể so sánh,
hơn phân nửa là đang ngủ say lúc, tìm hiểu một phen vạn pháp trường sinh quyết, tái sinh chi lực bí pháp, tà dị đây. Chẳng biết lúc nào, tiếng ầm ầm mới chôn vùi. Đánh nhau đi, sao có thể không có chúng chàng nghỉ ngơi. Đông Phương Hư Không, Triệu Bân giơ đao mà đứng, thịnh vượng khí huyết bao phủ, cuồn cuộn sát khí bay múa, sáng chói ánh sáng màu vàng óng, chiếu hắn vĩnh hằng thể phách, tựa như hoàng kim đúc nóng đồng dạng. Nhìn đối diện, tình cảnh liền không thể nào hòa hài. Hải Vương các cường giả, phần lớn đều lung la lung lay. Dù vậy, cũng không chút nào ảnh hưởng bọn hắn diện mục dữ tợn ngoài, càng nhiều khiếp sợ hơn hãi nhiên, cái này mẹ nó lại là chuẩn tiên vương. Bọn hắn cả tộc vây công lại đều đại bại, chiến đến nước này khác, không biết chôn bao nhiêu người, bây giờ vẫn còn ở, có nhiều hơn phân nửa, đều chỉ còn lại một đạo hư ảo nguyên thần, nhà hắn lão tổ, chính là một cái cực tốt ví dụ, đan hồn song thể, trước sau đã bị đả diệt hai hồi, thương phá lệ thảm trọng. Tiếp tục đánh xuống, Hải Vương một mạch sợ là muốn bị diệt tộc A. Cũng không hẳn dễ nói, Triệu Bân đã trọng thương, không chống được bao lâu. Cho dù là hắn bây giờ chạy trốn, một trận chiến này, hắn cũng giống vậy toàn thắng. Bên ngoài thành nhiều nghị luận, cũng không một người dám vào thành, Hải Vương giết mắt đỏ, mà Đại La Thánh Tử, cũng đã lục thân bất nhận, đồ nhiều như vậy tiên vương, vẻn vẹn sát khí liền chưa có người có thể ngăn. Tế trận, Thiên Đế thành yên tĩnh, bởi vì Hải Vương lão tổ quát to một tiếng bị phá vỡ. Đều chiến đến tình cảnh như vậy, nào có dừng tay lý do, như bên ngoài thành quần chúng lời nói, hắn Hải Vương một mạch thương vong cực thảm trọng, nhưng thời khắc này vĩnh hằng thể, nghiễm nhiên cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, từ xưa thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hôm nay buông tha, Hải Vương một mạch vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Oanh! Thiên địa càn khôn động rung động, một tòa đại trận ầm vang lộ ra. Mà Hải Vương một mạch cường giả, bao quát Hải Vương lão tổ ở bên trong, cũng là trận này trận cước, lại là có một cái tính một cái, thể phách liệt diễm hừng hực, bản mệnh thọ nguyên đều tại cực tốc trôi qua, rất rõ ràng, muốn khôi phục sát trận này, cần hiến tế thọ nguyên, làm sức mạnh cung cấp. Thật mạnh sát trận. Bên ngoài thành quần chúng tất cả ngửa con mắt. Liền nói đi, lấy Hải Vương một mạch nội tình, sao có thể không có vương bài, mà giờ khắc này tòa này trận, chính là cường hãn dựa dẫm, lực lượng hủy thiên diệt địa, đang tại trong trận cực điểm ngưng kết. Đó là, Giết Thiên Đại Trận. Ma Vương trong lòng lẩm bẩm ngữ, hai mắt không khỏi híp lại. Tùy theo, hắn lông mày cũng nhăn phía dưới nửa phần, tòa này chu sát trận, cũng không phải đùa giỡn, treo Giết Thiên hai chữ, liền biết lực sát thương có nhiều bá đạo, thật có thể đem vĩnh hằng thể hủy diệt. Nhìn một bên Linh Lung, đã là thần sắc trắng bệch. Nàng mặc dù cảnh giới thấp, nhưng vẫn là có thể nhìn ra manh mối. Nhiều như vậy Thiên Vương Tế Thọ Nguyên, mới mở ra tòa đại trận này, có thể tưởng tượng được đáng sợ bao nhiêu, lấy Triệu Bân bây giờ trạng thái, rõ ràng ngăn không được, thời khắc đều có khả năng bị chu diệt. Nói đến Triệu Bân, y như tấm bia to giống như đứng lặng. Thần sắc hắn lạnh lùng băng lãnh, không một chút sợ hãi. Không chết không thôi hoàn cảnh, nào có lui đạo lý. Triệu Bân, Hải Vương lão tổ con mắt tinh hồng, nghiến răng nghiến lợi. Hắn tuy là nguyên thần trạng thái, nhưng đứng lại là chủ trận chân, Giết Thiên Đại Trận tập tụ sức mạnh, là từ hắn trưởng khống, chỉ cần nhất kích, liền có thể đem vĩnh hằng thể, giết đến hôi phi yên diệt. Cùng ta tộc nhân, chôn cùng. Hải Vương lão tổ nhe răng cười, sau lưng nhiều một đạo vòng xoáy. Mà đại trận tập tụ sức mạnh, liền tại trong vòng xoáy vận chuyển. Không khó nhìn thấy, đó là một mảnh hắc sắc quang mang, mang theo cuốn lôi điện, xoẹt xẹt vang dội, vẻn vẹn nghe thanh âm, liền cảm giác nguyên thần nhói nhói, đó là uy thế còn dư, không nhìn thân thể phòng ngự. Bằng một tòa sát trận, liền nghĩ diệt ta, Triệu Bân thản nhiên nói. Theo hắn dứt lời, phía sau hắn có một tòa cửa lớn vô căn cứ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không tệ, là vĩnh hằng chi môn, kinh thiên đạp đất, nguy nga như sơn nhạc, đứng ở hư vô, uy thế chấn nhiếp bát hoang, vĩnh hằng tia sáng, cũng là lôi điện xé rách, nhiếp người không mở ra được con mắt, thiên địa bởi vì nó phong vân biến sắc, hư vô không gian, đã ở từng tấc băng liệt. Mở. Triệu Bân vừa quát âm vang, mở rộng vĩnh hằng chi môn. Hắn đã là chuẩn tiên vương, đã có tư cách mở môn này, mà ở trong đó cái gọi là tư cách, là hoàn toàn bằng hắn sức mạnh của bản thân. 18 năm ngủ say, hắn đã sớm đem hiện hữu tiên tàng, khai quật đến cực hạn, hắn có tự tin cũng có thực lực, đi cứng rắn làm Giết Thiên Đại Trận. Lui lui lui, mau lui. Ngoài thành quần chúng, đã là tập thể triệt thoái phía sau. Hải Vương một mạch có vương bài, vĩnh hằng truyền thừa cũng không phải dựng. Một cái tế Giết Thiên Đại Trận, một cái mở vĩnh hằng chi môn, tất cả thuộc tuyệt đối công phạt, hắn động tính tự nhiên nhỏ không được.
để tránh bị dư ba, trốn xa một chút rất có tất yếu. Chờ xem, tòa tiên thành này hôm nay muốn sụp đổ. So sánh bên ngoài thành người, đạp tay ma vương, liền phá lệ có hứng thú, giết thiên đại trận không tầm thường, mà Triệu Bân Vĩnh Hằng chi môn, cũng là cực kỳ đáng sợ, hai người ai mạnh ai yếu lạc. Ngươi, lại mạnh đến trình độ như vậy. Linh Lung lại thần sắc ngơ ngẩn, cũng là khó có thể tin. Nàng trí nhớ tiểu võ tu, có vẻ như đã thành tuyệt đại cường giả. Giết! Hải vương lão tổ một tiếng gầm này, là phát ra từ linh hồn gào thét. Phía sau hắn màu đen vòng xoáy, uy thế đại thịnh, quét ra một mảnh hắc sắc quang mang, tựa như một cái diệt thế tay, một đường phủ kín mênh mông thiên, những nơi đi qua, tất cả đều thành cho bụi, lực lượng hủy thiên diệt địa, hỗn loạn càn khôn, che thiên đế thành tối tăm minh. Tới! Triệu Bân ánh mắt như đuốc, tiếng quát chấn tiên khung. Vĩnh Hằng chi môn ông run lên, Vĩnh Hằng hào quang, mang theo cuốn sức mạnh như bẻ cành khô, từ môn bên trong hoành phô mà ra, cũng nhuộm diệt thế màu sắc, xé ra vô biên vô tận hắc ám, lại lần nữa giao phó thiên đế thành quang minh, sán sán vàng rực, tung tóe càn khôn. Quá, quá mạnh mẽ. Thế nhân còn tại lui, đầy mắt sợ hãi. Vô luận giết thiên đại trận, vẫn là Vĩnh Hằng quang huy, bất kỳ bên nào, cũng là cực điểm hủy diệt, bất kỳ bên nào, đều có thể trong nháy mắt đem bọn hắn dây. Cho dù là một tôn đỉnh phong tiên vương. Oanh! Vạn chúng chú mục phía dưới, hắc sắc quang mang cùng Vĩnh Hằng quang huy ầm vang chạm vào nhau. Nhất thời, mênh mông trời sập sập, một đạo hắc kim xen nhau vầng sáng, hướng tứ phương lan tràn ra, nghiền không gian từng tấc nổ nát vụn, nửa cái thiên đế thành, đều bị hắn san bằng thành đất bằng. Ai mạnh ai yếu? Ma vương tại nhìn, Linh Lung tại nhìn, bên ngoài thành thế nhân cũng tại nhìn. Giết thiên đại trận đối với Vĩnh Hằng chi môn. Có vẻ như chiến chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Nhưng tất cả mọi người đều biết, bên thắng là Triệu Bân, cho dù hắn bại, hắn cũng giống vậy là bên thắng, phải biết, đối diện là khắp thiên tiên vương, mà hắn, lại là lẻ loi một người. Nói đến khắp thiên tiên vương, hai mắt lại bị hãi nhiên bao trùm. Liên sát thiên đại trận đều mở, lại vẫn đặt xuống không ngã Triệu Bân. Một cái chớp mắt này, bọn hắn một loại nào đó hãi nhiên, dần dần biến thành sợ hãi, cái kia chuẩn tiên vương. Thật thật là đáng sợ đến có thể lấy lực lượng một người, chính diện ngạnh cương giết thiên đại trận. Người một khi có sợ hãi, vậy thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liền như thế khắc hải vương một mạch, nghiễm nhiên đã là sĩ khí giảm lớn. Sĩ khí giảm lớn không sao, bọn hắn chấp trưởng giết thiên đại trận, ngừng lại mất một phần uy lực, mặc cho bọn hắn thọ nguyên thiêu đốt, mặc cho bọn hắn bản nguyên tiên lực mãnh liệt, cũng khó đem hắn bổ trở về. Trái lại Triệu Bân. Sán sán mắt vàng nhưng là liệt diễm đang thiêu đốt. Hắn đích xác giết đỏ cả mắt, động đến hắn thân hữu, không chết không thôi. Này lại là một loại chấp niệm, một loại không chết liền bất diệt chấp niệm. Oanh! Chấp niệm của hắn, thắng đối phương sợ hãi. Hắn Vĩnh Hằng chi môn, thắng giết thiên đại trận. Từ thiên quan sát, Vĩnh Hằng quang huy quét ngang hư thiên, sinh sinh dập tắt cái kia hắc sắc quang mang, đáng sợ uy thế còn dư, vét sạch khắp thiên tiên vương, đủ hơn phân nửa bị đụng bay. Mà còn lại những cái kia, thì trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, nhục thân nổ nát, bản mệnh nguyên thần cùng nhau hủy diệt. Còn chưa xong. Vĩnh Hằng tia sáng cực nóng, cho dù là uy thế còn dư, cũng bẻ gãy nghiền nát. Giết thiên đại trận bị sụp đổ, kèm thêm bao phủ mộ thiên đế thành bảo hộ thiên kết giới, cũng cưỡng ép đánh vỡ, thậm chí thiên thành bên ngoài một tòa nguy nga núi lớn, bị trong nháy mắt lau sạch núi cao dốc đứng sơn phong. May tránh xa. Mắt thấy ngọn núi sụp đổ. Bên ngoài thành quần chúng lại tập thể nuốt nước miếng. Không hổ là Vĩnh Hằng một mạch tuyệt đối công phạt tiên tàng, Vĩnh Hằng chi môn thật quá bá đạo, chuẩn xác hơn nói, là Đại La Thánh Tử bá đạo, chính diện ngạnh cương giết thiên đại trận, không chỉ toàn thắng, còn mẹ nó có thử uy, liền kiên cố vô song bảo hộ thiên kết giới đều làm hỏng. Nhìn bên trong tòa tiên thành, đã là phế tích một mảnh. Hải vương một mạch thê thảm, lại thương vong thảm trọng. Bọn hắn thất tha thất thểu, đứng cũng không vững. Ân. Tăng thể diện. Ma vương cười tạc thoải mái. Xem đi, vẫn là Vĩnh Hằng chi môn mức cách cao, xứng đáng tuyệt đối công phạt chi danh, đổi lại là hắn, thời kỳ đỉnh phong hắn, gặp được giết thiên đại trận, cũng phải suy nghĩ một chút tạm thời tránh mũi nhọn. Thắng. Linh Lung thở dài một hơi, nhưng gương mặt vẫn như cũ trắng bệch không huyết sắc. Nàng thiên tông thánh tử, theo như trước kia điên cuồng như vậy. Thiên đế thành. Phế tích một mảnh. Đầy đất đá vụn. Nhiều phòng xá đổ sụp, nhiều thi thể chôn cất, máu đỏ tươi sương mù, bao phủ nửa bầu trời. Tĩnh, cái này hai ba chớp mắt, thiên địa tĩnh đáng sợ.
Hải Vương một mạch mặc dù bại, nhưng sự tình vẫn chưa xong. Đi! Biển trời lão tổ thứ nhất bò lên, lảo đảo phi đột, lúc trước hắn có nhiều cao cao tại thượng, bây giờ, liền có nhiều hèn mọn chật vật, trong tròng mắt giữ tợn sắc, cũng ở đây cái trong nháy mắt, chân chính diễn trở thành sợ hãi, cùng vĩnh hằng thể một trận chiến, thật bị đánh tâm cảnh sụp đổ. Đi nhanh! Liền lão tổ đều túng, Hải Vương các cường giả nào có không trốn đạo lý. Cũng không thể lại đánh, tiếp tục đánh xuống, Hải Vương một mạch nhất định bị diệt tộc. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân nâng cao kim đao, vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Ngừng lại, ước vạn sấm sét bay múa, oanh âm thanh triệt để cửu thiên, lôi đình tụ thành kiếm mang, như mưa to, mang theo cuốn lấy thiên uy, lăng không vung vãi, vùng thế giới kia không khác biệt công phạt. A. À. Hải Vương cường giả tao ương, không đợi thoát ra thiên đế thành, liền bị lôi điện bao phủ, một tôn tiếp một tôn táng diệt, có quá nhiều, chạy trốn, liền bị đánh thành một vũng máu bùn. Triệu Bân, mọi thứ lưu lại một đường. Hải Vương lão tổ phẫn nộ gào thét, liều mạng chạy trốn. Đáp lại hắn, là một mảnh sấm chớp. Mọi thứ lưu lại một đường, lưu ngươi ăn Tết. Triệu Bân đã giết đỏ cả mắt, sát khí ngập trời, đối với cửu gia nhân từ, chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Không chết không thôi hoàn cảnh, hoặc là không đánh, hoặc là liền diệt toàn tộc. Thái Thượng Tông, là Thái Thượng Tông. Hải Vương lão tổ kêu gào, nhiều chu chéo ý vị. Triệu Bân suy đoán không kém, hắn Hải Vương một mạch, đích thật là đang thay Thái Thượng Tông làm việc, đơn giản lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Chuyện như thế, bọn hắn trước trước sau sau đã làm 18 năm. Rất tốt. Triệu Bân một lời băng lãnh cô quạnh, rung động cửu tiêu. Hắn lại huy động kim đao. Lăng Thiên chỉ phía xa Hải Vương lão tổ. Đối phương nói cùng không nói, hắn đều có thể đoán ra, đều khó có khả năng buông tha mạch này. Oanh! Lại là một mảnh lôi điện, nhào về phía một phương thiên địa. Bỏ chạy trong đó Hải Vương lão tổ, tại chỗ bị dìm ngập, mặc hắn tiên vương tu vi, mặc hắn nội tình hùng hậu, bây giờ, cũng không chịu nổi lôi đình hủy diệt, nguyên thần chân thân ẩm vang nổ nát vụn. Hắn chết, chết cực kỳ phiền muộn, vốn cho rằng là một hồi nhẹ nhõm săn giết. Kết quả là, càng là một hồi diệt tộc đại họa, chọc không nên dây vào, chú định khó thoát hạo kiếp. Tha mạng! Hải Vương cường giả kêu rên, vang dội đầy thiên đế thành. Nhưng, không có gì treo dùng, lôi đình nên thế nào bổ còn thế nào bổ. Đó là một bức cảnh tượng đáng sợ, toàn bộ thiên đế thành, đều bị lôi hải bao phủ, tách ra trong đó mỗi một đóa huyết hoa, cũng là một tôn tiên vương cấp, bị sấm sét đánh cho hôi phi yên diệt. Ngoài thành thế nhân, vẫn là quần chúng. Cái kia không phải đại chiến, rõ ràng là sát thần đơn phương tàn sát, cái kia không phải thành trì, rõ ràng là một mảnh nhuộm đầy máu tươi tu la tràng. Chẳng biết lúc nào, lôi minh sấm sét mới chôn vùi. Nhưng, mông lung thiên đế thành xương máu, lại thật lâu không tản đi hết. Đại chiến cuối cùng là kết thúc, tham dự vây công vĩnh hằng thể Hải Vương các cường giả, bị giết toàn quân bị diệt, liền sừng sững năm tháng vô tận thiên đế thành, cũng bởi vì đã biến thành một vùng phế tích. Thật lâu, mới gặp có người đặt chân phế tích. Vòng mong tứ phương, đã không thấy Triệu Bân bóng dáng. Tôn kia đồ một mạch ngoan nhân, tám thành đã rời đi. Giết sạch sẽ, cái này cũng quá hung ác. Thế đạo như vậy, không giết chờ lấy bị trả thù. Nếu là đổi lại lão phu, đồng dạng giết hắn toàn tộc. Thiên đế thành phế tích bên trên, bóng người nhốn nháo, nhân vật chính đều đi, bọn hắn còn chưa đã ngứa, tiếng ồn ào rất nhiều, thổn thức, tắc lưỡi, chấn kinh. Nối thành một mảnh, không hổ vĩnh hằng truyền thừa, thủ đoạn chính là thiết huyết, yên lặng 18 năm, đi ra liền giết hết một mạch. Phốc, vực môn trong thông đạo, Triệu Bân che lấy lồng ngực, ho ra đầy máu. Hắn một trận chiến này, có đủ dũng mãnh phi thường, bất quá thương cũng đầy đủ thảm, nếu không phải cứng rắn chống đỡ thở ra một hơi, sớm mẹ nó ngã xuống, nguyên nhân chính là siêu cực hạn động võ, mới rơi xuống một thân vết thương, đủ loại đủ kiểu phản phệ, đều tới hung mãnh dị thường. Thậm chí vàng rực sáng chói thể phách, tránh đầy pha tạp chi quang, đó là sát ý, cũng là Hải Vương một mạch oán niệm. Triệu Bân, linh lung bước ra một bước vĩnh hằng giới. Đừng tới đây, Triệu Bân một tiếng lạnh quát. Chớ tới gần hắn. Vẫn là ma vương đáng tin cậy, trước tiên nhảy ra, cũng là trước tiên lôi kéo linh lung phi thân sau đột. Dù vậy, bọn hắn vẫn là gặp sát ý uy thế còn dư, phần lớn là ma vương chống được, vốn là trạng thái không tốt, hiểm bị một đạo sát ý sinh bổ. Bởi vậy có thể thấy được, thời khắc này Triệu Bân có bao nhiêu khó chịu, đồ nhiều như vậy tiên vương, cũng chịu nhiều như vậy trọng thương, hắn bây giờ còn sống, chính là một cái kỳ tích. Không tệ, hắn là cái kỳ tích, lấy chuẩn tiên vương tu vi, giết hết một mạch có thể so với thánh địa đại tộc,
nhìn chung sử sách, cũng không này tiền lệ, cho dù cùng thời kỳ Nguyệt Thần, cũng không như vậy huy hoàng qua. Triệu Bân ngồi xếp bằng, cực điểm vận chuyển bản mệnh công pháp. Hắn cứng rắn chống đỡ một hơi, đã tán đi, nguyên nhân chính là tản, hình ảnh mới càng lộ vẻ dọa người, nhìn cái kia từng khối nhuốm máu da thịt, đang từng khối rụng, gân mạch xương cốt cũng tại sát ý độc hại phía dưới, liên miên vỡ vụn, cả người hắn, đều có ầm vang giải thể điềm báo. Không chết được. Gặp Linh Lung sắc mặt trắng bệch, Ma Vương trấn an một tiếng. Hắn không có nhàn rỗi, lật ra một đống lớn tinh không đồ, có lớn có nhỏ, cơ bản đều là tàn phá, cũng là Triệu Bân đại chiến lúc, từ Hải Vương cường giả cái kia càn quét tới. Lần này vận khí không tệ, có thể tại trên bản đồ tinh không tìm được tiêu ký. Đi niết bàn tinh, chữa thương Triệu Bân, chật vật truyền một lời. Dễ nói, Ma Vương liếc mắt nhìn địa đồ, tiện tay sửa lại không gian tọa độ. Đã biết phương vị, nhắm chuẩn niết bàn tinh truyền tống là được rồi. Không được hoàn mỹ chính là, cách kia khỏa cổ tinh có chút xa. Đi lần này, chính là 2-3 ngày. Mà Triệu Bân, cũng ngồi xếp bằng 2-3 ngày. Mãi đến ngày thứ tư, hắn mới chậm rãi mở con mắt, thương thế dù chưa khôi phục, nhưng đã không còn đáng ngại, cần nhiều ngày điều dưỡng, thiên đế thành một trận chiến, hắn là ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Xin lỗi, tới chậm, Triệu Bân lời này, rất nhiều xin lỗi. Không muộn, Linh Lung khẽ nói nở nụ cười, cười bên trong khó che giấu là mỏi mệt. Từ phi thăng vào tiên giới, nàng cơ hồ mỗi ngày đều tại bị truy sát, chớ nói tính tâm tu luyện, liền ngủ an giấc cũng là hy vọng xa vời. 18 năm thời gian, thật vất vả tu đến huyền tiên cấp, bị người một buổi sáng đánh về tiên nhân cảnh, phàm nhân hướng tới thiên ngoại thiên, nàng là gặp được, so trong tưởng tượng tàn khốc hơn, nàng không hối hận tới đây, chỉ có điều vận khí quá kém. Triệu Bân muốn nói lại thôi, trong lòng càng nhiều áy náy. Là hắn gây cừu ra, thân hữu nhóm gặp họa theo. Hắn thấy, còn chỉ Linh Lung một cái, không biết tiên giới một ít xó xỉnh, còn có bao nhiêu thảm trạng, hắn cần mau chóng tìm, nhưng ở này phía trước, có cần thiết đi trước một chuyến niết bàn cổ tinh. Vẫn là câu nói kia, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nếu phải chế tài giả chỉ dẫn, tìm người sẽ dễ dàng rất nhiều. Hắn không suy nghĩ nhiều, một tay đặt ở Linh Lung vai ngọc, lấy vĩnh hằng bản nguyên giúp hắn tẩy luyện thể phách. Thuận tiện thể hồ quán đỉnh, Linh Lung thiên phú không tầm thường, thiếu là cần tài nguyên tu luyện. Còn tốt, hắn cái này hàng tồn rất nhiều. Nói thực ra, người so hóa thân nhìn xem thuận mắt. Hiếm thấy sư tổ tán dương, quả thực thụ sủng nhược kinh. Chứng trạc đàng hoàng như vậy, thật là có chút không quen. Màu sắc sặc sỡ vực môn thông đạo, Triệu Bân cùng Linh Lung ngươi một lời ta một lời, nói chuyện vui vẻ, là ôn chuyện cũng là nhớ lại, dù sao hơn 100 năm. Luôn có nói không hết cảm khái. Ma Vương cũng là có ý tứ, liền đạp tay ngồi ở hai người bọn họ bên cạnh thân, cũng không nói chuyện cũng không nói lời nào, nghe đường đường chính chính, rất có một loại làm bóng đèn. Ngoài ta còn ai tinh thần? Trên thực tế, hắn đang cùng không tại, có vẻ như đều không gì khác nhau. Người Triệu Bân cùng Linh Lung, thật sự tại ôn chuyện, muốn nghe liền nghe thôi. Yên tâm tu luyện. Không biết thứ mấy ngày, Triệu Bân mới đưa Linh Lung đưa vào vĩnh hằng giới. Hắn không gian tùy thân, chính là một cái bảo tàng, tài nguyên tu luyện rất nhiều. Linh Lung từ không khách khí, chạy trốn 18 năm, cuối cùng là có thể tĩnh tâm ngồi xuống tu luyện, cũng cuối cùng không cần lại vì tài nguyên tu luyện phát sầu, cho nàng đầy đủ thời gian, nhất định có thể có chỗ thuế biến, không cầu đuổi kịp Triệu Bân bước chân, chỉ cầu sau này, không kéo Triệu Bân chân sau. Linh Lung có việc làm, Triệu Bân cũng không nhàn rỗi. Tiếp tục chữa thương, thuận tiện lắng đọng một phen tâm cảnh. Có thể hay không trông thấy tiên vương con đường, Ma Vương hỏi. Chưa từng trông thấy, Triệu Bân khẽ gật đầu, 18 năm dung hợp, hắn mặc dù niết bàn, nhưng dù sao cũng là đang say giấc nồng, kém xa tỉnh dậy thực sự, lãng phí không thiếu thời gian. Người phải tranh thủ. Ma Vương cất tay, lời nói ý vị sâu xa. Không cần hắn chỉ đích danh, Triệu Bân cũng biết rõ ngụ ý, theo Không Niệm Thiên nói tới, thành tiên lộ mở ra sau, thần giới giải phong liền không xa, tám thành sẽ có một hồi ách nạn. Phải kiệt lực tăng cao tu vi, lấy ứng đối không thể đoán trước biến cố, hắn cũng có nhận thấy, hoặc có lẽ là có chỗ thôi diễn, năm nào lộ, mặc dù thấy không rõ, lại là nhuộm một vòng huyết quang, cái này, cũng không phải gì điểm tốt. Ma Vương không lại nói, không quấy rầy hắn tính tu. Triệu Bân có cảm giác, hắn cũng giống vậy, thần giới giải phong sau, tiên giới rất nhiều thế lực, đều biết rất khó chịu, thí dụ như Đại La Tiên Tông, cũng thí dụ như Đạo Gia, mọi nhà đều có một bản kinh khó nhớ. Dưới ánh trăng niết bàn cổ tinh, vẫn như cũ tĩnh mịch nặng nề.
từng đi ra thần minh bảo địa, cũng không chịu nổi thời gian ăn mòn, lớn như vậy một ngôi sao, trải qua tuế nguyệt phong hóa, đã là mất hết tinh thần bản nguyên, cũng không còn năm đó thịnh huống. Triệu Bân phủ xuống thời giờ, đêm đã khuya. Còn nhớ kỹ, trước kia lần đầu tiên tới lúc, Vân Thương Tử còn tại. Lần này lại nhìn, vẫn là tiêu điều chi cảnh, đưa mắt nhìn bốn phía, thiên địa thê lương một mảnh, chớ nói người tu đạo, ngay cả phàm nhân đều hiếm thấy một cái, tiếp qua mấy trăm năm, sợ là sinh linh diệt tuyệt. Vẫn là tòa kia bị cát vàng nửa che cổ thành, Triệu Bân tìm rất chính xác. Trước kia, chính là tại cái này gặp được tiên giới chế tài giả, hơn phân nửa còn ở chỗ này. Tiền bối. Tiếng kêu của hắn, tại ban đêm phá lệ rõ ràng. Ma Vương là nghe khách, không biết Triệu Bân tới đây, đến tột cùng là tìm ai, tất nhiên được xưng tiền bối, vậy đối phương, nhất định không là bình thường người, khó tránh khỏi thấy, hắn còn nhận ra. Không có ở cái này. Kêu gọi thật lâu, cũng không thấy có người đáp lại. Triệu Bân lông mày không khỏi nhăn xuống, đây cũng không phải là tin tức gì tốt, xa xôi ngàn dặm mà đến, nếu không tìm thấy người, chẳng phải là một chuyến tay không, vẫn là nói, đối phương không muốn gặp hắn. Ngừng. Đang lúc đi, chợt nghe Ma Vương một lời. Triệu Bân vô ý thức định thân, cũng xuống ý thức nhìn Ma Vương. Hỗn Thiên Ma Vương không nói chuyện, một bước đi ra vĩnh hằng giới. Xong, thì thấy kẻ này nằm trên đất, như một cái chó sù, người tới người lui, khi thì còn cần lỗ tai kề sát đất, thuận tiện gõ mấy lần, thế nào nhìn cũng giống như cái chuyên gia khảo cổ tại tìm mộ phần. Ngày xưa áo liệm lão đạo, liền ưa thích làm như vậy, hẳn là đều có tật xấu này. Không nên a, Ma Vương nói nhỏ. Ngươi tìm gì đây? Triệu Bân ngồi xổm xuống. Phía dưới này, có người, a không đúng, có thần. Thần. Triệu Bân nghe nhíu mày, lại nhìn xuống đất mặt. Nhưng, hắn vô tận thị lực, cũng không nhìn ra nửa điểm manh mối, càng không ngửi được nửa điểm thần lực. Đây chính là một cái tàn phá cổ thành, cái này dưới cát vàng, có vẻ như không có gì càn khôn. Tuyệt sẽ không sai. Ma Vương nói, tại chỗ mở móc. Triệu Bân mặc dù không thể nào tin, nhưng cũng gỡ tay áo. Kết quả là, một già một trẻ này, chiếu đến rực rỡ tinh huy, cũng mộc lấy ánh trăng trong ngần, đỉnh đầu đầu đặt cái kia đào hố, mảng lớn cát vàng bị đào lên, moi ra không thiếu cổ quái kỳ lạ vật, thí dụ như một cái gang dỉ kiếm, lại như một mặt tàn phá tấm gương. Ngươi lừa phỉnh ta a? Triệu Bân càng đi càng không có tí sức lực nào. Nghe ta, chuẩn không tệ, Ma Vương càng đào càng mắt sáng. Có thần, lòng đất này thật có một tôn thần, khó tránh khỏi, là một tôn thần minh thi thể. Nếu như thế, vậy thì phát, thần minh a, chí tôn cái nào, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Quả nhiên, trời không phụ người có lòng. Móc hơn nửa đêm, thật bị hắn đào được. Đích thật là một tôn thần, lão giả bộ dáng, mặc một bộ cũ nát áo bông, chôn sâu dưới lòng đất, thể phách cứng ngắc, chợt nhìn, không biết còn tưởng rằng là một pho tượng đâu. Ma Vương không móc, khóe miệng từng đợt run rẩy. Đây là một tôn thần không thể nghi ngờ, trùng hợp hắn còn nhận ra, tiên giới chế tài giả. So sánh hắn, Triệu công tử ánh mắt, liền phá lệ sáng như tuyết, khó trách kêu gọi chế tài giả lúc, chưa bao giờ được đáp lại, thần minh vẫn thật là ngủ thiếp đi, chính mình đem chính mình chôn sống. Đi, đi nhanh. Ma Vương từ tâm, lôi kéo Triệu Bân liền muốn đi. Cái này tôn thần cũng không phải thi thể, là một tôn sống thần minh. Ta tìm chính là hắn, Triệu Bân làm sao đi? Ngươi không nói sớm, Ma Vương một tiếng mắng to, chợt cảm thấy toàn thân lạnh xiêu. Nói thực ra, chế tài giả cũng không như thế nào chào đón hắn. Tiền bối, Triệu Bân tính thăm dò kêu một tiếng. Cũng như lúc trước, không một chút đáp lại. Hắn không buông bỏ, lần lượt kêu gọi. Chớ kêu, không cần, Ma Vương nói. Vì cái gì, Triệu Bân gương mặt không hiểu. Ý thức của hắn không ở chỗ này. Ma Vương lời nói ung dung, nếu là ta không nhìn lầm, hắn chi thần trí, hẳn là rơi vào một cái bí cảnh, cũng hoặc, tại trong ngộ đạo xa vào tâm thần. Trạng thái như vậy thần minh, là gọi không dậy, trừ phi hắn chính mình tỉnh lại. Vậy không bằng, chém hắn hai đao, Triệu Bân nhỏ giọng nói. Hắn không chỉ là thần minh, vẫn là chế tài giả, đối với cái này tiên giới, có tuyệt đối lực khống chế, chứ nói chặt hai đao, tung chặt 100 năm, người cũng không gọi tỉnh hắn. Ma Vương nói, ta muốn tìm thân hữu, muốn mời hắn chỉ dẫn. Vậy dễ làm, mở thần minh chi nhãn liền tốt. Thần minh chi nhãn, Triệu Bân nghe xong. Cũng không lạ lắm. Năm đó, Nguyệt Thần vì trợ hắn tìm ân ban ngày chỗ ẩn thân, đã từng mở qua một lần thần minh chi nhãn, nếu không phải phàm giới chế tài giả nhìn chằm chằm, nàng không dám quá làm loạn, bằng không thì, có thể một mắt mong tận thế gian. Chế tài giả đang say giấc nồng,
cũng có thể khai thần minh chi nhãn. Triệu Bân hỏi, cái này còn không có ta đi. Ma Vương nói, lại vén lên tay áo, xuất từ thần minh hắn, thế nhưng là có tuyệt chiêu, bình thường không lộ ra ngoài, trừ phi có người cầu. Hôm nay đi, liền hợp thời sấn cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão đạo, đắc tội. Ma Vương đưa tay, muốn đem chế tài giả rời ra ngoài. Hắn là bức cách tràn đầy, lúng túng chính là không có túm động. Ngược lại là quên, lực lượng của hắn còn tại trong tay đạo quân, bây giờ là yếu đuối trạng thái, nếu là bình thường thần minh, một cái tay liền kéo ra, đáng tiếc, vị này là tiên giới chế tài giả, nhất định trên ý nghĩa giảng, cùng tiên giới là nhất thể, chịu tải càn khôn, cũng trưởng khống càn khôn, bực này tồn tại, không phải dễ dàng có thể dung chuyển, cái này mẹ nó chính là một ngọn núi. Ngươi, đem hắn lấy ra. Cơ chí Ma Vương, tại chỗ đem cái này nhiệm vụ nặng nề, giao cho Triệu Bân. Mà hắn, thì chuyên chú tạo tế đàn, lấy bản nguyên ma lực khắc họa từng đạo bí văn. Triệu Bân không nói nhảm, nắm lấy thần minh một cái chân, liều mạng kéo ra ngoài, hắn cho là rất dễ dàng, cho là nhẹ nhõm liền có thể túm ra, nhưng mưu đủ khí lực, cũng không có thể túm động chế tài giả. Trầm trọng như vậy, Triệu Bân tâm cảnh hãi nhiên, rất bị đả kích. Không hổ là tiên giới chế tài giả, tung đang vô ý thức trạng thái, vẫn nặng nề như cũ như sơn nhạc, hơn nữa kèm theo thần minh cấp che lấp, lúc trước hắn vô tận thị lực mong nhìn, cực điểm thần thức cảm giác, cũng không gặp nửa điểm manh mối, nguyên nhân liền ở đây, người bình thường thật đúng là nhìn không thấu. Vẫn là đại ma vương nghiêu bức, có giữ nhà bản sự. Bằng không thì, quỷ hiểu được chế tài giả tiếp địa khí như vậy. Người được hay không a? Ma Vương mắt liếc Triệu Bân. Nhất thiết phải đi. Triệu Bân trong nháy mắt mở vĩnh hằng tuyệt cảnh, ngay cả ma đạo cùng thiên sát cũng cùng nhau mở ra, đem tự thân chiến lực, trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong nhất, không tin không lay động được cái này tôn thần. Đừng nói, cái này dễ dùng, thật cho thần lôi ra ngoài. Làm tướng chế tài giả kéo lên tế đàn, hắn cái này mệt quá sức. Ma Vương ném đi bầu rượu, xem trước một mắt thiên khung, lúc này mới ngồi xổm ở chế tài giả trước người, hai ngón khép lại, đặt ở mi tâm, lại nhảy ục ục niệm tụng dườm già khẩu quyết. Không lâu, liền nghe hư vô một tiếng oanh minh, có sấm sét chợt hiện. Tùy theo, chính là phong vân biến sắc, có ngôi sao đầy trời đang diễn hóa. Triệu công tử là quần chúng, khi thì nhìn thiên không, khi thì nhìn ma vương, lại khi thì nhìn chế tài giả, không biết ma vương đang làm gì, chỉ biết ma vương niệm khẩu quyết lúc, thiên địa càn khôn đang thay đổi động. Muốn nói, chế tài giả cũng là tâm lớn. Thân là tiên giới trưởng khống người, gánh vác duy trì tiên giới trật tự sứ mệnh, chưa từng nghĩ. Càng như thế trốn lười, ngủ là ngủ, còn đem chính mình chôn sống, chẳng lẽ liền không sợ có người thừa cơ quấy rối? Liền như thế khắc hắn cùng Ma Vương, ngay tại làm có nhục tư văn chuyện. Bên này, Ma Vương đã từ chế tài giả mi tâm thu tay lại. Hắn lại tế bản nguyên ma lực, tại tế đàn khắc bí văn. Còn cần bao lâu, Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Đang tại diễn luyện, Ma Vương thuận miệng trả lời một câu. Hai ta làm như vậy, chế tài giả nếu là biết được. Có thể hay không hạ tử thủ, dù sao, đây là một tôn thần minh, lại là tiên giới chế tài giả, như vậy phạm hắn uy nghiêm, lại há có thể làm tốt. Triệu Bân nói ra cố kỵ trong lòng, nói cho cùng, hai người bọn họ là đang chơi hỏa. Người khác khó mà nói, người ngoại lệ, Ma Vương đạo. Vì cái gì, Triệu Bân lại không hiểu, ta có đặc quyền. Nếu thật vì chuyện này bắt người vấn tội, liền chuyển ra nguyệt thần hù dọa hắn. Cái này dễ dùng. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Nói thực ra, người cái thí dụ này, ta không thể nào ưa thích. Triệu Bân mặt đen, cuối cùng cảm giác Ma Vương tại nói móc mắng hắn, cái nào liền tiểu nhị cáp, ta chính là Đại La Thánh Tử. Ma Vương xem thường, lại một lần tiến đến chế tài giả trước người. Phía sau, thì thấy hắn chạy tới chạy lui, hoặc niệm khẩu quyết, hoặc khắc bí văn. Triệu Bân có phần an phận, liền trung thực đứng ở đó, yên tĩnh mong nhìn. Đến, hắn đều nhìn không hiểu, lại càng không biết Ma Vương một loạt thao tác. Đến cùng đang diễn luyện gì, chẳng lẽ, còn có thể thông qua ngủ say tiên giới chế tài giả, điều khiển càn khôn hay sao? Có khách nhân đến, Ma Vương đột nhiên một lời. Nhìn thấy, Triệu Bân quay người biến mất không thấy gì nữa. Cái gọi là khách nhân, là cái bạch y phiêu diêu nữ tử, đạp tường vân từ thiên ngoại mà đến, bản mệnh khí uẩn có phần không tầm thường, ước chừng đoán chừng, bát trọng cảnh tiên vương, tiến thêm một bước chính là đỉnh phong, nàng như một cái u linh, khi thì hư ảo khi thì ngưng thực. Đạo pháp rất là quỷ quyệt. Thái thượng tông người. Triệu Bân hai mắt híp lại, nhưng bần đạo bào phân biệt lai lịch. Trừ nữ tử áo trắng, còn có một cái áo bào đen liệt liệt kẻ lỗ máng,
sinh lưng hùm vai gấu, vô luận khí tức hoặc đạo uẩn, đều tại nữ tử áo trắng phía trên, khí huyết bàng bạc tựa như một đầu giao long, nhìn không ra lịch, chỉ biết hai người quan hệ không ít, lời nói cử chỉ nhiều mập mờ. Đang khi nói chuyện, nữ tử áo trắng cùng áo bào đen kẻ lỗ mãng đã mất vào núi ở giữa. Triệu Bân lặng lẽ đuổi kịp, Thái Thượng Tông người cũng không thể dễ dàng buông tha. Hắn đến lúc đó, trong núi đã bay đầy mông lung mây mù, chính là một loại chướng nhãn pháp, lại cấp bậc không thấp, dù hắn thị lực, trong lúc nhất thời cũng không xem thấu, phần lớn thời gian là bằng cảm giác lực. Chờ tìm được chỗ sâu, thấy là một bức cực hương. Diễm hình ảnh. Cái kia hai đích xác không phải tới du sơn ngoạn thủy, là tới đánh dã chiến. Cái gọi là dã chiến, chính là tại dã ngoại gây sự, đối với những người khác tuyệt đối là hiện trường trực tiếp. Âm dương giao hợp, trong lòng Triệu Bân một lời. Thật có tư tưởng, Triệu Bân bên cạnh thân có thổn thức. Trách mắt như vậy một nhìn, ải nha, đại ma vương. Người thuộc quỷ, là người cảm giác không được. Thần minh chi nhãn có thể mở ra. Nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Ta, suỵt, ma vương bày một thủ thế, nhìn tặc nghiêm túc. Cái này hơn nửa đêm, lại mẹ nó còn có phúc lợi. Lão bố nhóm có phải hay không đều thích tại dã ngoại cái kia? Triệu Bân hỏi. Nhiều kích động, ma vương trở về tùy ý, nhìn chính là hai mắt bóng loáng. Là đâm thẳng kích thích. Triệu Bân một lời thâm trầm, không khỏi nhớ lại song sát. Tưởng tượng đêm đó hình ảnh, không phải liền rất kích động đi. Nhìn xem quen mặt a, ma vương một tiếng nói thầm. Áo bào đen kẻ lỗ mãng người cũng nhận ra, Triệu Bân trách mắt. Huyết âm giáo đại tế ti, ma vương sủy đạp tay, đó cũng không phải là hảo điều, thích ăn đồng nam đồng nữ, hắn cái kia một thân bản nguyên. Cũng là dùng đứa bé máu tươi tích tụ ra tới, nhà hắn giáo chủ so với hắn càng ngoan hơn, liền chính mình thân tôn nhi đều cắn nuốt mất rồi. Ngô! Đột nhiên, áo bào đen kẻ lỗ mãng kêu đau một tiếng. Triệu Bân nhìn rõ ràng, phía trước một cái chớp mắt còn phiêu phiêu dục tiên áo bào đen kẻ lỗ mãng, lúc này, trên mặt đã hiển lộ đau đớn sắc, vừa mới loại kia tận tình hưởng thụ, bây giờ cũng biến thành dãy ruộng, hắn khí huyết tại cực tốc chôn vùi, nói cho đúng là bị nữ tử áo trắng thôn phệ. Tiện nhân, ngươi dám. Áo bào đen kẻ lỗ mãng gầm nhẹ một tiếng, muốn đứng dậy. Đạo hữu, ngươi gấp cái gì? Nữ tử áo trắng u cười, lại đem ấn trở về, có thể gặp nàng lòng bàn tay có bí văn lưu chuyển, khắc vào áo bào đen kẻ lỗ mãng thể phách, hóa thành phong cấm. Quá quá lãng phí lực bổn nhất trương dung nhan tuyệt đẹp, bây giờ lại nhìn, nghiễm nhiên đã là dữ tợn không chịu nổi. A, à, áo bào đen kẻ lỗ mãng tiếng kêu thảm thiết, so lệ quỷ càng thê thảm hơn. Hắn muốn đứng lên, làm gì bị nữ tử áo trắng gắt gao phong cấm. Phía sau một màn liền phá lệ dọa người, hùng tráng kẻ lỗ mãng, hàng thật giá thật tiên vương, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, khô quắt xuống, khí huyết bị thôn phệ, bản nguyên bị hút đi, mà ngay cả bản mệnh nguyên thần, cũng khó trốn ách nạn, tất cả thành nữ tử áo trắng chất dinh dưỡng. Thải dương, ma vương nhíu mày. Bổ âm, Triệu công tử lẩm bẩm ngữ. Rất rõ ràng, nữ tử áo trắng tu một loại cực tà ác công pháp. Chuyên môn lấy âm dương giao hợp, tới thôn phệ nam tu, nhìn nàng thủ đoạn như vậy thành thạo, liền biết việc này ngày thường làm không ít. Áo bào đen kẻ lỗ mãng quỳ, bị cứng rắn hút trở thành một bộ thây khô. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày, nghiệp chướng quá nhiều, báo ứng tới. Nhìn nữ tử áo trắng, thì đầy mắt thoải mái, thôn phệ một tôn tiên vương, mà lại còn là đỉnh phong cảnh, cảm giác vô cùng mỹ diệu, nhiều tới mấy cái dạng này người, sẽ nhanh hơn tiến giai bán thần cảnh. Ai? Nàng cảm giác không tầm thường, đưa tay chụp về phía hắc ám. Triệu Bân không có ý định giấu, sớm một bước đi ra, một đạo kiếm khí phá trưởng uy. Nữ tử áo trắng đôi mắt đẹp híp lại, lông mày xinh đẹp cũng khẽ nhăn mày, chỉ vì, lấy nàng tiên vương tầm mắt, càng nhìn không mặc người này, hoặc có lẽ là, trên người đối phương có một cỗ lực lượng thần bí, che lấp nhìn lén, tại trong cái này tĩnh mịch nặng nề cổ tinh, lại vẫn giấu như thế một cái quỷ dị người. Nhà ai? Nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Triệu Bân không có ngôn ngữ, dần dần hiển lộ chân dung. Gặp chi, còn tại mặc quần áo nữ tử áo trắng, ngừng lại khẽ giật mình, vị này bộ dáng, có thể so sánh huyết âm giáo đại tế ti Tuấn Lan Đô, vị này bộ dáng, chợt nhìn cũng rất quen mặt, Đại La Tiên Tông Thánh Tử. Đúng, chính là cái kia họ Triệu, vĩnh hằng truyền thừa. Đại La Thánh Tử, nổi tiếng không bằng thấy mặt. Nữ tử áo trắng cười xinh đẹp vũ mị, chậm rãi đi tới. Lúc đi lại, nàng lại chút bỏ tiên y. Lộ ra da thịt trắng nõn, tắm tinh huy, lập lòe mê người lộng lẫy, thấm vào ruột gan nữ tử hương, độc hữu một loại ma lực. Triệu Bân đóng con mắt, tiếp theo một cái chớp mắt lại bỗng nhiên đóng mở.
hắn trong mắt, có một đóa màu trắng ngọn lửa đang thiêu đốt. Mộng ảo tiên hỏa, nữ tử áo trắng một cái chớp mắt dung mạo biến sắc. Triệu Bân liền tự giác, đã lấy ra đánh hồn tiên, đón đầu chính là một côn, nhìn ma vương, thổn thức chặt lưỡi, cái này họ Triệu nhân tài, rõ ràng không phải là một cái thương hương tiếc ngọc chủ. Ngô, nữ tử áo trắng cũng quỳ, lung la lung lay ngã xuống. Nàng ngủ cực kỳ phiền muộn, cho tới bây giờ cũng là nàng câu dẫn người khác, không có mấy cái có thể đỡ được, vị này ngược lại tốt, gặp được không mặc quần áo mỹ nữ, cũng là dùng cây gậy chào hỏi sao. Siêu, Triệu Bân vung tay lên, mấy trăm đạo phong ấn ra trì. Sau đó chính là siêu hồn, thật không mang thương hương tiếc ngọc. Thật lâu, mới thấy hắn thu tay lại, một tiếng ho khan có phần lúng túng, nên hắn tu vi đạo hạnh không tốt, gì cũng không lục soát ra, duyên bởi vì nữ tử này có nguyên thần cấm chế, đã cách trở siêu hồn thuật. Ma vương tràn đầy tự tin, đến cũng là gương mặt lúng túng. Thái thượng một mạch linh hồn cấm chế, so trong tưởng tượng càng tà dị. Tiểu ca ca, sao thô lỗ như vậy? Nữ tử áo trắng tỉnh, đó là một mặt u oán bên trong còn cất giấu mị hoặc, dù sao cũng phải thử một phen, vạn nhất đối phương mềm lòng đâu. Ngươi thái thượng tông, nhưng có bắt được ta thân hữu? Triệu Bân xách ra sát kiếm, đặt ở nữ tử đầu vai. Nữ tử áo trắng điềm đạm đáng yêu lắc đầu, không có. Đáp lại hắn, nhưng là một đạo chói tai kiếm minh, là Triệu công tử lắc tay bên trong sát kiếm, một ít người không hảo hảo trò chuyện, là đến làm cho nàng ăn chút đau khổ, bằng không thì không nhớ lâu. Kiếm rơi, nữ tử áo trắng một tiếng than nhẹ. Nhìn nàng nguyên thần, đã nhiều một đạo vết kiếm. Triệu Bân là lưu lại tay, bằng không thì hôi phi yên diệt. Thật không biết, nữ tử áo trắng khóe miệng chảy máu, ý thức còn có một chút mơ hồ, như vậy bị chặt một đao, nàng còn có thể tốt thụ mới là lạ. Là hắn đánh giá thấp Đại La Tiên Tông Thánh Tử, hiển nhiên là một khó chơi chủ, cái gọi là câu dẫn mị hoặc, cũng là bài trí. Đây không phải ta muốn đáp án, Triệu Bân lại huy kiếm. Có, ta biết nơi nào có, nữ tử áo trắng vội vàng hoảng đạo. Nói đi, nàng đủ mơ hồ ba, năm trong nháy mắt, mới thổ lộ bí mật. Huyết âm giáo từng bắt qua một nhóm, có lẽ có người thân hữu. Triệu Bân không nói nhảm, trực tiếp mở vực môn, còn mang tới nữ tử áo trắng. Ba ngày thời gian, sự tình thuận lợi, ngoặt cái đến đáp lại nên đầy đủ. Ma vương cũng không đi cùng, hiện trường trực tiếp xem xét, hắn phải tiếp tục làm việc. Về phần hắn an nguy, hoàn toàn không cần lo lắng. Chế tài giả đặt cái kia nằm, xem ai có ý tốt đánh hắn. Vực môn trong thông đạo bầu không khí, phá lệ kiềm chế, tất cả bởi vì Triệu Bân khắc vào trong linh hồn sát khí, nữ tử áo trắng ngay tại bên cạnh thân, dung mạo trắng bệch, cái mạng nhỏ của nàng bóp tại trong tay Triệu Bân. Ta đã nói, lúc nào thả ta đi, nữ tử áo trắng nhỏ giọng nói. Triệu Bân không đáp lời nói, chỉ vùi đầu nhìn tinh không địa đồ, để xác định vị trí. Nếu huyết âm giáo coi là thật không có mắt như vậy, hắn không ngại lại giết hết nhất tộc. Ta chưa bao giờ giết qua tiên tông người, gia nhập vào Thái Thượng Tông, bất quá là tìm kiếm phù hộ. Nữ tử áo trắng vẫn còn nói, mục đích cũng cực kỳ rõ ràng, rũ sạch nàng cùng Thái Thượng một mạch quan hệ, ai bảo tiên tông cùng Thái Thượng Tông là cừu gia đâu. Nàng cũng không muốn bởi vậy mất mạng. Triệu Bân vẫn như cũ không ngôn ngữ, chuyện ma quỷ là nói cho quỷ nghe. Lấy nữ tử áo trắng tu vi cảnh giới, nào có phóng đạo lý. Vậy không bằng, ta gia nhập vào tiên tông, nguyện chung thân phụng dưỡng. Nữ tử áo trắng như người nói nhiều, nghiễm nhiên không có cần im lặng ý tứ, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, không cần đưa tiền cái chủng loại kia. Triệu Bân không thèm để ý, một đạo đóng kín phủ chú hô người ngoài miệng. Lần này, toàn bộ thế giới đều yên lặng, lại không có người lải nhải. Nữ tử áo trắng khóc không ra nước mắt, cái này mẹ nó chuyện gì a? Hơn nửa đêm đi ra đánh giã chiến, gặp được ai không tốt, hết lần này tới lần khác đụng vào Đại La Thánh Tử, nàng còn có mệnh trở về Thái Thượng Tông sao? Có thể hay không trở về trước tạm bất luận, bảo bối của nàng chỉ định giữ không được. Triệu công tử hoàn toàn như trước đây tự giác, có thể lấy đi một kiện cũng không lưu lại. Thương hương tiếc ngọc cũng phải nhìn là ai? Thái Thượng Tông người, nhất thiết phải ra tay độc ác. Nữ tử áo trắng nước mắt đầm đìa, người a, liền không thể bị quá nhiều nghiệt, tổng hội gặp báo ứng, huyết âm tế tự cho nàng làm áo cưới, mà nàng, lại bị Triệu Bân đánh cướp sạch sành xanh. Triệu Bân lại xuất vực môn lúc, đã là ngày thứ hai. Vẫn là vũ trụ mênh mông, chỗ sâu có ánh sáng lấp lóe. Đó là một mảnh treo ở tinh không tiên thổ, trên bản đồ tinh không có tiêu ký, thuộc huyết âm giáo, mà nữ tử áo trắng nói tới chi địa. Chính là cái kia phiến tiên thổ, bên trên cất giấu không thiếu chân quý tài nguyên khoáng sản,
huyết âm giáo thường xuyên trảo yếu đuối tán tu làm thợ mỏ, vì bọn họ khai thác khoáng thạch. Trong đó cường giả rất nhiều, tiểu hữu coi chừng. Trầm mặc một đường nữ tử áo trắng, lại mở miệng nói chuyện. Đóng kín phù thời hạn đã đến, nàng lại có thể miệng lưỡi dẻo quẹo, hơn nữa những lời này, nói chứng chạc đàng hoàng, nghiễm nhiên đã đem Triệu Bân làm chủ nhân, rất có loại kia biểu trung tâm ý vị, khó tránh khỏi hàng này vừa cao hứng, liền đem nàng thả, hoặc có lẽ là đem nàng thu. Triệu Bân nhẹ phẩy tay áo, đem hắn đưa vào mộng đẹp, bỏ vào tử phủ. Mà hắn, thì được một kiện áo bào đen, lặng lẽ lẫn vào cái kia phiến tiên thổ. Mảnh đất này dị thường bao la, so giao nguyệt tiên thổ còn một vòng to, lại nhiều núi nhạc dài xuyên, từ thiên quan sát, còn có thể nhìn thấy từng tòa cổ thành, chú đóng cũng là huyết âm giáo đồ. Triệu Bân không dám lộ ra, như U Linh đi xuyên ở trong hắc ám. Đã huyết âm giáo địa bàn, sao có thể thiếu đi cường giả tuần tra? Nhìn tứ phương sơn phong, có nhiều người ngồi xếp bằng, nhìn mênh mông thiên khung, cũng nhiều tiên hồng huy động, một khi phát hiện có người trộm vào, chắc chắn sẽ dự cảnh, kế tiếp chính là hợp nhau tấn công. Ngô! Trong bóng tối, có kêu đau một tiếng vang vọng. Đến gần nhìn lên, mới biết một người bị đánh mộng, tất nhiên là Triệu Bân kiệt tác, cái này tiên thổ quá lớn, đủ loại quặng mỏ cũng quá nhiều, tìm người như mỏ kim đáy biển, cũng không phải tìm người hỏi một chút đi. Siêu hồn sau, hắn ở đây người trong trí nhớ, thấy được một đạo bóng người quen thuộc, Dương Huyền Tông, không tệ, là giữa mùa hè tông trưởng giáo, tính toán bối phận, hắn phải hô một tiếng sư bá. Không uổng công, Triệu Bân lại ẩn vào hắc ám, thẳng đến một tòa quặng mỏ. Hắn đã biết, phàm giới phi thăng lên người tới, đều tại nơi đó, không được hoàn mỹ chính là, chỉ có Dương Huyền Tông một cái, đến nỗi phải chăng còn có khác thân hữu, nhìn qua mới biết được. Nhanh nhanh nhanh, chớ lười biếng. Vừa tới quặng mỏ bên ngoài, liền nghe hung hãn hét to âm thanh. Trong chiều mong nhìn, có thể gặp từng cái quần áo lam lũ người, tay chân đều mang xiềng xích, lại cũng làm gầy như que củi, tại trong quặng mỏ làm lao động, động tác chậm, không thể thiếu một trận roi ra, tự đứng ngoài nghe, tiếng kêu rên tiếng cầu xin tha thứ rất nhiều, muốn nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn. Siêu! Triệu Bân theo như quỷ mị, nhẹ nhõm lẫn vào trong đó. Chờ một phen cảm giác, đích xác chỉ Dương Huyền Tông một người. Không thấy khác thân hữu. Triệu Bân không nói nhảm, thẳng đến một tòa đại điện, Dương Huyền Tông ngay tại trong đó. Hắn rất hiếu kỳ, thợ mỏ đều đang làm khổ lực, Dương Huyền Tông đặc thù chiếu cố. Trong điện, Dương Huyền Tông nghiễm nhiên mà đứng, đồng dạng mang còng tay xiềng chân, đồng dạng gầy trơ cả xương, hắn ánh mắt vô thần, giống như một cái bệnh nguy kịch giả, không có mấy ngày việc làm tốt cái chủng loại kia. Trừ hắn, trong điện còn có hai người, một cái thanh niên áo bào đỏ ngầu, một cái ngân bào lão giả. Thứ nhất vì huyết âm giáo trưởng lão, thứ hai đi. Triệu Bân gặp chi định nhận ra, tuyệt đối kẻ thù cũ, mặt trời lặn thần giáo đại trưởng lão, bàn về bối phận, cùng không niệm thiên thuộc người cùng thế hệ. Giữa mùa hè tông trưởng giáo, ân, không tệ. Mặt trời lặn đại trưởng lão cầm một bức họa, hướng về phía Dương Huyền Tông so với một phen. Phàm Triệu Bân thân hữu, hắn cái này đều có ghi chép, bởi vì tầng phái hóa thân hạ phàm ở giữa. Hắn nửa đêm tới đây, cũng không phải du lịch ngắm cảnh. Chính là vì Dương Huyền Tông mà đến, ai bảo cái này tiểu tiên nhân, là Triệu Bân thân hữu đâu. Mặt trời lặn thần giáo đang đầy tiên giới tìm, đơn giản là cho Triệu Bân ấm ức, đợi bọn hắn khai chiến, đây đều là con tin. 300 vạn, người này ta muốn, mặt trời lặn đại trưởng lão cười nói. Giá tiền này, người có thể không mang được người này. Thanh niên áo bào đỏ ngầu u cười. Một cái tiểu tiên nhân, 300 vạn còn chưa đủ. Mặt trời lặn đại trưởng lão hừ lạnh. Vậy phải xem nhà ai tiểu tiên nhân, thanh niên áo bào đỏ ngầu khóe miệng hơi vỉnh, người này thân phận, ta đã điều tra tinh tường, cùng Triệu Bân quan hệ không ít, giá cả tất nhiên là coi là chuyện khác. Nhiều năm không gặp, người học được bản sự. Không có cách nào, đây là bên trên lời nhắn nhủ. Như thế, người ra giá, mặt trời lặn đại trưởng lão thu bức tranh. Một tôn tiên vương pháp khí, đỉnh phong cấp, thanh niên áo bào đỏ ngầu cười nói. Ngươi, hắn không cho, ta cho. Băng lãnh cô quạnh lời nói vang lên, Triệu Bân từ ngoài điện một bước đi vào. Tùy theo mà đến, chính là cuồn cuộn sát khí, cùng với sát ý ngập trời. Phanh! Triệu Bân một bước rơi xuống đất, chấn đại điện lắc lư. Ngươi là người phương nào, vào bằng cách nào? Thanh niên áo bào đỏ ngầu thông suốt đứng dậy. Bên cạnh thân, mặt trời lặn đại trưởng lão thì hai mắt híp lại, vô tận thị lực nhìn lén Triệu Bân. Nhìn qua, gì cũng không nhìn ra, đối phương che quá kín đáo. Khó gặp chân dung, khó gãy tu vi, chỉ biết sát khí băng lãnh dị thường, dù hắn căn cơ cùng nội tình,
cũng như đọa hầm băng. Triệu Bân không nhìn hai người, chỉ nhìn tóc tai bù xù Dương Huyền Tông, hắn trong trí nhớ sư bá, so với hắn trong tưởng tượng càng thê thảm hơn, nào còn có trước kia nửa phần anh tư, nghiễm nhiên một cái bệnh nguy kịch phế nhân. Dương Huyền Tông cũng tại nhìn, thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ, cũng hơi có vẻ mê mang, hắn mặc dù không biết trước mặt vị này là ai, nhưng người này con mắt, lại làm cho hắn rất cảm thấy quen thuộc thân thiết, giống như đã từng quen biết. Như vậy không nhìn bản tôn, tự tìm cái chết. Thanh niên áo bào đỏ ngầu hét to, một đạo kiếm mang cách không bổ tới. Triệu Bân không động, lại có quang huy lăng không rủ xuống, bao phủ hắn thể phách, thậm chí quanh thân bên ngoài, nửa trượng thiên địa, tất cả phòng ngự tuyệt đối, nhẹ nhõm ngăn lại kiếm mang. Vĩnh hằng thiên ngự. Thanh niên áo bào đỏ ngầu nhíu mày. Mặt trời lặn đại trưởng lão cũng xuống ý thức đứng dậy. Không cần hỏi lại, liền biết người này là Triệu Bân, vĩnh hằng một mạch tiên tàng, chính là chứng minh tốt nhất. Sư bá, trước tạm nghỉ ngơi. Triệu Bân nói, phật tay đem Dương Huyền Tông thu vào vĩnh hằng giới. Hắn phía sau thoáng nhìn, là đối với thanh niên áo bào đỏ ngọc cùng mặt trời lặn đại trưởng lão. Cái nhìn này, rất có lực uy hiếp, nhìn hai tôn đỉnh phong tiên vương, đều cùng nhau lui nửa bước, Triệu Bân yên lặng 18 năm, đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh, trước đây không lâu, Hải Vương một mạch bị diệt tộc, chính là Triệu Bân kiệt tác, thật muốn đánh, hai người bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Tiểu Hữu, nơi đây có sai. Phốc, thanh niên áo bào đỏ ngầu trước tiên túng, một mặt cười làm lành, nhưng cái kia hiểu lầm đấy dễ chữ, còn chưa nói ra miệng, thì thấy người khác đầu rơi địa, là bị Triệu Bân thuấn thân nhất đao chém rớt. Nếu huyết âm giáo bắt Dương Huyền Tông, là cử chỉ vô tình, đó còn dễ nói dễ thương lượng, nhưng vấn đề là, tối nay đều mẹ nó chỉ mặt gọi tên mua bán nhân khẩu, vậy liền không có đường sống vẹn toàn. Siêu, mặt trời lặn đại trưởng lão biến sắc. Như kiểu quỷ mị hư vô chui ra khỏi đại điện. Tùy theo, chính là một tiếng vù vù, một cây đen nhánh chiến mâu, đuổi theo hắn đi ra, tất nhiên là Triệu Bân ném ra, tới đều tới rồi, còn muốn đi. Phốc, lại là huyết quang chợt hiện. Mặt trời lặn đại trưởng lão bị một mâu đóng vào giữa không trung. Cái này, ngoài điện đủ người ngửa con mắt, ngay cả quặng mỏ khổ công, cũng đều ngửa đầu xem ra. Không có người biết thế nào sẽ có một màn này. Một tôn tiên vương thế nào liền bị đinh đó. Oanh! Vạn chúng nghi hoặc lúc, đại điện ầm vang sụp đổ. Đá vụn bắn bay bên trong, Triệu Bân chậm rãi đi ra, một tay mang theo chảy máu kim đao, một tay nhấc lấy thanh niên áo bào đỏ ngầu đầu người, tựa như một tôn ma thần, mãnh liệt sát khí, ngập trời lăn lộn. Triệu Bân! Huyết âm cường giả gặp chi, tập thể lui lại. Đại La Thánh Tử hung danh, bọn hắn sớm đã có nghe thấy, xa không nói. Liền nói thiên đế thành Hải Vương một mạch, lại bị một mình hắn đổ diệt tộc, như thế một tôn sát thần, sao tới bọn hắn huyết âm tiên thổ, còn có, trong tay hắn xách theo cái đầu kia, là nhà hắn thống lĩnh sao? Bị đính tại giữa không trung vị kia tiên vương, là mặt trời lặn thần giáo đại trưởng lão sao? Nói đến mặt trời lặn thần giáo đại trưởng lão, nhục thể đã nổ diệt, chỉ còn dư một đạo nguyên thần. Hắn muốn bỏ chạy, làm gì chiến mâu cưỡng ép phong cấm, nguyên thần bị cuốn vào Triệu Bân tử phủ. Đi vào nhìn lên, ai nha, còn có một người, nếu không nhìn lầm, nên Thái Thượng Tông Tiên Vương, là cái nổi danh đồ đĩ, liền vui tìm người âm dương giao hợp, dùng cái này tu luyện. Triệu Bân, người thật là lớn gan. Hét to âm thanh triệt để, một bóng người đạp thiên mà đến, một bộ áo bào đen liệt liệt, sau lưng huyết sát biển cả, thôn thiên nạp địa, lại cuốn lấy vô số oán linh, tiếng kêu rên làm người run sợ. Hắn, chính là huyết âm giáo giáo chủ. Ma vương trong miệng nuốt chính mình tôn nhi nhân tài, chính là vị này, vô luận căn cơ vẫn là nội tình, đều tại huyết âm tế tự phía trên, thậm chí, so ngày xưa Hải Vương lão tổ, còn kinh khủng hơn một phần, mặc dù tiên vương tu vi, cũng đã có bán thần uy thế. Tới không chỉ hắn một người, bốn phương tám hướng đều có tiên hồng bay vụt, tất cả huyết âm giáo cường giả, thanh nhất sắc tiên vương cảnh, không thiếu đỉnh phong cấp, liên hợp khí thế, rộng rãi bàng bạc. Nhiều lời vô ích, chiến. Triệu Bân không quá mức nói nhảm, xách đao liền bên trên. Đúng lúc gặp một tôn huyết âm tiên vương giết tới, bị hắn một đao đánh cho hoành lật hư không 800 trượng. Thật sự cho rằng ta huyết âm giáo, là cái kia Hải Vương nhất tộc. Huyết âm giáo chủ hét to, rất có khí thôn bát hoàng uy thế, dứt lời, thì thấy phía sau hắn huyết hải lăn lộn, mang theo cuốn lấy oán linh, lăng thiên che mất Triệu Bân. Phá! Triệu Bân vừa quát âm vang, như một đầu dao long vọt người mà ra, lật tay một đao. Bổ ra huyết hải, kèm thêm huyết âm giáo chủ, cũng cùng nhau bị đẩy lui, cùng một trong nháy mắt, huyết âm cường giả công phạt cũng đến, hoặc đao quang kiếm mang,
hoặc pháp khí bí bảo, đầy trời cũng là, rất có nhất kích oanh diệt vĩnh hằng truyền thừa tư thế. Đồng dạng tên vở kịch, lần nữa diễn ra. Triệu Bân hai mắt chớp lóe, nhắm ngay Huyết Âm giáo chủ. Từ xưa súng bắn chim đầu đàn, ai bảo cái kia hàng nhảy vui mừng nhất thực. Ngô! Huyết Âm giáo chủ kêu đau một tiếng, vừa mới đứng vững, liền bị đổi cho nhau vị trí. Nhưng, kẻ này so Hải Vương lão tổ cơ trí, tại đầy trời công phạt tới người một cái chớp mắt, lại đem vị trí cùng Triệu Bân đổi trở về, còn muốn gạt bản giáo. Người nhà còn non lắm. Quả nhiên siêu quần bạt tụy. Triệu Bân đương nhiên sẽ không đứng bị đánh, thuấn thân trốn vào vĩnh hằng giới. Dù vậy, hắn vẫn là chịu dư ba, nửa thân thể đều bị oanh trở thành thịt nát, nhìn ngoại giới, động tĩnh thì càng lớn, đầy trời công phạt hạ xuống lúc, đánh tan nửa bầu trời. Thấy hắn đi vào, Linh Lung cùng Dương Huyền Tông nhao nhao tiến lên. Triệu Bân cười ào ào, vạn pháp trường sinh quyết tùy theo vận chuyển. Vẫn là phương pháp này dễ dùng, bị làm hỏng thân thể, cực điểm tái tạo. Vân Nhi, quay đầu trò chuyện. Triệu Bân nở nụ cười, lại giơ đao giết ra ngoài. Ra vĩnh hằng giới, hắn lại là một cái khác phó khuôn mặt, ý cười tan hết, biến băng lãnh không chịu nổi, tuyệt cảnh, thiên sát cùng ma đạo, tất cả tại cùng một trong nháy mắt mở ra, chiến lực trong nháy mắt bên trên đỉnh phong nhất. Cho ta giết, Huyết Âm giáo chủ huy kiếm chỉ phía xa. Không cần hắn nói, Huyết Âm cường giả cũng đã từ tứ phương đánh tới. Triệu Bân nửa chút không sợ, trong nháy mắt chống ra vĩnh hằng kim thân. Kình thiên đạp đất kim quang cự nhân, hoàn toàn như trước đây bá khí, thêm nữa tay cầm trăm trượng đao ảnh, càng là dũng mãnh phi thường vô song, một đao quét qua, tiên vương rơi xuống một mảnh, đầy trời pháp khí bí bảo, cũng sụp đổ không thiếu, huyết quang đỏ tươi, tại một cái chớp mắt này nhuộm đầy thiên khung. Hợp lực chu diệt, không hổ một mạch trưởng giáo, Huyết Âm giáo chủ đích xác có quyết đoán, tay cầm huyết kiếm, trùng sát tại phía trước, chủ tướng như thế, bộ hạ tử sĩ khí không tầm thường, đủ loại dị tượng, đủ loại diễn hóa. Triệu Bân chiến ý như lửa thiêu đốt, tay cầm kim đao đại khai đại hợp. Cự nhân đùa nghịch đại đao, tuyệt đối cảnh tượng hoành tráng, đầy trời tiên vương bị chặt thất linh bát lạc. Còn có điều là dị tượng đại giới, cũng là liên miên sụp đổ, quỷ hiểu được bao nhiêu người đẫm máu. Này, mạnh như vậy. Bị phong tại tử phủ mặt trời lặn đại trưởng lão, đầy mắt khó có thể tin. Nhiều như vậy tiên vương, liên hợp vây công, lại bắt không được một cái chuẩn tiên vương, hắn có thể tưởng tượng. Ngày đó Triệu Bân ác chiến Hải Vương một mạch lúc, định cũng là bực này huyết tinh bạo ngược tràng cảnh. Cái này 18 năm qua, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Nếu không phải nghịch thiên đại niết bàn, vì sao lại có chiến lực như vậy? Có lẽ là ngoại giới oanh minh quá ồn ào, đem ngủ say nữ tử áo trắng đánh thức, nàng chi thần thái, cùng mặt trời lặn đại trưởng lão không khác nhau chút nào, cái này chuẩn tiên vương, là mở thần cấp treo sao? Từ ngoại giới thu con mắt, hai người liếc nhau một cái. Cũng là bị phong ấn, hai người có thể nói khó khăn huynh khó khăn muội. Hai ba trong nháy mắt sau, nữ tử áo trắng chột dạ thu con mắt, nếu không phải nàng chỉ dẫn Triệu Bân tới nơi đây, mặt trời lặn đại trưởng lão cũng sẽ không bị bắt sống, bất quá, cũng không vấn đề gì, quyền đương làm bạn, Thái Thượng Tông mặc dù cùng mặt trời lặn thần giáo là đồng minh, kỳ thực, hai nhà đều riêng mang ý xấu. So sánh hai cái này, vĩnh hằng giới bên trong một màn, liền phá lệ hòa hài. Dương Huyền Tông ngồi xếp bằng. Linh Lung đang không để lại dư lực cho chữa thương, Triệu Bân hàng tồn rất nhiều, không thiếu thánh dược chữa thương, chỉ cần không cần lo lắng cho tính mạng, còn lại tất cả đều dễ nói chuyện. Chữa thương lúc, hai người còn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Đáng tiếc, không có người cho bọn hắn mở ánh mắt, gì cũng không nhìn thấy. Nói tóm lại, bọn hắn cái này một cái sư bá một cái sư tổ, cho hắn nhà hậu bối cản trở, từ trước đến nay tiên giới, gì thành tựu không có, sạch cho Triệu Bân làm loạn thêm, quả thực lúng túng. Oanh, ầm ầm, ngoại giới, đã là đầy trời lôi đình tàn phá bừa bãi. Tất nhiên là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, kéo bè kéo lũ đánh nhau lúc phải dùng thần kỹ, ngay cả đỉnh phong tiên vương chịu đều khó chịu, càng chớ nói tam lưu nhân vật, thái hư cảnh gặp được, liên miên bị đánh diệt. Giết, cho ta giết. Gào vang dội nhất, vẫn là Huyết Âm giáo chủ. Chỉ có điều, đem so với phía trước xung kích tại phía trước, hắn giờ phút này càng nhiều thời điểm là núp ở phía sau. Bởi vì cái kia họ Triệu yêu nghiệt, là thuộc xúc sinh, bắt được một người liền hướng chết làm, mà hắn, chính là cái kia một người. Trước trước sau sau không biết chịu bao nhiêu đao. Cấm. Chúng mạnh hợp lực, lại tế phong ấn đại trận. Trận này đích xác không tầm thường, giả thiên cái địa giống như khổng lồ. Phong ta. Triệu Bân khí huyết bốc lên, một cái cực lớn cấp hộ thể thiên cương, ầm vang chống ra, cứng rắn phá đại trận,
đầy trời bí văn thành quang mưa, đang rơi xuống lúc nổ thành cho bụi, tế trận người, cũng không tốt gì, có một cái tính một cái, đều tan vỡ huyết nhục chi khu. Tới, Triệu Bân vùng cánh tay lên một cái, thể nội xông ra vô số tiên quang. À không đúng, đây không phải là tiên quang, là từng tôn pháp khí, sát kiếm tiên đao, linh kính lư đồng. Cái gì cần có đều có, hơn nữa đều phẩm giai không thấp, phần lớn là từ Hải Vương một mạch càn quét mà đến, treo ở hư không, giống như từng khỏa rực rỡ tinh thần, tại cùng một trong nháy mắt rơi xuống. Phía sau, chính là một cái cảnh tượng hoành tráng. Đầy trời pháp khí tất cả ông rung động, tập thể tự bảo. Thật sao, giết tới phía trước huyết âm cường giả, đụng cái ngay ngắn, lên tới giáo chủ xuống đến trưởng lão, bị tạc đầy trời bay tứ tung, tu vi nội tình yếu, tại chỗ thân hủy thần diệt. Ngươi, bại gia đồ chơi a. Chớ nói người trong nhà, liền thân là cửu gia nữ tử áo trắng, gặp một màn này, cũng nhịn không được run rẩy khóe miệng, nhiều như vậy tiên vương pháp khí bí bảo, nói tự bạo liền tự bạo, trong đó, còn có bổn mạng của nàng khí, tế luyện nhiều năm như vậy, một cái chớp mắt nổ thành một mảnh bã vụn. Phốc, mặt trời lặn đại trưởng lão cũng tại phun máu, gặp bản mệnh khí phản phệ. Tự bạo những pháp khí kia bên trong, cũng có hắn, bị xem như bom hô hố. Nói đến bom, Triệu Bân hàng tồn cũng không ít, cũng chính là bạo phù, đồ tiên chú cùng sát sinh phù, linh lung cùng Dương Huyền Tông nhìn rõ ràng, đó là liên miên từ vĩnh hằng giới bay ra ngoài, đến nỗi có thể nổ chết bao nhiêu người, bọn hắn không nhìn thấy, nhưng động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Oanh, phanh, dưới ánh trăng huyết âm tiên thổ, phi thường náo nhiệt. Từ trông về phía Sa Mong, cái kia phiến mở tối thiên địa, như tự tại châm ngòi pháo hoa, có ánh lửa bắn ra, có máu văng tung tóe. Riêng là đem hỗn loạn không chịu nổi chiến trường, tắm máu tươi rầm rề. Cứ như vậy, đại chiến vẫn như cũ không ngừng. Huyết âm dậy thương vong thảm trọng, Triệu Bân cũng tiên khu sụp đổ. Song phương đều giết đỏ cả mắt, lên trời xuống đất, thôi sơn nhấc lên hải, đổi cái này đến cái khác chiến trường, đến mỗi một chỗ, tất có sấm sét vang dội, tất có sơn nhạc sụp đổ, nguy nga đại điện, cũng là một tòa tiếp một tòa nổ nát, đảo thiên địa càn khôn đều nghịch loạn cả. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy khí huyết? Mặt trời lặn đại trưởng lão chấn kinh hãi nhiên. Bên cạnh thân nữ tử áo trắng, cũng là dung mạo biến sắc, đầy mắt khó có thể tin. Vĩnh hằng một mạch mặc dù sinh mệnh lực thịnh vượng, thế nhưng cũng là có hạn độ đó a. Nhưng cái này vĩnh hằng thể, như tự có dùng không hết tiên lực, bí thuật liên tiếp không dứt, khí huyết lại chưa khô cạn. Bọn hắn chất vấn, cũng là huyết âm dậy hoang mang, chiến lâu như vậy, đối phương khí huyết, không những không sa sút, ngược lại càng đánh càng bàng bạc, lực lượng của hắn cuồn cuộn không kiệt sao. Không sai biệt lắm. Cái này, lại là tạo hóa thần thụ đáp lại. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, nó cái này 18 năm thuế biến, là một hồi nghịch thiên đại niết bàn, sớm đã không phải trước kia gốc kia cây giống nhỏ, nghiễm nhiên đã là một cây đại thụ, như nước thủy triều tinh khí như biển cùng tạo hóa chi khí, không giới hạn cung cấp, trèo chống Triệu Bân ác chiến bát hoang. Gì tình huống, sao lớn như vậy ầm ầm? Cái này không nói nhảm sao, tất có người đang đánh nhau. Dám đập huyết âm dậy chàng tử. Quả thực mới mẻ. Tiên thổ hỗn chiến động tính quá lớn, rước lấy quá nhiều người vây xem, phần lớn là tại tinh không đi bộ tán tu, cũng có phụ cận cổ tinh đại năng, nghe nói âm thanh, đặc biệt kết bạn chạy tới xem xét như vậy, tập thể kinh ngạc, cái kia đỉnh đầu vòng sáng người, là Triệu Bân sao? Đúng, chính là Triệu Bân, Đại La Tiên Tông đương đại thánh tử. Những ngày này, thuộc hắn nóng nhất, đơn thương độc mã giết đồ Hải Vương nhất tộc. Không nghĩ lại chạy huyết âm dậy hang ổ hẹn đánh nhau, lại muốn hủy diệt một mạch truyền thừa. Nhất định là huyết âm dậy chọc hắn. Lão bố nhóm tụ tập, nói một câu nói nhảm. Chỉ cần đầu óc không có nước vào, đều biết đây là gì cái cục diện. Nếu không phải song phương có thâm cừu đại hận, như thế nào đánh hung mãnh như vậy? Đây cũng quá mạnh. Kinh ngạc sau đó, chính là chấn kinh. Chạy tới quan chiến quần chúng, cũng không dám dễ dàng hướng phía trước góp, liền sợ giết mắt đỏ Triệu Bân. Thuận tay đem bọn hắn một đao chặt, vĩnh hằng một mạch không kẻ yếu, quật khởi chính là ngoan nhân. Phốc, lại một tôn tiên vương bị chặt, nguyên thần chân thân cùng nhau hủy diệt. Như bực này hình ảnh, liên tiếp diễn ra, Triệu Bân đao, không biết uống bao nhiêu cường giả huyết, thế nhân cũng là người chứng kiến, ngày thường cao cao tại thượng tiên vương, giờ khắc này ở chiến trường kia, giống như từng khỏa trái dưa hấu, mà Đại La Thánh Tử, chính là chặt dưa hấu người. Lão Tổ, huyết âm giáo chủ hướng về một phương. Cuồng loạn gào thét. Bây giờ không ra, chờ đến khi nào? Huyết âm dậy cường giả gào âm thanh, cũng chấn thiên động địa, chiến không được, bọn hắn quả thực chiến không được, vĩnh hằng truyền thừa quá mẹ nó kháng đánh.
Lão tổ. Thế nhân nghe, đặc biệt là lão bối, đều chọn lấy lông mày. Huyết âm lão tổ đi, bọn hắn là nghe qua, còn tại nhân thế. Oanh. Phía sau một tiếng oanh minh, cho bọn hắn xác định đáp án. Cũng là cùng với oanh minh, một người lùn bóng người, từ chỗ sâu đi ra, đừng nhìn chiều cao thấp, thể phách lại trầm trọng, mỗi có một bước rơi xuống, đều đạp càn khôn chấn động, còn có khí thế, hàng thật giá thật bán thần cấp, băng lãnh cô quạnh huyết sát, một đường tịch thiên quyển địa. Hắn, chính là huyết âm dạy lão tổ, người xưng huyết âm lão đạo. Đối với hắn, thế nhân cho tới bây giờ đều chỉ một câu, không phải người tốt. Hoặc có lẽ là, toàn bộ huyết âm dạy, tìm không ra một người bình thường, tựa như huyết âm giáo chủ, chính mình thân tôn nhi đều nuốt, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Cái này mẹ nó gì thao tác? So sánh huyết âm giáo chủ, huyết âm lão đạo chỉ có hơn chứ không kém. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, huyết âm dạy tuyệt đối nhất chi độc tú. Vậy mà thật sống sót. Lão bố nhóm hai mắt híp lại, trong lời nói khó nén kiêng kỵ. Tên kia là cái hung tàn bạo ngược chủ, hắn bán thần tu vi, cũng là dùng từng cái hoạt bát sinh mệnh, tích tụ ra tới, trong đó, liền bao quát vợ con của hắn, cùng với hắn phụ mẫu. Cái kia lão biến, thái, là thực sự có thể nhịn cái nào? Lời này, xuất từ Triệu Bân tử phủ bên trong nữ tử áo trắng. Nàng cũng là hung tàn chủ, thường xuyên thải dương bổ âm, nhưng so với huyết âm dạy vị này, nàng những cái kia cũng là trò trẻ con, nhà mình đạo thống đều sắp bị nhấc lên xong. Lúc này mới chạy đến tản bộ, nếu không phải huyết âm giáo chủ và huyết âm cường giả kêu gọi, hắn hơn phân nửa còn đang ngủ đại giác. Hỗn loạn đại chiến, cuối cùng là ngừng nghỉ. Đầy trời bóng người, không có mấy cái có thể đứng vững. Bao quát Triệu Bân ở bên trong, cũng là máu me đầm đìa. Tới một không dễ chọc. Triệu Bân khóe miệng chảy máu, trong tay kim đao ông rung động không thôi. Bán thần cũng không phải bình thường tồn tại, từ xưa có thể bước vào bán thần giả. Không có một cái hạng người qua loa, tựa như bán thần cấp huyết âm lão đạo, cũng không phải là huyết âm giáo chủ những thứ này có thể so sánh. Một đám phế vật, huyết âm lão đạo đăng tràng, liền tới một câu như vậy. Hắn lời tuy nhẹ, lại như vạn cổ lôi đình tại âm âm. Bởi vậy có thể thấy được, hắn căn bản là tỉnh dậy, chỉ có điều không nhúng tay thôi, sợ là hắn thấy, người trong nhà chết cùng không chết, cũng không có quan trọng muốn, cũng đúng, ngay cả vợ con phụ mẫu cũng dám nuốt người. Nghiễm nhiên đã là lãnh huyết vô tình, như thế nào đau lòng không liên hệ máu mủ. Cái này, có lẽ chính là huyết âm dạy truyền thống. Đối với cái này, tại chỗ quần chúng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Oanh! Huyết âm lão đạo một bước cuối cùng đạp xuống, chân chính hiển lộ chân dung. Triệu Bân không ngôn ngữ, chỉ trên dưới quét nhìn, hàng này nên nghiệp chướng quá nhiều, gặp đại báo ứng, bằng không thì, như thế nào là người lùn hình thái, hơn nữa, hai cái mắt, còn một đen một trắng. Coi chừng mắt của hắn. Tử phủ bên trong nữ tử áo trắng, lại nhắc nhở một tiếng. Nhắc nhở của nàng, trêu đến mặt trời lặn đại trưởng lão một hồi trách mắt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Triệu Bân cũng không thể bị diệt. Triệu Bân chết, hai người bọn họ cũng chôn cùng. Càn khôn mắt. Trong lòng Triệu Bân một lời, đối với huyết âm lão đạo hai mắt, phá lệ cảm thấy hứng thú. Cái kia một đen một trắng hai mắt trâu, giống như âm dương câu ngọc, nhìn xem phá lệ tà dị. Thật là tươi đẹp máu tươi, huyết âm lão đạo u cười, lúc nói chuyện, còn liếm liếm đầu lưỡi đỏ chét, trong mắt tham lam cùng dục vọng, thành hai đoàn nóng bỏng hỏa diễm, cháy hừng hực. Từ Triệu Bân vào cái này huyết âm tiên thổ, hắn đã phát giác. Thượng thương đãi hắn không tệ, lại đưa tới một mạch vĩnh hằng huyết thống. Nếu đem hắn nuốt, phong thần đài bên trên tất có hắn một vị trí. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nữ nhân sợ đứng lên, cũng là đường đường chính chính. Như nữ tử áo trắng, lúc này ngay tại lừa gạt Triệu công tử mở đột, thời kỳ đỉnh phong Triệu Bân, đều chưa hẳn chiến qua cái kia huyết âm lão đạo, càng không nói đến, sau đại chiến thụ thương rất nặng. Nếu không thì thế nào nói nàng không hiểu rõ Triệu Bân đâu. Nếu ma vương ở đây, sớm mẹ nó tại vĩnh hằng giới mở gào, làm. Cùng con vật nhỏ kia làm, thực sự chơi không lại, lại mở trốn cũng không muộn. Oanh! Huyết âm lão đạo động, một tay từ thiên phủ xuống. Chớ nhìn hắn bàn tay tiểu, trưởng uy lại rộng rãi bàng bạc, tự đứng ngoài nhìn lại, đó chính là một ngọn núi, đập về phía đất đai mênh mông, chớ nói bóng người, tung con kiến nhỏ cũng phải cho người ép thành cho. Ông! Triệu Bân giơ đao vào thiên, cưỡng ép bổ ra trưởng ấn. Huyết âm lão đạo khóe miệng hơi vỉnh, cười quỷ quyệt âm trầm. Cười cười, hắn đột nhiên biến mất. Lại hiện thân nữa lúc, đã là Triệu Bân trước người. Triệu Bân tốc như kinh hồng, một bước phi thân sau đột.
Này một cái chớp mắt, hắn mi tâm chớp lóe, nguyên thần kiếm đâm đầu vào phách trảm. Huyết Âm lão đạo không nhìn, chỉ một cây ngón tay nhỏ hướng Triệu Bân đâm tới. Phốc, huyết quang tùy theo nở rộ, nhuộm sán sán vàng rực. Triệu Bân mi tâm, tại chỗ bị đâm ra cái lỗ ngón tay. Một chỉ này, có đủ hắn khó chịu, thân thể tổn thương là tiểu, nguyên thần bị thương cũng rất chán ghét, bán thần lực sát thương, biết bao cường hoành, nhiều hơn nữa mấy phần lực đạo, có thể hủy hắn chân thân. Cấm. Huyết Âm lão đạo một chữ khe quát, mắt trái u quang lóe sáng. Sau đồn Triệu Bân, thật bị định trụ, không thể động đậy. Nữ tử áo trắng nói không giả, người này mắt đích xác tà dị. Nhưng nghĩ bằng một con mắt liền nghĩ bắt lấy hắn, còn kém chút ý tứ. Phá. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, lấy lực chi pháp tắc xé ra phong ấn. Hắn đăng thiên mà đi, lật tay một đao, chém ra trăm trượng đao mang. Huyết Âm lão đạo liền tùy ý, phật tay một trường, nhẹ nhõm đả diệt đao quang. Hắn thân pháp vẫn như cũ quỷ quyệt, trong nháy mắt tiêu thất, cũng là trong nháy mắt hiện thân, vẫn là Triệu Bân phụ cận, vẫn là một cây ngón tay nhỏ, hướng Triệu Bân đầu người mà đến, nhìn ngươi nha có thể chịu mấy chỉ. Ăn qua một lần thua thiệt, Triệu Bân không hai lần trước làm. Trong điện quang hỏa thạch, hắn mạnh khai quang minh thân, thể phách ngừng lại tia sáng vạn đạo. Đừng nói, cái đồ chơi này dễ dùng, phàm là gặp chi giả, bao quát quần chúng, bao quát tử phủ bên trong hai vị kia, đều bị hoảng hai mắt đen thui, ngay cả Huyết Âm lão đạo cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là Huyết Âm lão đạo trúng chiêu, một ngón tay mới mất hết chính xác. Triệu Bân nhẹ nhõm né qua, đón đầu chính là một đao, tháo đối phương một đầu cánh tay. Vốn là, một đao này là chạy đầu đi. Làm gì Huyết Âm lão đạo có thần bí sức mạnh hộ thể, quả thực là sửa lại quỹ đạo, bằng không thì, bị chặt ở dưới nhưng là không phải đầu kia cánh tay. Hảo một cái quang minh thần uẩn. Huyết Âm lão đạo cười, xâm nhiên không thiếu. Thông thường quang minh chi pháp, đối với hắn vô hiệu, nhưng cái này tiểu vĩnh hằng thể quang minh thân, có quang minh thần uẩn gia trì, vậy thì chớ bàn những thứ khác, đây là hắn trước đó chưa từng ngờ tới. Chu Tiên Quyết. Triệu Bân du tẩu cửu thiên, một đạo kiếm mang từ thiên xuống. Huyết Âm lão đạo ổn ép một cái, một ngón tay gảy cái vỡ nát. Lần này, đổi hắn mắt phải chớp lóe, ngắm chúng là Triệu Bân. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, càng là thân thể cùng nguyên thần phân ra. Không tệ, là tách ra, bị một cỗ khó mà kháng cự sức mạnh, cưỡng ép tách ra. Thu! Huyết Âm lão đạo yếu ớt nở nụ cười, tế một ngụm lư đồng. Đó là bổn mạng của hắn khí, hàng thật giá thật bán thần binh. Đã bán thần binh. Tự có không tầm thường chi lực, lồ miệng xốc lên, chính là vô vọng vòng xoáy vận chuyển, đáng sợ sức cắn nuốt, tịch thiên quyển địa, một tòa sơn nhạc nguy nga, tại chỗ bị xoắn nát. Binh khí tốt. Triệu Bân liếc qua, lấy không gian vượt qua cưỡng ép né qua. Thuận tiện, nguyên thần lại đưa về nhục thân, một bước xông lên trời. Ngươi, có thể chạy trốn tới cái nào? Huyết Âm lão tổ cười trêu tức, mắt phải lại chớp lóe. Đáng tiếc, lần này không dễ xử, hoặc có lẽ là tên tiểu tử nào trên thân, bịt kín một tầng kỳ dị quang huy, đỡ được mắt phải chi lực, lúc này mới chưa phân ra nguyên thần. Lại vẫn tu luân hồi. Huyết Âm lão tổ ánh mắt có phần cực nóng, đăng thiên đuổi theo. Mà hắn bị chặt ở dưới một tay, lúc này đã tái tạo. Hắn không tái sinh chi lực, có thể khôi phục chi lực không tiếp tục sinh chi lực yếu, tiên tông người kháng đánh, hắn cũng đồng dạng chịu đòn, những năm này nuốt sinh linh, thời khắc mấu chốt có thể vì hắn đổi mệnh. Oanh, phanh. Quanh minh vang vọng, một tôn chuẩn tiên vương, một tôn bán thần, tại hư không khai chiến. Làm nóng người sau đó, mới là làm thật, Triệu Bân như thế, Huyết Âm lão đạo cũng như thế. Đấu chiến động tĩnh khá lớn, toàn bộ thiên khung đều sấm sét vang dội, không gian liên miên nổ tung, từng đạo khe hở, thành đao kiếm ánh sáng mang phách trảm tứ phương, hai người mỗi có một lần va chạm, chắc chắn sẽ có một đạo vầng sáng, mang theo cuốn lực lượng hủy diệt, hướng tứ phương thiên địa lan tràn. Đến nỗi chiến cuộc, tất nhiên là Triệu Bân rơi xuống hạ phong. Dù sao cũng là bán thần cấp, tu vi tuyệt đối áp chế. Dù vậy, hắn cũng có thể chính diện cứng rắn, đơn giản nhiều chịu mấy đao, hắn cái này chiến thê thảm, từ không để đối phương tốt hơn, chịu gọt đồng thời, đạp mấy đá công phu vẫn phải có. Đường đường bán thần, lại bắt không được một cái chuẩn tiên vương. Vậy cũng phải xem là ai, Triệu Bân cũng không phải là người bình thường. Huyết Âm lão đạo rõ ràng chưa xuống tử thủ, hắn muốn bắt sống. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc cùng thổn thức từ nhỏ không được, đối với vĩnh hằng thể chiến lực, không dám khinh thường, đối với Huyết Âm lão đạo mục đích, cũng lòng dạ biết rõ,
nếu tên kia thật hạ tử thủ, Triệu Bân hơn phân nửa không chống được mấy chiêu, dù sao, bán thần thủ đoạn rất nhiều hủy diệt. So sánh quần chúng, Huyết Âm dạy người diện mục, liền phá lệ dữ tợn. Bọn hắn dữ tợn, là đối với Vĩnh Hằng Thể, cũng là đối bọn hắn gia lão tổ. Cái kia người lùn lão già, quá mẹ hắn đáng giận, ngày thường sống an nhàn sung sướng thì thôi, khai chiến lúc còn đóng cửa không ra, nếu sớm chút đi ra trấn tràng, bọn hắn làm sao đến mức thê thảm như vậy, bây giờ còn nghĩ bắt sống, rõ ràng muốn ăn ăn một mình, canh cũng sẽ không cho bọn hắn lưu. Phốc, lại là một mảnh kim sắc huyết quang, Triệu Bân bị hủy nửa bên nhục thân. Trái lại Huyết Âm lão đạo, mặc dù cũng chật vật, nhưng thể phách cơ bản vô hại. Chuẩn Tiên Vương đối bán thần một trận chiến, thắng bại đã phân, ít nhất, quần chúng là cho là như vậy, Triệu Bân rất mạnh rất kinh diễm, cái này không thể nghi ngờ, đáng tiếc hắn đối đầu chính là bán thần. Oanh! Triệu Bân một bước đứng vững, sau lưng có kình thiên cửa lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Là Vĩnh Hằng Chi Môn, cũng là hắn tu đạo đến nay, tối cường công phạt. Thế nhân tinh thần tỉnh táo, mỗi ánh mắt như đuốc, thường người Vĩnh Hằng Chi Môn công phạt vô song, chưa có người gặp qua, hôm nay muốn khai nhãn giới. Có thể chính diện cứng rắn làm cái kia giết thiên đại trận tiên tàng, nếu là nhắm chuẩn bán thần tới nhất kích, không biết được có thể hay không đem Huyết Âm lão tổ quật ngã. Nhìn Huyết Âm lão đạo, sừng sững không động, thế nhân nghĩ thoáng tầm mắt, hắn sao lại không phải, nói cho cùng, hắn có tuyệt đối tự tin, Vĩnh Hằng Chi Môn tuyệt đối công phạt, cái kia cũng muốn nhìn là ai dùng, nho nhỏ chuẩn tiên vương, tung cho lái tiên tàng cơ hội, cũng lật không nổi sóng lớn. Ông, vạn chúng chú mục phía dưới, Vĩnh Hằng Chi Môn ầm vang mở ra. Sau đó, chính là Vĩnh Hằng hào quang, từ bên trong hoành phô mà ra, mang theo cuốn hủy thiên diệt địa chi lực, nhuộm huyết hắc ám, xé mở một đạo ánh sáng chói lọi, tựa như một đầu tinh hà. Thế nhân gặp chi, tập thể mãnh liệt nuốt nước miếng. Huyết Âm giáo đầu nhìn, cũng chợt biến sắc. Không người nghi vấn, Vĩnh Hằng Chi Môn một kích này, có thể tại trong khoảnh khắc tồi diệt một tôn đỉnh phong tiên vương, dù là bán thần chịu, định cũng thương cân động cốt, tuyệt đối công phạt quả nhiên không phải thổi. Nói đến bán thần, u cười Huyết Âm lão đạo, thần sắc cũng đã biến. Hắn là khó có thể tin, một cái chuẩn tiên vương có thể sử dụng sức mạnh bực này. Như thế nhân suy nghĩ, một kích này có thể thương tổn được hắn, không chỉ có thể làm bị thương, còn có thể đem hắn trọng thương, bởi vì cái kia không chỉ là một cánh cửa, còn có Vĩnh Hằng một mạch, truyền thừa bất hủ chi lực. Tiểu bối, người đáng giá lão phu động toàn lực. Huyết Âm lão tổ nhạt đạo, hai con ngươi chi quang cùng nở ra. Hắn mở ngoại đạo pháp tướng, đó là một tôn nguy nga cự nhân, so Triệu Bân kim thân, còn cao hơn một đoạn, sinh ba đầu sáu tay, lại toàn thân trên dưới đều phủ kín đỏ tươi lân phiến, mỗi một khối lân phiến, đều lập lòe yêu dị quang, hoảng tâm thần người nghịch loạn. Người quan chiến gặp chi, cùng nhau ngửa đầu. Cái kia hàng quá lớn, nhìn xem cũng tặc khiếp người. Nói là ngoại đạo pháp tướng, nhưng càng giống là một đầu quái vật, tứ bất tượng quái vật, cái này, hẳn là Huyết Âm lão đạo tâm cảnh chân thực khắc họa. Hắn gian ác bạo ngược, hung tàn lãnh huyết. Không có chỗ nào mà không phải là tâm lý vặn vẹo, xưng là biến. Thái, nửa điểm mau bệnh không có. Phanh, Huyết Âm lão đạo vung cánh tay lên một cái, ngoại đạo pháp tướng bởi đó cự chiến. Sau đó, thì thấy thiên địa một hồi lắc lư, huyết sát ma hải bao phủ, cùng Triệu Bân Vĩnh Hằng quang huy, ầm vang chạm vào nhau, khuấy động ra một đạo hủy diệt vầng sáng, vô hạn hoành phô tứ hải bát hoang. Huyết Âm tiên thổ tao ương. Vô số sơn nhạc sụp đổ. Quần chúng cũng tao ương, không biết bị đụng ngã lăn bao nhiêu. Huyết sắc chiến trường, bởi vì một kích này ngạnh hám, ngừng lại thành phế tích chi địa, sấm chớp bay múa, đập nện lấy càn khôn, đem hỗn loạn không gian từng tấc phá vỡ, mãi đến vỡ nát nổ tung. Diệt! Triệu Bân vừa quát âm vang. Nói diệt liền diệt, Vĩnh Hằng quang huy lực sát thương bẻ gãy nghiền nát, cưỡng ép hủy diệt huyết sát ma hải, kèm thêm Huyết Âm lão tổ ngoại đạo pháp tướng. Cũng ở đây ngắn ngủi một cái chớp mắt, tôi diệt thành cho. Vĩnh Hằng thể lại thắng, thế nhân thần sắc ngơ ngẩn. Hắn chỉ thắng ngoại đạo pháp tướng, lão bối chậm chậm nói. Lời này không giả, chờ khói lửa tán đi, lại hiển lộ Huyết Âm lão đạo thân ảnh, mặc dù máu me khắp người, nhưng nội tình vẫn còn, bán thần cấp thể phách, theo như sơn nhạc, uy hiếp phiến thiên địa này. Cái này đều không chết. Bán thần là gọi không? Là Triệu Bân tu vi quá yếu. Đám khán giả tụ tập, tiếng ồn ào thành một mảnh, không thể thiếu kinh hãi, cũng rất nhiều tiếc nuối, nếu Vĩnh Hằng thể nhất kích đả diệt Huyết Âm lão tổ, nên hoàn mỹ đến mức nào, cũng tiết kiệm lão già kia, khắp nơi đi làm loạn, ngay cả thân nhân đều thôn phệ, còn có gì là hắn không dám làm. Còn có gì dựa dẫm?
Huyết Âm lão tổ đạp thiên mà đến, cười hung tàn đáng sợ. Hắn là Ngôn Xuất Pháp Tùy, dứt lời thì thấy một vành mặt trời, tại Thương Miểu tối đỉnh diễn hóa, chuyện này, mặt trời lặn người của thần giáo đều quen, nhưng bán thần cấp Thái Dương, cũng không phải tiên vương cấp có thể so sánh, vẻn vẹn luận kích thước liền không có khả năng so sánh, quang huy càng là phổ chiếu hắc ám. Mà Triệu Bân, liền bị vây ở trong mặt trời. Gặp chi, nữ tử áo trắng bỗng cảm giác tuyệt vọng. Mặt trời lặn đại trưởng lão thần thái, cũng cùng kém không nhiều, rơi vào trong tay Huyết Âm lão đạo, hạ chàng là không khó dự liệu, lấy tên kia bản tính, sẽ đem hai người bọn hắn một khối cắn nuốt mất rồi, cái này đều do Triệu Bân, nhất định phải tìm bán thần cấp đánh nhau, nhìn, bị thu thập đi. Ai? Quần chúng cũng thở dài, hiếm thấy vĩnh hằng truyền thừa, lại muốn gãy tại cái này. Nói thực ra, so sánh Huyết Âm lão đạo, bọn hắn nhìn Triệu Bân càng hợp mắt. Đến đây đi, cùng ta dung hợp. Huyết Âm lão đạo như lệ quỷ, cười dữ tợn. Một cái chớp mắt này, hắn tựa như trông thấy chuyên trúc hắn thần vị, nuốt vĩnh hằng thể liền có thể nhận được, cái kia tiểu bối bản nguyên huyết mạch, đạo cảm ngộ. Toàn bộ hết thảy cũng là hắn. Phanh! Đáp lại Huyết Âm lão tổ, là một đạo rung động tiên khung oanh minh. Treo cao hư vô Thái Dương, vậy mà nổ diệt, chuẩn xác hơn nói, là bị người từ trong hướng ra ngoài, cưỡng ép no bạo, tất nhiên là Triệu Bân kiệt tác, như một tôn thần minh, tắm rửa quang vũ. Ngô! Huyết Âm lão đạo một cái vội vàng không kịp chuẩn bị Thái Dương phản phệ nửa bước lui lại. Hắn khó có thể tin, cái kia tiểu bối thương như vậy thảm, lại vẫn có thể phá hắn Thái Dương. Liền hắn đều như thế, càng chớ nói bên ngoài sân thế nhân, một trận chiến này có vẻ như có biến số A. Chờ quang vũ tan hết, mới gặp Triệu Bân chân thân, nghiễm nhiên đã biến hình thái, cũng không biến nhiều thiếu, chính là chỗ mi tâm thêm một cái mắt, không nhìn thấy con mắt, tựa như một cái lỗ thủng đen. Con mắt kia, lão bối nhóm nhiều hai mắt híp lại, tựa như nhận ra Triệu Bân đệ tam con mắt. Bọn hắn nhận ra, Huyết Âm lão đạo tử cũng nhận ra, nguyên nhân chính là nhận ra, mới không khỏi nhíu mày, thực sự là mắt phụng về, cái kia tiểu bối còn cất giấu như thế cái át chủ bài, quả thực để cho hắn ngoài ý muốn. Ba lần chiến lực, đầy đủ. Trong lòng Triệu Bân một lời, đệ tam con mắt chớp lóe. Không tệ, hắn đã thức tỉnh đệ tam con mắt cấm pháp, cái này, đều thuộc về công tại Huyết Âm lão đạo, nếu không phải tên kia đem hắn bước đến tuyệt địa, hắn cũng không khả năng tại trong tuyệt cảnh. Cực điểm khai quật tiềm lực, một ngày này hắn đã chờ 18 năm, 18 năm góp nhặt, tất cả đã thành nội tình. Oanh! Ba lần chiến lực bộc phát, thương thiên động rung động. Bật hách vĩnh hằng thể, tia sáng chiếu rọi chư thiên. Bá đạo tăng cầm, tử cũng có bá đạo tiêu hao, một lần 100 năm, gấp ba chiến lực, chính là 300 năm thọ nguyên, đều ở đây một cái chớp mắt thiêu đốt, hiến tế cho đệ tam con mắt. Có hy vọng, quần chúng đều tới tinh thần. Có chiến lực tăng cầm, ai mạnh ai yếu cũng chưa biết. Ba lần chiến lực lại như thế nào, người vẫn là cái chuẩn tiên vương, ta. Chính là bán thần, Huyết Âm lão đạo hét to, lại có hơn đạo pháp cùng nhau, lại bao phủ huyết sát ma hải, cuồn cuộn sóng lớn, thôn thiên diệt địa, mỗi một sợi huyết khí, cũng như núi trầm trọng, ép động lên càn khôn. Triệu Bân dũng mãnh phi thường vô song, một cước đạp diệt huyết sát ma hải. Phía sau một đao càng là bá tuyệt, sinh sinh chặt ngoại đạo pháp tướng. Hắn hung mãnh như vậy, chớ nói bên ngoài sân quần chúng, ngay cả Huyết Âm lão đạo, đều lộ vẻ kinh dị, ba lần chiến lực mà thôi, cường hãn như thế sao? Hắn ngoại đạo pháp tướng nói chặt liền chém. Cho ta trấn áp. Huyết Âm lão đạo phẫn nộ gào thét, tế bản mệnh khí. Vẫn là chiếc kia lưu đồng, áp sập nửa bầu trời. Lăn. Triệu Bân khí huyết bốc lên, một đao đánh bay lưu đồng. Bản mệnh khí bị thương nặng, thân là chủ nhân Huyết Âm lão đạo, không là bình thường khó chịu. Trong khoảnh khắc phản phệ, tới hung hãn dị thường, nhuốm máu cánh tay, tại chỗ nổ thành thịt nát, còn có ngược dòng tìm hiểu mà đến đao uy, thì rắn rắn chắc chắc bổ vào hắn nguyên thần bên trên. Phách thiên trảm. Triệu Bân từ thiên mà đến, bổ ra mấy trăm trượng đao mang. Huyết Âm lão đạo một tay kình thiên, bàn tay bí văn lưu chuyển. Đao rơi hắn quỳ, oanh một tiếng phá lệ êm tai, ít nhất tại thế nhân xem ra, hình ảnh kia, dị thường đẹp mắt, cao cao tại thượng bán thần. Càng là bị chuẩn tiên vương đánh cho quỳ xuống đất. A! À, Huyết Âm lão đạo một tiếng phẫn nộ gào thét, cưỡng ép nhô lên một đao. Hắn cũng thay đổi hình thái, người lùn kích cỡ, thành thanh niên bộ dáng, bồng bềnh huyết phát, nhuộm đầy yêu dị chi quang, khí thế của hắn bạo tăng, vô số oán linh vần quanh quanh thân, đau đớn chu chéo, đều là hắn nuốt sinh linh, thời khắc mấu chốt, đều có thể bị hắn tế ra đi cản đao. Cái này cũng chưa hết, hắn há to miệng rộng, lại thôn phệ sinh linh.
Nuốt ai đây? Tất nhiên là hắn đồ tử đồ tôn, hiện trường có rất nhiều. Đó là một bức dọa người tràng cảnh, bao quát huyết âm giáo chủ ở bên trong, tại chỗ huyết âm giáo đồ, đều bị cưỡng ép hút đi, mặc hắn giãy giụa như thế nào, đều gánh không được lão tổ sức cắn nuốt. Ngươi uổng là một mạch lão tổ. Huyết âm giáo đồ kêu gào, đều là phát ra từ linh hồn gào thét. Đáp lại bọn hắn, nhưng là huyết âm lão tổ gần như vặn vẹo cười, tại tham chiến phía trước, hắn liền có ý nghĩ này, dưỡng cái này một đám phế vật, vì chính là hôm nay, so với vĩnh hằng thể, những thứ này cũng không tính là gì, đợi hắn phong chức thần minh, hoàn toàn có thể tái tạo truyền thừa. Đến lúc đó, hắn không chịu nổi quá khứ, đều sẽ bị thế nhân lãng quên. Bởi vì, từ xưa tới lịch sử, đều là do người thắng viết lên. Khó tránh khỏi, trăm ngàn vạn năm sau, hắn còn có thể lưu một cọc mỹ danh. A, à, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang dội đầy máu sắc thiên địa. Kia từng cái hoạt bát sinh mệnh, đều đang bị nuốt phệ bên trong, hóa thành nhiều đóa huyết hoa, bản nguyên cùng huyết mạch, bao quát nguyên thần cùng nội tình, đều thành huyết âm lão tổ chất dinh dưỡng. Hắn sợ là điên thật rồi, thế nhân nhếch miệng chặt lưỡi. Không điên không thành đạo, lão bố nhóm hít sâu một hơi. Rất rõ ràng, huyết âm lão tổ tu chính là vô tình nói, vì chứng đạo, hết thảy đều có thể thôn phệ, hắn đi mỗi một bước, đều chú định phủ kín huyết cốt, vô tình chính là đẫm máu như vậy. Lui! Đám khán giả đều ở phía sau rút lui, chỉ sợ huyết âm lão đạo đem bọn hắn cũng nuốt. Tại bọn hắn mong nhìn xem, cái người điên kia lại biến hình thái, thật trở thành một cái nhuốm máu quái vật, so với hắn ngoại đạo pháp tướng, càng lộ vẻ hung tàn, còn có đếm không hết oán linh phối hợp. Tới! Triệu Bân không sợ hãi, giơ đao đại khai đại hợp. Huyết âm lão tổ dữ tợn không chịu nổi, so với hắn càng cuồng bạo hơn. Oanh, phanh, huyết sắc chiến trường, lại bị huyết sát ma khí bao phủ. Thế nhân cũng lại thấy không rõ, chỉ thấy hai đạo mơ hồ bóng người, một lần lại một lần va chạm, tiếng như vạn cổ lôi đình, rung động càn khôn, đem mênh mông huyết âm tiên thổ, đánh liên tiếp sụp đổ, vẻn vẹn tiết lộ ra ngoài dư ba, liền chưa có người có thể gánh vác, kinh khủng đến cực hạn. Bọn hắn thấy không rõ, nhưng có người nhìn rõ ràng. Ân, cũng chính là Triệu Bân tử phủ bên trong hai vị kia. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đi, tung bị phong lại, cũng không chút nào ảnh hưởng hai người xem kịch, càng xem sắc mặt càng tái nhợt, đấu chiến hai cái này ngoan nhân, không có hung hãn nhất, chỉ có càng kinh khủng, đặc biệt là họ Triệu cái kia, quá yêu nghiệt, bán thần đều bị liên tiếp đánh nổ. Nhìn về nhìn, hai người đều có một loại chờ mong. Gì chờ mong đâu, Triệu Bân đã diệt huyết âm lão đạo. Vẫn là lúc trước suy nghĩ. Rơi vào Triệu Bân trong tay, bọn hắn sống sót tỷ lệ càng lớn, nếu rơi vào huyết âm lão đạo trong tay, hạ chàng có thể tưởng tượng được, lão già kia chính là một người điên, vì đạt đến mục đích nào đó, dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn hắn đã lớn khai nhãn giới. Ông! Triệu Bân một đao bá thiên tuyệt địa, lại đem huyết âm lão đạo đánh xuống hư vô. Hắn thương thê thảm, nhiều chỗ huyết cốt bại lộ, trường sinh quyết đều theo không kịp tái tạo. Huyết âm lão đạo cũng không tốt gì, nghiễm nhiên đã không hình người. Rơi xuống đất đập tiên thổ đứt đoạn, cả quấn quanh người oán linh, đều thành phiến nổ diệt, chu chéo cùng kêu gào càng lộ vẻ thê lương. Ta chính là bán thần. Huyết âm lão tổ gào thét, cũng thành phát ra từ linh hồn gào thét. Tóc tai bù xù hắn, lại miệng mở lớn, giọng vòng xoáy vận chuyển. Đúng lúc gặp Triệu Bân giết đến, nửa cái bất lưu thần, tại chỗ bị cuốn vào trong miệng vòng xoáy, nhìn nữ tử áo trắng cùng mặt trời lặn đại trưởng lão một hồi mắc tiểu, sự thật chứng minh chạy trốn rất trọng yếu a. Như vậy bị nuốt tiến lão đạo trong bụng, hai người bọn họ còn có mệnh đi ra không? Triệu Bân lại hiện thân nữa, đã là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Cái này, chính là huyết âm lão đạo bụng, tự thành không gian. Nơi đây oán linh rất nhiều, nam nữ già trẻ đều có, hoặc là kêu rên, hoặc là đang giãy giụa, rất giống huyết ma cái bụng, bực này tràng diện, Triệu Bân năm đó ở thế gian đã từng thấy qua, huyết âm lão đạo tuy không phải huyết ma truyền thừa, nhưng thủ đoạn chi tàn nhẫn. Không hề yếu huyết ma, oán linh số lượng như vậy nuôi ở thể nội, liền mẹ nó không sợ bị cắn trả. Thế nào không có tiếng? Đại chiến kết thúc sao? Huyết âm tiên thổ bên ngoài, đám khán giả đều dựng lỗ tai lên. Không ai dám đi đến góp, cũng không người thấy rõ, cũng đang bởi vì thấy không rõ, mới không biết nguyên do, lại càng không biết Đại La Tiên Tông tiểu thánh tử, đã bị huyết âm lão tổ nuốt vào trong bụng. A! À, đột nhiên một tiếng hét thảm, cả kinh thế nhân toàn thân giật mình. Nghe âm sắc, là huyết âm lão tổ, một tiếng kêu rên khá thê thảm. Có ít người có thể nuốt, có ít người không thể nuốt, hết lần này tới lần khác hắn liền nuốt cái không ra thế nào dễ tiêu hóa, đã không tiêu hóa nổi,
vậy thì ai khó chịu ai biết, lần tiếp theo liền giải trí nhớ. Oanh, phanh, yên lặng sau đó, tiên thổ lại một hồi lắc lư. Trong tiếng ầm ầm, không thiếu gào thét cùng gào thét, bên ngoài thế nhân, đều nghe rõ ràng, bất giác cho là, Huyết Âm lão đạo bị nện rất nhiều thảm, bởi vì cái kia gào âm thanh, phần lớn đều xuất từ hắn, nếu không phải bị Triệu Bân đánh cấp nhãn, cũng sẽ không như vậy chơi bạc mạng bão tố giọng. Nuốt nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, còn chiến không được Triệu Bân. Có thể nuốt cùng có thể tiêu hóa, là hai chuyện khác nhau, hơn phân nửa bị phản phệ. Đám khán giả cũng là kính nghiệp, không dám tiến vào quan chiến, lại sự ở ngoại vi tụ tập nghị luận, trong lời nói rất nhiều thổn thức vĩnh hằng thể chiến lực, chuẩn tiên vương đánh tơi bời một tôn bán thần cấp, nhìn chung sử sách cũng không mấy cái, tùy tiện sách ra một cái, cũng là tuyệt đại ngoan nhân. Triệu Bân, năm nào nhất định chém ngươi. Trong tiếng nghị luận, có người thả ngoan thoại. Cũng là trong tiếng nghị luận, nói dọa cái vị kia đi ra, thế nhân ngửa đầu mong nhìn lên, đang gặp một đạo đẫm máu bóng người, từ lờ mờ tiên thổ bên trong trốn ra được, chính là Huyết Âm lão đạo, sợ là bị đánh thảm rồi, lại khôi phục người lùn bộ dáng, lại bị đào đi hai cái con mắt, dưới bụng còn có một cái lỗ thủng lớn, máu đỏ tươi, đang tùy ý chảy tràn. Đi đâu? Huyết Âm lão đạo sau đó, chính là sách đao Triệu Bân. Hai người một trước một sau, từ tiên thổ bước vào tinh không. Thế nhân có phần tới tinh thần, phần phật một mảng lớn toàn bộ đuổi theo, chuẩn tiên vương truy sát bán thần cấp, cũng là vạn cổ ít có, hình ảnh như thế vỗ xuống tới, lấy đi ra ngoài có thể bán tốt giá tiền. Oanh, phanh, tiên thổ ầm ầm, lan tràn đến vũ trụ minh mông. Huyết Âm lão đạo đào vong tại phía trước, bản nguyên cực điểm tán loạn. Hắn gặp hủy diệt đả kích, dưỡng oán linh không gian bị phá, không chỉ đoạn mất sức mạnh cội nguồn, còn sập căn cơ, chỉ có bán thần cảnh tu vi, lại không phải vĩnh hằng thể đối thủ. Ngươi, đi. Triệu Bân một bước vượt qua mà đến, đạo uy hoành quán tinh không. Huyết Âm lão đạo tại chỗ đẫm máu, bị đánh diệt nửa bên nhục thân. Liền cái này, hắn vẫn như cũ trốn cũng không quay đầu lại, bỏ chạy lúc, còn tế một tòa truyền tống vực môn, kéo lấy thân thể tàn phế cưỡng ép trốn vào, bản nguyên tán loạn, để cho khí thế của hắn rớt xuống ngàn trượng. Oanh! Triệu Bân thân như kinh hồng, đi theo giết đi vào. Sau đến quần chúng, tốc độ chậm nửa phần, chờ truy đến vùng tinh không này, vực môn đã không thấy, chỉ nghe sâu trong tinh không, có giống như ngầm phát hiện oanh minh, quỷ hiểu được truyền đến cái nào. Ta bấm ngón tay tính toán, Huyết Âm lão tổ muốn bị diệt. Vẫn là lão bối nhóm, đang tụ ba tụ năm giả thần côn. Vở kịch chỉ định coi thường, bấm ngón tay tính toán công phu vẫn phải có, nhìn Huyết Âm lão tổ, thương như vậy thảm, định chạy không khỏi truy sát, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị Triệu Bân đổ diệt. A, à, sâu trong tinh không một tiếng hét thảm, là cùng với ầm ầm. Là vực môn thông đạo sụp đổ, Huyết Âm lão tổ từ bên trong ngã ra. Tùy theo đi ra ngoài chính là Triệu Bân. Một đao đem hắn cắm vào tinh không, bá liệt đao chi uy, nát hắn thân thể tàn phế, cũng sụp đổ chân thân, triệt triệt để hủy diệt tôn này bán thần. Ta không cam lòng. Huyết Âm lão đạo lên đường, đi cực kỳ phiền muộn. Hắn là bán thần cái nào, lại chôn ở trong tay chuẩn tiên vương. Chuẩn tiên vương nghịch thiên đồ diệt bán thần, không thiếu người chứng kiến, như thái thượng tông nữ tử áo trắng, cũng như mặt trời lặn đại trưởng lão, đều nhìn thật thật sự, lại bất luận lập trường, cái này gọi Triệu Bân. Thật sự mạnh, kế hải vương nhất tộc sau đó, người này lại diệt một mạch truyền thừa. Phốc, Triệu Bân một bước lảo đảo, suýt nữa một đầu cắm cái kia. Diệt một tôn bán thần không giả, hắn cũng cơ bản tàn phế, so thiên đế thành lúc thương càng nặng nề hơn, đủ loại phản vệ đủ loại sát ý, đều tới hung mãnh dị thường, cực điểm độc hại hắn thể phách. Hắn không bao lâu sau lưu, trước tiên vào truyền tống vực môn. Hắn cái này khoanh chân chữa thương, tử phủ hai vị kia cũng không có nhàn rỗi. Hiếm thấy Triệu Bân không rảnh quan tâm chuyện khác, hai người sao có thể không làm một chút gì, chỉ cần có thể phá phong ấn, liền có thể chạy đi, chẳng những có thể chạy đi, còn có đem vĩnh hằng thể cầm xuống khả năng. Nguyện vọng, bình thường cũng là rất tốt đẹp. Nhưng thực tế, bình thường cũng là chuyện rất vớ vẩn. Hai người mưu đủ kình, cũng không có thể xông phá phong ấn, đến chỉ còn dư mắt lớn chừng mắt nhỏ, là bọn hắn suy nghĩ nhiều, có thể đổ bán thần cấp chuẩn tiên vương, hắn phong ấn há lại là như vậy dễ phá. Không nói khác, liền nói luân hồi lực xiềng xích, liền không là bình thường tà dị. Người mặt trời lặn thần giáo, nhưng có bắt được ta thân hữu. Thật lâu, mới ngửi Triệu Bân mở miệng, ngữ khí có phần mỏi mệt. Không, không có, mặt trời lặn đại trưởng lão lúc này lắc đầu. Triệu Bân không nói, đem còn sót lại thể nội một tia sát ý, phân một đạo cho mặt trời lặn đại trưởng lão,
không phải hắn câu trả lời mong muốn, cũng không đến làm cho vị tiền bối này nếm chút khổ sở đi. Ngô! Mặt trời lặn đại trưởng lão kêu rên, rất nhiều đau đớn ý vị. Triệu Bân không quá mức thương hại, lại liên tiếp chặt hàng này mấy đao. Tiếc nuối là, hắn không nại ra bí mật, mặt trời lặn thần giáo có lẽ thật không có bắt được thân hữu của hắn, cũng hoặc, mặt trời lặn thần giáo bắt được, chỉ có điều, mặt trời lặn đại trưởng lão không biết. Hắn ngược lại là muốn dùng siêu hồn, nhưng có vẻ như không có gì treo dùng. Mặt trời lặn thần giáo linh hồn cấm chế, hắn sớm đã được chứng kiến. Hắn không giết hai người này, giữ lại có tác dụng lớn, cũng là đỉnh phong tiên vương, đều thân phận không đơn giản, thỏa đáng con tin, nếu như sau này bị áp chế, hắn không ngại cầm hai người này đi đổi. Trong thời gian ngắn không chết được, nữ tử áo trắng xủy tay. Người ngược lại là lạc quan, mặt trời lặn đại trưởng lão lườm nàng một mắt. Nữ tử áo trắng xem thường, biết chính mình giá trị tồn tại, tốt xấu là một tôn tiên vương, luôn có dùng tới được thời điểm, thí dụ như, tìm nàng Thái Thượng Tông lấy con tin đổi con tin. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới rơi vào vĩnh hằng giới. Thấy hắn, Linh Lung cùng Dương Huyền Tông vội vàng hoảng đứng lên. Linh Lung còn tốt, Dương Huyền Tông đi lên chính là một cái đại hùng ôm, hơn 100 năm trước thế gian, Triệu Bân đi sông Hồng Trần lộ lúc, hắn đã từng ôm qua, một trước một sau quá đa tâm chua. Đối với hắn, Triệu Bân cũng nhiều áy náy. Phàm giới bạn cũ, tất cả bởi vì hắn gặp nạn. Hắn tế vĩnh hằng bản nguyên, giúp Dương Huyền Tông tẩy luyện thể phách. Giữa mùa hè tông trưởng giáo, thiên phú cũng là không tầm thường, cũng như Linh Lung, thiếu là tài nguyên tu luyện, hắn cái này hàng tồn rất nhiều, đầy đủ sử dụng, chờ trở về tiên tông, nhập ma hộp tu hành, định niết bàn thuế biến. Có thể hay không đi xem một chút nàng? Đoạn đường này, đều rất giống có một câu nói như vậy, tại Triệu Bân trong linh hồn vang vọng. Đó là đạo thể ký ức, cũng là đạo thể tình cảm, thời khắc đều tại ràng buộc bản tôn. Hảo! Nửa đường, Triệu Bân ra vực môn. Phương xa, là một khỏa sinh linh cổ tinh, trên bản đồ tinh không có nó tiêu ký, gọi là phàm trần, mà đạo thể muốn gặp người, liền tại đây khỏa cổ tinh bên trong, đó là một cái bình thường nữ tử, lại là đạo thể chân quý nhất ký ức, hắn đã rất nhiều năm không có tới. Bánh bao, mới ra lồng bánh bao. Khách quan, người vừa vặn rất tốt mấy ngày nay không có tới. Có tiền nâng cái tiền chàng, không có tiền nâng cái nhân chàng. Phàm nhân cổ thành, ban đêm nhiều người nhất ở giữa khói lửa. Triệu Bân lúc đến, phố lớn ngõ nhỏ đã là bóng người rộn ràng. Hắn như du khách, chậm rãi tại bóng người bên trong, mỗi đi một bước, trong mắt liền nhiều một vòng tang thương. Đúng, là tang thương, đó là thuộc về đạo thể. Trốn cũ làm lại, có như vậy một loại tâm cảnh, tên là cảnh còn người mất. Đây cũng là tiên, dài dằng dặc sinh mệnh, bất quá nhiều nhìn mấy lần đến đi một chút nhân thế phồn hoa. Con đường của hắn, rất dài. Quanh đi quẩn lại, thật lâu không ngừng. Là đạo thể tại tìm trong trí nhớ vuốt ve an ủi. Là cái này. Triệu Bân tự lẩm bẩm, đứng tại một tòa cửa hàng phía trước. Phố bên trong, là bán chữ vẽ, nhưng trăm năm trước, ở đây lại là một cái tiểu quán trà, có một cái bán trà nữ tử, trông coi một cái lớn tuổi lão gia gia, nàng nấu trà rất đặc biệt, thậm chí trăm năm sau, vẫn như cũ dư vị vô cùng, tựa như nàng cười, để cho người ta khó mà quên. Triệu Bân con mắt, ảm đạm đi khá nhiều, tâm thần hoảng hốt không chịu nổi. Suy nghĩ của hắn, cũng theo đạo thể ký ức, về tới trăm năm trước. Cô nương, một bình trà. Công tử không phải người địa phương A. Tốt nhất tuổi tác, đạo thể bỏ lỡ. Hắn nước mắt, nhiễm ẩm ướt Triệu Bân khóe mắt. Triệu Bân. Đột nhiên một tiếng kêu gọi, cắt đứt Triệu Bân suy nghĩ. Chờ trách mắt, đang gặp một cái tiểu thiếu nữ, đang ngửa đầu nhìn hắn. Càng là tiểu tiên tử, hắc bạch song sát đồ nhi. Ngươi sao ở đây? Triệu Bân không khỏi ngơ ngác một chút. Xem nhân gian khói lửa, tiểu tiên tử cắn nửa viên mứt quả. Rất tốt. Đi, mời ngươi xem kịch. Nhìn, hí kịch. Ân. Tiểu tiên tử cũng không để ý Triệu Bân có nguyện ý hay không, kéo liền đi. Hai người lại hiện thân nữa, đã là đường đi khúc quanh một tòa lầu các phía trước. Triệu Bân liếc mắt nhìn bảng hiệu, hồng lâu hai chữ, viết có phần xinh đẹp, nhìn bề ngoài trang phục, nên một tòa hí lâu. Hồi nhỏ tại quên cổ thành, mẫu thân cũng thường xuyên dẫn hắn đi xem trò vui. Ta còn có việc, đi trước một. Tới đều tới rồi, nhìn một hồi thôi. Tiểu tiên tử cười, kiên quyết Triệu Bân kéo vào. Nhà đầu này sớm đã định xong chỗ ngồi, chính đối diện chính là cái vở kịch đài. Triệu Bân ngồi xuống, theo con mắt còn liếc mắt nhìn tứ phương. Hồng lâu làm ăn khá khẩm, còn chưa mở màn liền đã cơ bản ngồi đầy,
nam nữ già trẻ đều có, bận rộn nhất bất quá điếm tiểu nhị, ôm khay chạy tới chạy lui, đơn giản cho khách nhân tiễn đưa trà đưa điểm tâm. Quyền đương nghỉ ngơi một chút, tiểu tiên tử nhét tới một khối bánh ngọt. Người ngược lại là nhàn tình nhã trí, Triệu Bân vùi đầu dụi dụi mắt. Xoa xoa, hắn liền mơ hồ đi qua. Yên lặng 18 năm thần minh pháp tắc, lại đem ý thức của hắn cho kéo đi. Vẫn là ý cảnh kia, vẫn là đại đạo thiên âm, cùng với thủy tổ hư ảnh vang vọng. Hắn cái này ngủ, nhưng không chút nào ảnh hưởng vở kịch bắt đầu diễn. Cùng với đồng la âm thanh, trên sân khấu màn che chậm rãi kéo ra. Xinh sáng sạch cuối cùng xấu, màu thêu tươi áo, người hát thôi tới ta đăng tràng. Hí kịch khang gián tiếp, diễn qua vừa ra vui vẻ, lại là vừa ra bi thương. Hảo! Dưới đài quần chúng tiếng khen không ngừng, phi thường náo nhiệt. Mà ngủ mơ hồ Triệu công tử, lộ ra không hợp nhau. So sánh hắn, hắn tử phủ bên trong hai vị kia, liền rất có tư tưởng, một trái một phải, một cái đạp tay một cái vuốt sợi râu, hơn nửa đêm buồn tẻ như vậy, lại mẹ nó còn có hí kịch nhìn. Nhìn tiểu tiên tử, cũng đích xác có hứng thú. Gặp người gọi tốt, nàng cũng đi theo hô hét to. Biết đến, nàng là tiên. Không biết, còn tưởng rằng nàng là nhà ai lén chạy ra ngoài đại tiểu thư. Không lâu, Triệu Bân từ trong mơ hồ tỉnh lại, ngốc ngốc một người ngồi ở kia ngẩn người. Lại là một giấc mộng, sợ là có rõ ràng cảm ngộ, bất giác tâm thần sa vào. Nhìn người kia quen mặt không, tiểu tiên tử chọc chọc hắn. Triệu Bân yên lặng thu thần, chưa thỏa mãn nhìn phía sân khấu kịch. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một ca trang phục diễn trò nữ tử, dẫm bước liên tục đăng tràng. Nguyệt thần, Triệu Bân lỡ lời lẩm bẩm ngữ, vô ý thức đứng lên, đối phương mặc dù nùng trang diễm mạt, nhưng hắn có thể thấy rõ chân dung, cùng nhà hắn siêu quần suốt chúng tú nhi, sinh không khác nhau chút nào. Đi đâu? Có lẽ là hắn chỗ ngồi quá gần phía trước, chiều đến sau lưng quần chúng một trận chửi rủa. Hắn giống như không nghe thấy, chỉ ngơ ngẩn xem kịch đài, đúng lúc gặp trang phục diễn trò nữ tử phất tay áo, che mặt ngoái nhìn. Bốn mắt đối mặt, giống như đã từng quen biết. Uy, tiểu tiên tử kéo Triệu Bân. Triệu Bân lúc này mới hoảng thần, lại vô ý thức ngồi xuống. Hắn nên quá muốn Nguyệt thần, mới có thể thất thố như vậy. Nàng tên Son Phấn, hí lâu chủ gánh tiểu đệ tử. Tiểu tiên tử nhỏ giọng nói. Ngươi, nhưng có Trần Châu. Ta thử qua, nàng không phải hóa thân. Có thể hay không cùng ta nói một chút, ngươi vì cái gì thường xuyên mơ tới Nguyệt thần. Triệu Bân trách mắt. Ta cũng không biết, tiểu tiên tử lắc lắc cái đầu nhỏ, ngược lại thường xuyên mộng thấy. Triệu Bân bán tín bán nghi, lại một lần nhìn về phía sân khấu kịch. Giống, Son Phấn cùng Nguyệt thần dài quá giống, đặc biệt là cái kia hai con ngươi. Đâu chỉ hắn cảm thấy giống, hắn tử phủ hai vị kia, này lại cũng biểu lộ kỳ quái, một cái con hát, lại cùng Nguyệt thần sinh giống nhau như đúc, đặt cái này hát hí khúc, cảm giác rất mới mẻ có hay không. Hảo, cùng với tiếng chiêng trống, lại một mảnh gọi tốt. Triệu Bân không lại ngộ đạo, chuyên tâm làm quần chúng, Son Phấn diễn rất tốt, tựa như một cái hóa bướm, tại trên đài phiên tiên khởi vũ, mộc lấy ánh trăng trong ngần, tăng thêm một vòng mộng ảo ý cảnh. Ân, một trong nháy mắt, Triệu Bân cùng tiểu tiên tử liếc nhau một cái. Xong, hai người đều không hẹn mà cùng liếc nhìn mờ mịt. Nhìn cái hí kịch cũng không yên. Triệu Bân để chén trà xuống, đứng dậy rời đi. Đến hồng lâu cửa ra vào, hắn biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là vở kịch quá đặc sắc, thậm chí không người chú ý, lại càng không biết một người sống sờ sờ, đi tới liền biến mất, giống như là ảo thuật. Tinh không. Sấm sét vang dội. Có một cái huyết bào nhân, đối diện phàm trần cổ tinh, huy sái từng mảnh tinh hồng đáng sợ tiên quang, mục đích rõ ràng, muốn đem hành tinh cổ này luyện hóa, kèm thêm trong đó sinh linh cũng cùng nhau thôn phệ. Triệu Bân lên như diều gặp gió, từng bước một từ xưa tinh đi ra. Huyết bào nhân gặp chi? Lông mi hơi nhíu, bên trong lại có người tu đạo. Huyết tộc người, trong lòng Triệu Bân một lời, một mắt thấy rõ lai lịch đối phương. Đạo hữu, thật là lạ mặt a. Huyết bào nhân hai con người híp lại, vô tận thị lực muốn xem thấu Triệu Bân chân dung. Làm gì, hắn tầm mắt có hạn, hoặc có lẽ là đối phương thể phách có thần bí sức mạnh làm che lấp, thấy chỉ hoàn toàn mơ hồ, chỉ biết người này là một cái chuẩn tiên vương, hơn nữa khí uẩn rất là không tầm thường. Triệu Bân không nói nhảm. Một trường từ thiên phủ xuống. Đã huyết tộc người, vậy thì không cần lưu thủ. Ngươi! Huyết bào nhân ngừng lại biến sắc, vội vàng hoảng tế bản mệnh khí. Đáng tiếc, cùng là chuẩn tiên vương hắn, còn thiếu rất nhiều nhìn, bản mệnh khí vừa mới tế ra, liền bị Triệu Bân một trường nghiền nát,
liền hắn chủ nhân này cũng bị đè ầm vang quỳ xuống đất, huyết cốt bắn bay. Tiểu bối, thật là lớn gan. Không đợi Triệu Bân đem huyết bào nhân bắt, liền nghe sau lưng hừ lạnh một tiếng. Trách mắt nhìn lên, mới biết là người thanh niên, màu đen đại bào liệt liệt, thỏa đáng tiên vương, mà lại là đỉnh phong nhất cảnh, nhìn thứ năm quan tôn vinh, lại cùng cái này huyết bào người như tự huynh đệ sinh đôi, hắn hiển hóa trong nháy mắt, huyết bào nhân hóa thành một tia u sương mù, trừ khử không thấy. Đáp án rõ ràng. Huyết bào nhân là hắn ma chi thân. Huyết tộc bát thống lĩnh, là người đi. Triệu Bân cầm một bức họa, so với một phen. Người này hắn là gặp qua, giao nguyệt tiên thổ đại chiến lúc gặp qua, mở độn lúc chạy nhanh, mới đem về tổ địa, không nghĩ đã nhiều năm như vậy, lại đi ra làm loạn, phái ma chi thân, tới luyện hóa phàm nhân cổ tinh, lấy máu tươi dưỡng bản tôn, huyết tộc quen dùng thủ đoạn. Nho nhỏ chuẩn tiên vương, kiến thức ngược lại không cạn. Thanh niên áo bào đen nhạt đạo. Dứt lời, thì thấy hắn cách không lấy tay, xâm nhiên ma chảo bao trùm một mảnh tinh không. Triệu Bân không nói, một bước không gian vượt qua, nhẹ nhõm giết tới thanh niên áo bào đen phụ cận. Ngươi! Thanh niên áo bào đen thần thái, cũng như vừa mới huyết bào nhân, vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng không kịp hắn có phản ứng, Triệu Bân trong mắt đã nở rộ ngọn lửa, đem ý thức của hắn, kéo vào trong ảo cảnh, chờ khôi phục thanh tỉnh lúc, nhục thân đã bị đả diệt, chỉ còn dư hư ảo nguyên thần, lại chừng mấy trăm đạo phong ấn, đem hắn chân thân giam cầm, nửa điểm không thể động đậy. Mộng, thanh niên áo bào đen cái kia một mặt mộng a. Bây giờ chuẩn tiên vương, đều như thế yêu nghiệt sao? Hắn đường đường tiên vương đỉnh phong, này liền bị thu thập. Tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Triệu Bân chậm rãi hiển lộ chân dung. Triệu Bân, thanh niên áo bào đen kịch liệt giãy giụa, đầy mắt hoảng sợ. Rất rõ ràng, hắn tối nay đá phải thép tấm, vĩnh hằng thể sao tại phàm nhân cổ tinh. Ngươi huyết tộc, nhưng có bắt được ta thân hữu? Đồng dạng một vấn đề, Triệu Bân bây giờ lại hỏi một lần. Thanh niên áo bào đen sắc mặt trắng bệch, chưa từng bắt được. Phốc, Triệu Bân một tay nhấc đao, đâm vào hắn nguyên thần thể. Một đao này có đủ người khó chịu, tiếng kêu thảm thiết rất thê thảm. Không có lừa ngươi, thanh niên áo bào đen nhe răng trợn mắt. Triệu Bân cũng lười khảo vấn, trực tiếp mở siêu hồn thuật. Tìm tới, đối phương đích xác không có lừa hắn, không hắn thân hữu hình ảnh. Siêu, Triệu Bân một cái nhẹ phẩy tay, đem hắn thu vào tiểu thế giới. Thanh niên áo bào đen đi vào một nhìn, ải nhà uy. Còn có hai cái kia hai cũng là có ý tứ, cùng nhau đưa cái ánh mắt, tới. Khó khăn huynh khó khăn muội, lại thêm một vị, một cái thái thượng nữ tiên vương, một cái mặt trời lặn đại trưởng lão, một cái huyết tộc bát thống lĩnh, ngoại trừ gặp mặt chàng cảnh có chút lúng túng, khác không có gì. Triệu Bân liếc qua, lại quay người vào phàm trần tinh. Hồng lâu vở kịch đã mất màn, khói lửa dập tắt không thiếu. Mờ tối trên sân khấu, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người xinh đẹp. Chính là Son Phấn, mặc dù cởi trang phục diễn trò, vẫn còn mặc đồ hóa trang, tại lúc đêm khuya vắng người, mang theo cuốn thủy tụ luyện tập vũ bộ, không người vì nàng khua chiêng gõ trống làm bản tấu, nhưng nàng múa nghiêm túc. Dưới đài mặc dù trống trải, nhưng cũng không phải là không quần chúng. Từ tinh không trở về Triệu Bân, chính là quần chúng. Hắn không quấy dày, chỉ yên tĩnh mong nhìn, tháo trang Son Phấn, càng giống nhà hắn Tú Nhi, cái kia nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười, cũng như hắn trong trí nhớ người kia, đẹp tựa như ảo mộng, thậm chí cái này mấy trong nháy mắt, hắn bất giác cho là nàng chính là Nguyệt Thần, một thân một mình đang diễn dịch. Vẫn là một cái che mặt ngoái nhìn, Son Phấn lúc này mới phát giác dưới đài có người. Có lẽ là ánh trăng lờ mờ, thấy không rõ là ai, thế nhưng hai con ngươi nàng nhớ kỹ. Cũng như lúc trước, trên đài dưới đài một mắt, không biết giống như đã từng quen biết, vẫn là vừa thấy đã yêu, như trò đùa văn như vậy giảng, mới gặp quân, hốt hoảng mê mẩn đung đưa, mấy phần bi hoan. Rất đẹp, Triệu Bân lưu lại một ngữ, yên lặng quay người. Công tử, ngày mai lại đến chứ? Son Phấn nhẹ giọng nói. Có lẽ, Triệu Bân nở nụ cười, từng bước một càng lúc càng xa. Rời phàm trần tinh, Triệu Bân lại tế truyền tống vực môn. Tính toán thời gian, ma vương hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Khóe mắt của hắn, vẫn như cũ có nước mắt, vẫn là đạo thể nước mắt. Phàm trần tinh một nhóm, là trở lại chốn cũ. Phàm trần tinh một nhóm, cũng liền như vậy lại trần duyên. Nếu ta năm nào phong thần, liền trả lại ngươi tự do. Triệu Bân ngồi xếp bằng, một lời là đối đạo thể nói. Ngồi xuống phía trước. Hắn còn trong xem một mắt thể nội tiểu thế giới, cái kia ba đều trung thực,
đặc biệt là huyết tộc bát thống lĩnh, ngồi mặc dù ngay ngắn, nếu rũ cụp lấy đầu, không biết đang suy nghĩ gì. So với tử phủ, vĩnh hằng giới bên trong hình ảnh mới hài hòa nhất. Được tài nguyên tu luyện linh lung cùng Dương Huyền Tông, cũng không nghỉ ngơi. Linh lung tại nền vững chắc căn cơ, mà Dương Huyền Tông, thì tại rèn luyện thể phách, tu vi vững bước đề thăng, 18 năm cũng coi như hậu tích bạc phát, chỉ cần tài nguyên tu luyện theo kịp, cái này đều việc nhỏ. Chờ thu con mắt, Triệu Bân lấy ra hai cái mắt. Tất nhiên là huyết âm lão đạo càn khôn mắt, một đen một trắng tựa như quang đoàn, treo ở lòng bàn tay của hắn, giống thái cực âm dương câu ngọc, tự có cảm ứng, lại đều có huyền dị chi quang đang nháy xạ. Đôi mắt này năng lực, cũng không là bình thường tà dị, không nói khác, liền nói phân ly nguyên thần chi pháp, liền cho người khó lòng phòng bị, cùng huyết âm lão đạo đánh nhau lúc không ăn ít thiệt thòi lớn. Càn khôn mắt, huyết tộc bát thống lĩnh hai mắt híp lại. Nhà ngươi người nào mắt, cũng tại hắn cái này. Thái thượng nữ tiên vương ngáp một cái, nếu không phải ba lần chiến lực, Triệu Bân có thể chiến bất quá huyết âm lão đạo, bán thần bị đồ, đệ tam con mắt không thể bỏ qua công lao. Cái này hai mắt, ta rất mừng hoan, mặt trời lặn đại trưởng lão ý vị thâm trường nói. Huyết tộc bát thống lĩnh cùng thái thượng nữ tiên vương cùng nhau trách mắt, trên dưới mắt liếc hàng này, người nhà cũng thực sự là tâm lớn, đều bị trùy thành dáng người như gấu này, còn tìm tưởng nhớ càn khôn mắt. Tại ba người mong nhìn xem, Triệu Bân đem càn khôn mắt sáp nhập vào hai con ngươi. Đáng tiếc, cái này hai mắt cùng vĩnh hằng huyết thống thành hàng khiển trách, hơn nữa dị thường mãnh liệt. Triệu Bân không tin tà, một lần lại một lần nếm thử. Kết cục đi, không khó đoán trước. Vô luận như thế nào làm, càn khôn mắt đều không thể dung nhập hắn tiên nhãn. Bận làm việc hơn nửa đêm, sự tình không có làm thành, còn hao tổn không thiếu động lực. Cần càn khôn huyết thống. Triệu Bân một tiếng thở dài, cuối cùng là từ bỏ. Đặc thù đồng tử đối ứng đặc định huyết mạch, hắn cùng với càn khôn mắt rõ ràng không thuộc một loại. Tất nhiên không cách nào dung hợp, vậy liền luyện hóa. Hắn tế nguyên thần hỏa, cưỡng ép rèn luyện càn khôn mắt. Ngoại trừ thuần túy nhất đồng tử bản nguyên, khác cùng nhau luyện diệt. Bại ra đồ chơi a. Cái kia ba khó khăn huynh khó khăn muội, đều một mặt thịt đau. Toàn bộ tiên giới, sợ chỉ có cái này một đôi càn khôn mắt, liền như vậy bị hô hố. Siêu. Triệu Bân nhẹ phẩy tay, đem bản nguyên sáp nhập vào hai mắt. Hắn này đôi tự học một đôi mắt, cũng nên thăng cấp. Nguyên nhân chính là tự học, thăng cấp mới tốn sức, quỷ hiểu được tu đến thần nhãn, cần bao nhiêu năm. Dung bản nguyên. Triệu Bân lại nhìn vĩnh hằng chi môn. Trong đó, bịt lại một tôn hung hãn pháp khí, chính là huyết âm lão tổ bản mệnh khí, hàng thật giá thật bán thần binh, hắn lạc ấn kinh khủng dị thường, hắn không cách nào luyện diệt, trừ phi hủy đúc lại. Không vội, quay đầu tìm Không Niệm Thiên hỗ trợ. Về lại niết bàn tinh, bầu không khí có chút không đúng. Cái nào không đúng đây? Có mùi máu tanh. Mắt to như vậy một nhìn, ân, có người khô trận chiến. Chính xác nói, là ma vương bị đánh, đánh hắn giả, chính là một đen một trắng hai người đạo, nhìn không ra nhà ai nhân tài, cũng không biết hai người lai lịch, chỉ biết cũng là tiên vương cấp tu vi. Phốc, Triệu Bân vừa tới, thì thấy ma vương đẫm máu, hiểm bị hắc y lão đạo nhất kiếm sinh bổ. Bạch y lão đạo thì làm phong cấm, đem yếu đuối ma vương, khóa tại trong giữa không trung. Đáng chết, ma vương giãy giụa một phen, dứt khoát từ bỏ. Hắn liền không nên đi ra tản bộ, liền nên trông coi chế tài giả. Bằng không thì, cũng sẽ không bị ngăn ở cái này. Hai cái này không biết xấu hổ vật nhỏ, quá không giảng võ đức. Luyện thành đan dược, nên cái lựa chọn tốt. Bạch y lão đạo u cười, tế một tôn bảo tháp, muốn đem ma vương thu vào đi. Thời khắc mấu chốt, Triệu Bân hiển hóa chân thân, tiện tay một trưởng vung mạnh lật ra bảo tháp. Bạch y lão đạo gặp chi nhíu mày, con chim này không gảy phân cổ tinh, sao nhiều như vậy người tu đạo. Đạo hữu, khuyên ngươi không quản nhàn sự. Áo đen lão đạo lạnh lùng một tiếng. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Triệu công tử vỗ vỗ đầu vai cho bụi. Lời này, nghe hai người đạo hai mắt híp lại. Lời này, nghe ma vương nhưng là một hồi mặt đen. Triệu công tử xem thường, ngay tại mấy ngày trước, ma vương cũng là như vậy cho hắn đánh ví dụ. Hắn bất quá mượn tới dùng một chút, đừng nói, lời này vừa nói ra, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Tự tìm cái chết như vậy, thành toàn ngươi. Bạch y lão đạo bản nguyên mãnh liệt, khí thế bạo tăng. Xong việc, đầu hắn hạt dưa liền cùng nửa người dưới tách ra. Tất nhiên là Triệu Bân chém, chỉ cần ngắm chuẩn, một cái thuấn thân sự tình. Ngươi, áo đen lão đạo chợt biến sắc. Triệu Bân một câu nói nhảm không có, tại chỗ diễn xuất vĩnh hằng vương tỏa,
Nguy nga vương tọa, vẫn là như vậy trầm trọng, tựa như sơn nhạc lăng thiên. Phốc, áo đen lão đạo cũng quỳ gọn gàng mà linh hoạt. Tiên vương cấp nhục thân bị ép thành một vũng máu bùn. Kiếp sau, đừng chọc không nên dây vào. Triệu Bân không có chút nào thương hại, liên tục nuốt hai tiên vương nguyên thần. Hai lão đạo chết phiền muộn, đến mà lại không biết vị này là ai. Nghĩ tới ta không có. Triệu Bân oanh một tiếng từ trên trời giáng xuống. Ngươi còn biết trở về. Ma vương khuôn mặt vẫn như cũ rất đen. Một lời khó nói hết, Triệu Bân đưa tới một bầu rượu. Sau đó, hắn mới bổ nửa câu sau, thần minh chi nhãn. Còn kém ngươi, ma vương ực một hớp rượu, lập tức mở ra bước chân. Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ, vội vàng hoảng đuổi kịp. Người này nhìn xem quen mặt, mặt trời lặn đại trưởng lão trầm ngâm nói. Hỗn thiên đại ma vương, huyết tộc bát thống lĩnh hít sâu một hơi. Hai người cái kia ngoài ý muốn a. Đại La Thánh Tử sao cùng ma vương góp một khối. Vẫn là Thái Thượng Nữ Tiên Vương bình tĩnh, đêm đó đánh giã chiến lúc, sớm đã gặp qua. Nàng đã từng hiếu kỳ, đây là cái gì cái tổ hợp. Nhưng so sánh Đại Ma Vương, nàng càng mới mẻ thần minh chi nhãn. Cấp độ kia thần thông, không phải chỉ có thần minh mới có tư cách mở sao. Bên này, Triệu Bân cùng ma vương đã rơi vào cổ thành, tiên giới chế tài giả liền nằm ở trên tế đàn, theo như một tôn bị phong hóa thạch điêu. Một chút không kéo, chỉ một tia tóc xám lướt nhẹ. Cái này, chế tài giả, ba khó khăn huynh khó khăn muội tập thể chấn kinh. Tiên giới chế tài giả đi, bọn hắn đều may mắn gặp qua, lại niết bàn tinh. Còn có, chế tài giả bây giờ là gì cái trạng thái, tại trong xa vào ngộ đạo sao? Hai cái này lòng can đảm cũng quá mập, dám tại chế tài giả trên thân kiếm chuyện, chẳng lẽ liền không sợ chế tài giả thức tỉnh, tìm bọn hắn tính sổ sách sao? Mạo phạm thần minh uy nghiêm. Hạ tràng rất nghiêm trọng. Ngồi xuống, ma vương tùy ý ném đi bầu rượu. Triệu Bân trơn tru làm theo, khoanh chân tại chế tài giả bên cạnh thân. Ma vương lại một lần hai ngón khép lại, đặt ở chế tài giả mi tâm, mà đổi thành một tay, tại đặt tại Triệu Bân đỉnh đầu, tùy theo chính là một chuỗi Triệu Bân không thể nào nghe hiểu pháp quyết. Ông, tế đàn ông rung động không thôi, trên đó bí văn liên miên lưu chuyển. Nhìn bầu trời địa, cũng là phong vân biến sắc, rất nhiều sấm sét vang dội. Ngô! Triệu Bân một tiếng than nhẹ, chỉ cảm thấy một cỗ quái dị sức mạnh, từ đỉnh đầu rót vào. Lực lượng kia rộng rãi bàng bạc, lại như hư ảo đồng dạng mờ mịt xa xôi, mong muốn không thể thành. Cái này có thể khai thần minh chi nhãn, Thái Thượng Nữ Tiên Vương nhìn một chút khác hai vị. Ma vương xuất từ ma thần, hơn phân nửa có thủ đoạn này. Rơi xuống đất đại trưởng lão đạo. Chế tài giả như bây giờ tỉnh lại, chúng ta nhất định được cứu. Huyết tộc bát thống lĩnh chờ mong đạo. Hắn nghĩ rất đẹp, nhưng chế tài giả không phản ứng chút nào. Ngược lại là Triệu Bân, theo sức mạnh rót vào, càng đau đớn. Nhìn hắn hai mắt sừng, lúc này đã ở trôi tràn máu tươi, quái dị sức mạnh nóng bỏng dị thường, đang chậm rãi tụ hướng cặp mắt hắn, giống như liệt diễm, cháy hừng hực, rất là đau đớn. Ngươi, tại xuyên tạc pháp tắc, Triệu Bân rên khẽ một tiếng. Bằng không, như thế nào khai thần minh chi nhãn, ma vương tùy ý nói. Triệu Bân không hỏi nhiều nữa. Hoặc có lẽ là không rảnh quan tâm chuyện khác, quái dị sức mạnh chính là pháp tắc sức mạnh, hơn nữa không phải bình thường pháp tắc, chỉ vì vị này là chế tài giả, trưởng khống toàn bộ tiên giới. Như thế, pháp tắc của hắn tất nhiên là kéo theo càn khôn. Mượn hắn khai thần minh chi nhãn, đơn giản giả bộ một tiểu bắc. Nhà ngươi bản tôn, quả nhiên là một cái nhân tài. Thích ứng sức mạnh sau, Triệu Bân một tiếng thổn thức. Như vậy đổi pháp tắc, người bình thường là làm không được. Cũng là cùng Nguyệt Thần học, ma vương một tiếng ho khan. Còn có chuyện này, Triệu Bân nhíu mày, hóa ra là nhà hắn tú nhi thủ bút. Sư phó người bản lãnh lớn đâu, lúc này mới cái nào đến cái nào, ma vương ngữ trọng tâm trường nói. Thực sự là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Như Triệu Bân trong tử phủ ba cái kia, đã là thần sắc đại biến. Đại La Thánh Tử là Nguyệt Thần đồ nhi, kinh thế bí mật cái nào. Lúc này, ba người rất cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nghe lén bí mật như vậy, bọn hắn còn có mạng sống trở về sao? Lấy Triệu Bân chi bản tính, làm không tốt sẽ đem bọn hắn ba giết người diệt khẩu. Ông! Tế đàn lại oanh động, chế tài giả thể phách cũng đi theo run lên một cái. Tế đàn oanh động không sao, đơn giản cát vàng bay đáng, chế tài giả run lên, toàn bộ niết bàn tinh, đều suýt nữa tại chỗ giải thể, liền cổ tinh bên ngoài vũ trụ mênh mông, đều một hồi lắc lư. Ngưng! Nhưng ngửi ma vương một quát. Tế đàn bí văn tất cả hướng trong cơ thể của Triệu Bân lưu truyền.
Đây là một cái việc cần kỹ thuật, nhưng tại Triệu Bân mà nói, lại đau vào linh hồn. Vẫn là khi trước cực nóng cảm giác, hai con mắt của hắn như lửa thiêu đốt, sức mạnh bàng bạc, đã ở trong mắt tụ tập, dị thường sao động, để cho hốc mắt đều muốn nổ tung, đau kêu rên không ngừng. Nhắm mắt bên trong, hắn giống như trông thấy lớn xuyên sơn hà. Nhắm mắt bên trong, hắn cũng giống như trông thấy mênh mông thiên vũ. Thần minh chi nhãn đã hơi có hình thức ban đầu, còn chưa chân chính hoàn thành. Tĩnh phòng thủ thần đài. Ma vương nhắc nhở một tiếng, đã đến một bước cuối cùng. Không cần hắn nói, Triệu Bân cũng không dám sơ suất, bởi vì có bị phản vệ khả năng. Chẳng biết lúc nào, đại ma vương mới thu tay lại, đặt mông ngồi ở trên tế đàn, mệt quá sức, khai thần minh chi nhãn, không chỉ cần kỹ thuật, còn cần tinh lực, đã hao tổn đến cô quạnh. Nhìn Triệu Bân, thì thể phách chấp lóe, giống như ngầm phát hiện pháp tắc tại vần quanh. Nhìn chế tài giả, vẫn là gì động tĩnh không có, an an ổn ổn nằm ở đó. Nhìn cái kia ba khó khăn huynh khó khăn muội, thì chừng chừng nhìn chằm chằm, chờ lấy chứng kiến kỳ tích. Hoàn thành, Triệu Bân hỏi một câu. Mở mắt thử xem, ma vương khạc một búng máu. Triệu Bân một cái chớp mắt tĩnh tâm ngưng khí, sau đó hai mắt đóng mở. Hắn trong hốc mắt không gặp lại con mắt, toàn bộ hỗn độn một mảnh, nhưng đây cũng không phải là hỗn độn chi nhãn, mà là thần minh chi nhãn, chỉ có điều pháp tắc tụ tập, càn khôn đem đôi mắt diễn thành hỗn độn. Đây chính là thần minh chi nhãn. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, một mắt liền có thể mong tận mảnh tinh vực này, cũng giới hạn vào thời khắc này chỗ tinh vực, người nào người đó đang dùng cơm, người nào người đó đang đánh nhau, người nào người đó tại cái kia. Bao quát mảnh tinh vực này có bao nhiêu khỏa cổ tinh, mỗi một khỏa cổ tinh bên trong, có bao nhiêu sơn nhạc dài xuyên, thương nguyên u cốc. Hắn cái này đều nhìn nhất thanh nhị sở, thật sự là thượng đế tuyệt đối góc nhìn, chỉ cần hắn muốn nhìn, đều có thể từng cái nhìn trộm, hơn nữa, có thể nhẹ nhõm khóa chặt vị trí. Có thể nhìn bao lớn phạm vi, ma vương xách ra bầu rượu. Có vẻ như chỉ hạn chế tại mảnh tinh vực này, Triệu Bân nói. Ngươi không phải chế tài giả, từ không sử dụng ra được thần minh chi nhãn khả năng tối đa nhất, có thể nhìn hết một tinh vực cũng không tệ rồi. Ma vương chậm chậm nói. Triệu Bân hoàn toàn lý giải. Thấp phối bản thần minh chi nhãn thôi. Dù sao thân phận đặt ở nơi này, từ không thể cùng chế tài giả đánh đồng. Dù là chân chính thần minh, thậm chí giai phẩm cao hơn chế tài giả, ánh mắt cũng chưa chắc có chế tài giả dễ dùng, chỉ vì, chế tài giả cùng càn khôn là nhất thể, đối với tiên giới có tuyệt đối lực khống chế. Bực này đặc quyền, thần minh khác không có. Đương nhiên, thượng thương ngoại trừ. Có còn tốt dùng, ma vương ực một hớp rượu. Nhất thiết phải dùng tốt, Triệu công tử cười ha ha. Dù có phạm vi hạn chế, cũng so không giới hạn tìm nhanh hơn nhiều. Có thần minh chi nhãn làm nhìn lén, đơn giản nhiều chạy mấy chuyến lộ. Thật đoạt thiên tạo hóa như vậy. Vẫn là người nói vô tâm, người nghe có ý. Cái kia ba khó khăn huynh khó khăn muội lại bị kinh động. Một mắt một tinh vực, thần minh tầm mắt cũng bất quá như thế đi. Hỗn thiên ma vương cũng chính xác đại thủ đoạn, lại thật có thể mượn chế tài giả chi thân, mở cái này thần cấp treo. Nói thực ra, bọn hắn cũng nghĩ thử một phen. Lấy thượng đế góc nhìn nhìn tiên giới, phong cảnh nên vô hạn hảo. Ngô! Ba người kinh ngạc lúc, Triệu Bân khóe mắt trôi tràn máu tươi. Thần minh chi nhãn tất nhiên bá đạo, nhưng tiêu hao cũng là ngang hàng. Mà cái này tiêu hao, nhằm vào chính là tuổi thọ, lấy thần minh chi nhãn nhìn lén thời gian càng lâu, tiêu hao thọ nguyên liền càng nhiều, trái lại cũng thế, đây cũng là thần minh chi nhãn tai hại. Đối với cái này, Triệu Bân cũng hoàn toàn lý giải. Thu hoạch cùng trả giá, nghiễm nhiên là ngang nhau. Cứng rắn động thần minh năng lực, sao có thể không có đại giới. Hắn lại đóng con mắt, lại mở trước mắt, hai mắt đã khôi phục bình thường, đã không phải thần minh chi nhãn trạng thái, đề cập tới thọ nguyên hao tổn, trừ phi có cần thiết, bằng không không thể tùy tiện mở, mảnh tinh vực này, hắn mới đã nhìn lén qua, cũng không hắn thân hữu, đợi cho cái tiếp theo tinh vực lại mở không muộn. Tới, ngủ tiếp a. Ma vương có phần biết chuyện, nhanh chóng liền đem tế đàn nổ. Nằm ở trên tế đàn tiên giới chế tài giả, cũng tại chỗ bị chôn cất. Liền cái này, ma vương vẫn chưa yên tâm, chuyển đến mấy tấn cát vàng, lại cho người sống chôn một lần. Ta nếu là chế tài giả, nhất định giết chết hắn. Huyết tộc bát thống lĩnh ngữ trọng tâm trường nói, thái thượng nữ tiên vương cùng mặt trời lặn đại trưởng lão thần thái, cũng cơ bản không sai biệt lắm, như vậy mạo phạm thần minh, hơn nữa còn là chế tài giả, thu thập một trận rất có tất yếu. Nói đến thu thập, Triệu công tử trước tiên đem hắn ba thu thập một trận, đơn giản chính là biến mất ký ức,
có liên quan tiên giới chế tài giả cùng nguyệt thần ký ức, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Phía trước một cái chớp mắt còn tràn đầy phấn khởi ba người, lúc này liền có chút mơ hồ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có vẻ như đều nghĩ tới một câu, chúng ta là không phải tam khuyết một. Ông, Triệu Bân Tế truyền tống vực môn, mang theo ma vương cùng nhau đi vào. Mảnh tinh vực này không có, đi tới cái tinh vực tìm, sát bên cái tìm. Vô vọng mắt cấm thuật, mở, ma vương cất tay đạo. Ba lần chiến lực, tiểu thí nghiêu đao, Triệu Bân nuốt mấy viên thuốc. Rất tốt, ma vương nửa chút kinh ngạc đều không, có thể để cho này hàng mở ba lần chiến lực, đối phương hơn phân nửa là một tôn bán thần, lại chiến lực không chừng không tầm thường, bằng không cũng sẽ không thương thảm như vậy. Triệu Bân đã ngồi xuống, một bên chữa thương một bên ngộ đạo. Lần này, hắn ngộ chính là trường sinh chi đạo. Khai thần minh chi nhãn tìm thân hữu, nhất định hao tổn rất nhiều thọ nguyên, đan dược bổ mệnh chung quy có hạn. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Vĩnh sinh chi đạo lộ như đi ra, có thể so sánh ăn đan dược thực dụng nhiều. Ma vương tự cảm mất mặt, lại rơi vào vĩnh hằng giới, chủ yếu là hàng này lĩnh hội vĩnh sinh chi đạo lúc, quanh thân luôn có một tòa vĩnh hằng vương tọa diễn hóa, đừng nhìn là hư ảo, lại nặng nề như núi lớn, yếu đuối hắn, từ gánh không được áp lực, cũng không phải tìm chỗ ngồi mát mẻ đi. Xin ra mắt tiền bối, Linh Lung cùng Dương Huyền Tông có phần hiểu lễ giáo, nhao nhao chắp tay. Ân, ma vương sắc mặt thâm trầm, thật đem chính mình xem như cao nhân tiền bối. Có lẽ là quá nhàm chán, hắn vẫn không quên chỉ điểm một phen, hai cái này tiểu bối thiên phú, đều không tầm thường, chờ trở về Đại La Tiên Tông, ném vào hỗn thiên ma giới ma luyện một phen, tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Nhìn qua hai người, hắn lại nghiên cứu vĩnh hằng giới. Triệu Bân dung đạo thể, tạo hóa vô hạn, liền nói cái này không gian tùy thân, thuế biến liền vẫn còn tiếp tục, mỗi có một lần thuế biến. Càn khôn liền huyền ảo không thiếu, ít nhất có thể tồn lưu càng sống thêm hơn người. Triệu Bân lại xuất vực môn, đã là một mảnh mới tinh vực. Hắn không nói nhảm, trực tiếp khai thần minh chi nhãn, lấy thượng đế góc nhìn nhìn lén. Đừng nói, thật đúng là bị hắn tìm được một cái, chính là Tử Linh, Âm Nguyệt Vương chủng người thủ mộ, tính ra, nàng vẫn là Liễu Như Tâm sư tôn, tại phàm giới, là nàng dạy bảo Liễu Như Tâm tu luyện. Trừ Tử Linh, hắn còn nhìn thấy một đạo người quen biết ảnh. Cửu U Tà Quân. Lại lưu lạc đến vùng tinh không này. Trong lòng Triệu Bân một lời, chạy thẳng tới Tử Linh. Tử Linh chỗ cổ tinh, bản nguyên đã khô kiệt, chớ nói người tu đạo, nửa cái phàm nhân đều không, cũng cơ bản không thiên địa linh khí, khắp nơi đều là cát vàng bay đáng, hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề. Nguyên nhân chính là như thế, nàng tu vi mới chỉ trệ không tiến, thậm chí 18 năm, còn là một cái tiên nhân cảnh, nàng cái này còn khá tốt, phi thăng tới một cái tĩnh mịch cổ tinh. Không có người tìm nàng phiền phức. Cái này lại là tiên giới. Yên tĩnh đêm, Tử Linh lại đứng ở dưới ánh trăng hoài nghi nhân sinh. Lại, vì cái gì nói như vậy? Như vấn đề này, nàng đã hỏi 18 năm. Nàng cho là tiên giới, là chim hót hoa nở, là dị sắc dâng lên, kém nhất, thiên địa linh khí nên dị thường nồng đậm, nhưng đến tiên giới, làm bạn nàng chỉ toàn cảnh là cát vàng, chớ nói tiến giai tu vi, nàng liền sống sót đều gian khổ, sớm muộn có một ngày sẽ bị mài chết. Để cho nàng tuyệt vọng là, nàng không đi ra lọt phiến thiên địa này. Hoặc có lẽ là, áp lực quá mạnh mẽ, nàng căn bản không bay ra được. Tiền bối, nhìn gì đây? Cùng với một tiếng lời nói, Triệu Bân như kiểu quỷ mị hư vô hiển hóa. Tử Linh gặp chi, không khỏi sững sờ, là nàng quá hư nhược. Sinh ra ảo giác. Xét thấy nàng không thể nào xác định, phất tay cho Triệu công tử tới một cái tát. Thanh thúy tiếng bạt tai, nghe vẫn là rất dễ nghe. Ít nhất tại ma vương nghe tới rất thoải mái. Không đau, một chút cũng không đau. Triệu Bân hít sâu một hơi, cuối cùng cảm giác này nương môn nhi là cố ý. Thật, thật là ngươi, Tử Linh ngọc miệng khẽ nhếch. Thật 100%, Triệu Bân mang theo Tử Linh vào vực môn. Tử Linh sợ là quá mệt mỏi, vào thông đạo liền ngồi đó, nàng là một tôn tiên không giả, nhưng nàng thời khắc này hình thái, lại rất giống một tên ăn mày, quần áo tả tơi, lại xanh xao vàng vọt, suy nghĩ một chút cũng đúng. Tại một khỏa không một chút linh khí cổ tinh, sinh tồn dòng dã 18 năm, hao tổn cũng có thể đem người mài chết, tiên cũng phải ăn cơm cái nào. Vấn đề là cổ tinh không tài nguyên tu luyện. Bây giờ ta đây, có phải hay không rất xấu? Tử Linh bắt mấy lần tóc. Ngoại trừ dinh dưỡng không đầy đủ, khác không có gì. Triệu Bân đưa tới một cái đan dược. Vẫn là phàm trần phong cảnh đẹp. Tử Linh tiếp nhận, một cái toàn bộ nhét trong miệng. Đã bao nhiêu năm, nàng cũng chưa thấy qua đan dược. Nghiêm trọng khuyết thiếu tiếp tế, mấy khỏa đan ăn, cảm giác tốt hơn nhiều,
đã khô kiệt nhiều năm đan hải, lúc này lại tỏa sáng sinh cơ. Trước tạm nghỉ ngơi một chút. Triệu Bân nở nụ cười, đem nàng đưa vào vĩnh hằng giới. Trong đó tài nguyên tu luyện rất nhiều, có thể tùy ý lấy dùng. Gặp Tử Linh, Linh Lung cùng Dương Huyền Tông đều mang mang đứng dậy. 18 năm trước, bọn hắn một khối phi thăng tiên giới. 18 năm sau lại tương kiến, từ nhỏ không được cảm khái. Thần minh chi nhãn quả nhiên dễ dùng. Ngoại giới, Triệu Bân sờ một cái hai mắt. Nếu không phải thị giác thượng đế, quỷ hiểu được Tử Linh tại tĩnh mịch cổ tinh, nếu lại chậm mấy năm đi tìm người, Tử Linh khó tránh khỏi sẽ bị sinh sinh mài chết, cho nên nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Oanh! Đột nhiên một thanh âm vang lên triệt để, không gian thông đạo đứt đoạn. Triệu Bân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ ngã vào khe hở. Không đợi hắn đứng vững, thì thấy một cái đại thủ từ thiên chộp tới. Cẩn thận một nhìn, càng là cửu u tà quân. Tà quân lại vẫn sống sót, cái kia ba khó khăn huynh khó khăn muội đều đầy mắt kinh ngạc. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, đây tuyệt đối là cửu u tà quân, không phải sớm đã táng diệt. Trêu chọc ngươi, Triệu Bân một cái không gian vượt qua, né qua đại thủ. Cửu u tà quân không quá mức ngôn ngữ, một bước như bóng với hình, lại muốn bắt Triệu Bân. Siêu! Triệu Bân lại vượt qua không gian, như một đạo kinh hồng vọt lên tận trời. Tốc độ của hắn là không chậm, nhưng cửu u tà quân có vẻ như càng nhanh, phía trước một cái chớp mắt mới đứng vững, một giây sau liền chịu tà quân một trường, cái kia lực đạo thật không phải là dựng, suýt nữa đem hắn đánh tan đỡ. Có chuyện thật tốt nói. Triệu công tử khóe miệng chảy máu, có một loại xúc động mà chửi thề. Nói thực ra, hắn nhìn tà quân rất vừa mắt, đã từng kề vai chiến đấu, không ít hỗ trợ, chính là cái này lục thân bất nhận tật xấu, để cho người ta rất nhức cả trứng, khó tránh khỏi lúc nào liền đánh. Nói lục thân bất nhận, cửu u tà quân vẫn thật là mặc kệ người nào là người nào. Đối với Triệu Bân kêu gọi, hắn không một chút phản ứng, chỉ biết công phạt. Bước ta mở lớn. Triệu Bân một bước định thân, mở vĩnh hằng kim thân. Kim thân thể phách nặng như núi, áp sập nửa bầu trời. Tà quân ngược lại tốt, lật tay một chưởng đem kim thân đánh một cái băng diệt, nhìn ma vương thổn thức không thôi, từng tàn sát qua không chỉ một vị thần minh ngoan nhân, chính là niệu tính như vậy, kinh khủng dị thường. Phốc! Triệu Bân ho ra đầy máu, cả người cũng không tốt. Từ hắn tu ra kim thân này, vẫn là đầu trở về lúng túng như vậy, nhiều năm không gặp tà quân, có vẻ như so trước kia càng mạnh mẽ hơn bá đạo hơn, tại vô ý thức trạng thái, đều đáng sợ như vậy, nếu có thanh minh thần trí, một chưởng này vỗ tới, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Oanh! Cửu u tà quân lại đến, một cước đạp tinh không đều sụp đổ. Triệu Bân cưỡng ép mở tuyệt cảnh, cũng không thể như vậy đứng bị đánh. Hắn lại xách ra bán thần kim đao, một đao bổ ra trăm trượng đao mang. Bao! Tà quân thể phách đầy đủ cứng rắn, trăm trượng đao mang cũng không có thể phá phòng ngự. Ngược lại là Triệu Bân, bị chấn hai tay băng liệt, cũng trách hắn trạng thái không tốt, còn có thương tại người. Không sử dụng ra được đỉnh phong chiến lực, nhưng kể cả đỉnh phong chiến lực, cũng chưa chắc chiến qua tà quân. Ngươi, là tìm nàng a? Ma vương nhạt đạo, Phật tay đem Tử Linh đưa ra vĩnh hằng giới. Tà quân sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, nhất định có nguyên do. Mà cái này tiểu nữ oa, chính là nguyên nhân căn bản. Sự thật chứng minh, hắn đoán một chút đều không giả. Tử Linh một khi hiện thân, tà quân khí thế trong nháy mắt tản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cửu u tà quân ngừng, tinh không cuối cùng là bình tĩnh lại. Triệu Bân thì lông mi hơi nhíu, tà quân mục tiêu rõ ràng không phải hắn. Muốn nói khó xử nhất mộng bức nhất, vẫn là Tử Linh, phía trước một cái chớp mắt còn tại vĩnh hằng giới, chuẩn bị tìm chỗ ngồi tắm rửa, cái này một giây liền bị đưa ra, may còn không có cởi sạch quần áo. Tình huống gì, Triệu Bân một bước vượt qua tinh không, chắn Tử Linh trước người. Vợ hắn cùng tiểu nữ oa này, là cùng một loại huyết mạch. Ma vương chậm chậm nói. Khó trách, Triệu Bân trong nháy mắt sáng tỏ, tà quân sợ là đem Tử Linh nhận làm thê tử. Hắn thậm chí hoài nghi, tà quân lưu lạc đến mảnh tinh vực này, chính là chạy Tử Linh đi, cho dù hắn không đi đón Tử Linh, tà quân cũng biết đi, chỉ có điều, nửa đường đụng lên thấy mà thôi. Đối diện, tà quân đứng ở đó bất động. Hắn không nhìn Triệu Bân, chỉ nhìn chằm chằm Tử Linh nhìn. Hắn bất động. Ma vương lại nhanh như chớp chui ra, từ trong cơ thể của Triệu Bân lấy huyết, diễn trở thành một dấu ấn, sau đó khắc vào tà quân mi tâm, một bộ động tác khác thường nhanh. Kỳ quái là, tà quân không có chút nào phản ứng. Hoặc có lẽ là, trong mắt của hắn bây giờ chỉ có Tử Linh.
Triệu Bân không rảnh lý tới Ma Vương, đầy mắt cũng là đề phòng. Vị tiền bối này là lục thân bất nhận. Khó tránh khỏi, tiếp theo một cái chớp mắt lại sẽ đánh. Thật lâu, cũng không thấy Tà Quân chuyển động, nhưng hắn cặp kia trống rỗng con mắt, tại mấy cái này trong nháy mắt, lại chuồn mấy lần ánh mắt, là hoảng hốt cũng là mê mang, nhưng càng nhiều vẫn là tang thương. Thật lâu, mới thấy hắn con mắt ảm đạm xuống, yên lặng quay người, lại như một cái cô hồn dã quỷ, từng bước một càng lúc càng xa, đây không phải là thê tử của hắn, chẳng qua là cùng loại huyết mạch. Hô! Triệu Bân thở dài một hơi, lúc này mới thả xuống đề phòng. Ngược lại là Tử Linh, yên tĩnh đưa mắt nhìn Tà Quân, như nước đôi mắt đẹp, tránh là mịt mù ánh mắt, tình là cái vật kỳ quái, vừa thấy đã yêu, lúc nào cũng tới để cho người ta không hiểu thấu. Dọa sợ a! Triệu Bân phật tay, lại đem Tử Linh đưa về Vĩnh Hằng Giới. Tử Linh tâm cảnh phiền muộn, những năm này chịu kinh hãi còn thiếu. Còn nhớ kỹ năm đó ở nhân gian, người nào đó còn đóng vai Hồng Nguyên Điều. Thí kịch nàng tới, so sánh hôm nay, trước kia mới là thật sợ. Ngươi, cho hắn khắc cái gì lạc ấn? Triệu Bân liếc về phía Ma Vương. Ma Thiên triệu hoán, Ma Vương lưu lại một ngữ, lại rút về Vĩnh Hằng Giới. Sợ Triệu Bân nghe không hiểu, hắn vẫn không quên giảng giải một phen. Năm nào như tao ngộ nguy cơ, ngươi có thể bằng này lạc ấn triệu hoán Tà Quân. Cái này không được đâu, Triệu Bân một tiếng ho khan. Có cần hay không tùy ngươi, Ma Vương ngáp một cái. Trước tiên giữ lại, Triệu Bân một tiếng nói thầm. Vạn nhất ngày nào đó thật có chơi không lại cửu ra, đem cửu U Tà Quân thỉnh qua đi tản bộ một vòng, cũng không phải không được, nhưng vị tiền bối này, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn không khai gây cho thỏa đáng, có giúp hay không trước tạm bất luận, tại chỗ đem hắn đánh một trận khả năng tính chất khá lớn, dù sao, cường giả đều có cao ngạo uy nghiêm, đem người xem như thông linh thú sai sử, không phát hỏa mới là lạ. Hàng này, thực sự là một cái vạn sự thông a. Bản tôn là thần minh, quả nhiên đa tài đa nghệ. Vẫn là cái kia ba khó khăn huynh khó khăn muội, lại tụ tập thổn thức, trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ Ma Vương, chân trước vừa đem chế tài giả chôn sống, bây giờ, lại cầm mơ hồ Tà Quân làm văn chương. Thật quái dị lạc ấn. Triệu Bân tế vực môn, không ngừng nội thị thể phách. Đã dùng máu của hắn làm ấn ký, hắn cái này tự nhiên có cảm ứng. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tà Quân sẽ đem lạc ấn xóa khả năng. Chờ thu con mắt, hắn đạp Ma Vương một cước, trực tiếp đạp mộng đi qua, cái nào đó tự khoe là tiền bối người cái nào. Quá không biết xấu hổ, người thật vất vả tắm rửa, còn đặt cái kia nhìn lén. Linh Lung cùng Dương Huyền Tông đều không rõ cho nên, tắm rửa sau đó Tử Linh, cũng là không hiểu ra sao. Vừa mới thật lớn một cái bàn chân a. Cái này lão tiền bối, tại chỗ liền bị đạp thành một đống. Ngô, thu thập Ma Vương, Triệu Bân thuận tiện đem Tử Phủ cái kia ba cũng thu thập một trận. Vẫn là biến mất ký ức, có liên quan Tà Quân ký ức, miễn cho bị tiết lộ ra ngoài. Xéo đi. Mấy ngày niết bàn cổ tinh, truyền đến một tiếng mắng to. Xong, thì thấy Tà Quân bay ra, hắn là chuyên tìm cọng rơm cứng, không có tìm được con dâu, lại là moi ra một tôn thần minh. Hơn nữa, vẫn là một tôn hắn như thế nào cũng chơi không lại thần minh. Hắt xì. Những ngày này, Ma Vương Tổng hội thường thường nhảy mũi. Theo lão bối mà nói, hắn nên bị người tự mình thăm hỏi. Cũng hoặc, là người nào đó hạ thủ quá ác, đem hắn đánh ra mau bệnh. Không có. Như lời này, Triệu Bân đã không biết nói bao nhiêu hồi. Tự tìm đến Tử Linh, hắn đã qua không dưới mấy chục cái tinh vực, nửa cái thân hữu đều không tìm được, không những không có tìm được. Còn háo tổn mấy trăm năm tuổi thọ, lúc này, ỉu xìu không kéo mấy. Lại là một mảnh mênh mông tinh vực, sinh linh cổ tinh rất nhiều. Triệu Bân tập hợp lại, trước tiên khai thần minh chi nhãn. Xem xét như vậy, hắn ánh mắt sáng như tuyết, cuối cùng tìm được một cái. Chính là hắn bạn gay tốt dâu cá chê, vận khí quả thực không tệ, phi thăng tới một khỏa phàm nhân cổ tinh, bây giờ, đang vểnh lên chân bắt chéo, cho phàm nhân đoán mệnh đâu. Chỉnh ra dáng. Triệu Bân lúc đến, cái kia hàng đang nằm ở trên bàn tử ngủ ngon, bên cạnh còn bám lấy một cây côn, côn bên trên mang theo vải trắng, lại xiên xẹo viết ba chữ to, Dương Bán Tiên. Ta đều không nỡ lòng bỏ mang ngươi đi. Triệu Bân ngoài miệng nói, vẫn là cho người ta xách vào Vĩnh Hằng Giới. Dâu cá chê gương mặt mù, hắn là ngủ ngủ mơ hồ sao? Chào đón Tử Linh, Linh Lung cùng Dương Huyền Tông, cái kia lệ rơi đầy mặt. Siêu! Triệu Bân lại đi. Tiếp tục tìm người hành trình. Trong thông đạo thời gian, không là bình thường buồn tẻ. Hắn không nhàn rỗi, mỗi ngày đều tại ngộ đạo, vẫn là ngộ vĩnh sinh chi đạo, bởi vì thần minh chi nhãn, quá hao tổn thọ nguyên,
sinh mệnh lực thịnh vượng như hắn, chuyến này tìm tới cũng không chịu đựng nổi. Con đường này, không thế nào dễ đi. Nghiên cứu nhiều ngày, cũng không có thể đốn ngộ. Mảnh tinh vực này có chút lớn, hắn đủ dùng nửa tháng mới vượt qua. Nửa tháng sau, mới đến mới tinh vực, lại là hoàn toàn hoang lương. Chỉ mong có. Triệu Bân ôm bực này chờ mong, lại khai thần minh chi nhãn. Hắn nhìn nghiêm túc, không để một chút để ý thọ nguyên trôi qua. Đi tìm, không có thân hữu của hắn. Dù chưa tìm được, nhưng hắn thật lâu chưa bao giờ thu con mắt. Bởi vì mảnh tinh vực này rất bất phàm, càn khôn phía dưới lại tàng lấy một vùng biển rộng, tang thương cổ lão, mênh mông vô cương, nếu không phải thần minh chi nhãn thị giác thượng đế, hắn căn bản là không nhìn thấy. Ở đâu ra biển cả? Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, ánh mắt sáng tối chập chờn. Biển cả quá rộng rãi, để cho hắn rất cảm thấy kiềm chế. Ngươi nên trông thấy, ma vương lời nói ung dung. Đó là cái gì? Triệu Bân vô ý thức hỏi một câu. Bản nguyên vũ trụ. Vũ trụ, bản nguyên. Tên như ý nghĩa, chính là vũ trụ bản nguyên chi lực, càn khôn vận chuyển, thiếu nó không thể. Thế gian cũng có. Cái này không nói nhảm sao? Ma vương nói. Thêm kiến thức, Triệu Bân một tiếng thổn thức. Bản nguyên vũ trụ ở khắp mọi nơi, người ta thể nội đều có, thậm chí sơn nhạc cùng cỏ cây, cũng không ngoại lệ, đơn giản bao nhiêu vấn đề, tất cả vũ trụ chi lực diễn sinh, là bổn nguyên nhất sức mạnh bực này, không đến nhất định cấp bậc, là căn bản không nhìn thấy, cho dù là có thể trông thấy, cũng chưa hẳn là chân thực, như người bây giờ thấy, có lẽ chính là một loại bản nguyên hư tượng. Cái này thì giác thượng đế, quả nhiên không tầm thường. Triệu Bân có lẩm bẩm ngữ, lấy thần minh chi nhãn nhìn lén bản thân. Cái gọi là bản nguyên vũ trụ, trong cơ thể hắn có vẻ như còn thật sự có. Bản nguyên vũ trụ, quả nhiên mênh mông. Triệu Bân chậm rãi tại tinh không, vừa đi vừa nghỉ, yên tĩnh mong nhìn cái kia phiến biển cả. Đó là vũ trụ bổn nguyên nhất sức mạnh, tại trước mặt, hắn nhỏ bé như đất cát. Hắn từng mấy lần lấy tay, lại không cách nào chạm đến, cho dù có thể sờ đến, cũng là hư ảo. Có hay không phương pháp đem bản nguyên vũ trụ, lấy đi, Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Đã từng, cũng có một người như vậy, cũng như người ý niệm như vậy. Ma vương chậm chậm nói. Tiếp đó, hắn ngày đó liền nhập thổ vi an, hưởng thọ 3.800 tuổi. Cái này, bản nguyên vũ trụ duy trì càn khôn sức mạnh, vọng động nó, chính là vọng động đại càn khôn, tung không bị thiên phạt, chế tài giả cũng biết thu thập ngươi, năm đó lúc minh, chính là một cái huyết lâm ví dụ. Nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại, nhưng là không phải là bị cầm tù mấy trăm năm đơn giản như vậy. Còn có cái này bí mật, Triệu Bân một tiếng nói thầm. Hắn vẫn như cũ không hiểu, hỏi lần nữa. Tất nhiên bản nguyên vũ trụ ở khắp mọi nơi, như là người ta, thể nội đều có, như là sông núi cỏ cây, cũng hoặc nhiều hoặc ít, đây chẳng phải là bất luận cái gì một vật, đều có thể nhiễu đại càn khôn. Ngươi, trông cậy vào một gốc cỏ nhỏ nhiễu đại càn khôn. Cỏ nhỏ thế nào? Cỏ nhỏ cũng có bản nguyên vũ trụ. Diễn sinh biết hay không? Cỏ nhỏ chỗ chịu tải, chẳng qua là bản nguyên vũ trụ diễn sinh xuất lực lượng, bằng nó một hạt tiểu cắt bụi, có thể lay động 8.000 trượng cự nhạc. Tú Nhi nói qua, góp gió thành bão. Triệu Bân nghiêm túc nói. Ngươi liền đặt cái này tranh cãi a. Ma vương dứt khoát tìm chỗ ngủ. Triệu Bân một tiếng ho khan, cuối cùng là đóng thần minh chi nhãn, tiện tay mở truyền tống vực môn, trước khi đi. Hắn trả về con mắt nhìn một chút tinh không, bản nguyên vũ trụ là đồ tốt, lại cầm không đi, như ma vương nói tới, hắn thấy khả năng cao là bản nguyên hư tượng, muốn chân chính thấy rõ, còn phải cấp chí tôn chính bản thần minh chi nhãn, hắn gà mờ này thấp phối bản, xem liền tốt. Lại vào vực môn thông đạo, hắn trước tiên ngồi xếp bằng. Lại hao tổn không thiếu thọ nguyên, vĩnh hằng chi đạo lộ lửa xém lông mày. Hắn cái này tiến bộ, Linh Lung, Tử Linh cùng Dương Huyền Tông bọn hắn ba. Cũng không hoang phế thời gian, ngược lại là dâu cá chê tên kia, như một cái kẻ trộm, ôm một đống bức tranh rơi vào núi góc, theo hắn lại nói, tiên giới hàng Tết, là so phàm giới cao cấp, đều động thái bản. A, à, một ngày này, dâu cá chê bị đánh. Ma vương tâm tình khó chịu, đem hắn hai chòm dâu hao đi, quay đầu chỉ làm một chi bút lông, cái kia không, đang đặt cái kia đại tú tài hoa đâu. Một bức sơn hà đồ, vẽ đại khí bàng bạc. Mảnh tinh vực này, chỉ mong có. Nhiều ngày sau, Triệu Bân nhắc tới đi ra vực môn. Lại là một tinh vực, trên bản đồ tinh không có rõ ràng tiêu ký. Mở. Vẫn là thần minh chi nhãn, cùng với khóe mắt máu tươi trôi tràn, bỗng nhiên mở ra. Mắt to một nhìn, để cho hắn kích động không thôi, có thân hữu của hắn, không chỉ có hắn thân hữu, còn có một đạo bóng người quen thuộc,
chính là lão thần côn, đang bị một đám người đuổi đầy tinh không chạy. Đuổi một khối, Triệu Bân cau mày. Ước chừng đoán chừng một chút khoảng cách, hắn vẫn là chạy về phía phương đông. So sánh lão thần côn, cửu vĩ hồ có vẻ như cách hắn thêm gần chút. Không tệ, là cửu vĩ hồ, long phi tại phàm trần khế ước tiên thú. Tiểu hồ ly này vận khí không ra thế nào hảo, bị một cái lão gia hỏa bắt vào thể nội tiểu thế giới, đối phương mặc dù giấu bí mật, lại khó thoát hắn thần minh chi nhãn nhìn lén, thị giác thượng đế cứ như vậy nghiêu. Chạy, ngươi chạy chỗ nào? Triệu Bân vào vực môn, nhìn chằm chằm phương kia truyền tống. Đối phương cũng tại trong vực môn, đang theo truyền ra ngoài tiễn đưa. Chống đỡ. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần nhìn lão thần côn. Lão đầu kia có chút thảm, song quyền nan địch tứ thủ. Bất quá, tiên tông người đều kháng đánh, chỉ cần không cùng đám người kia cùng chết, bảo mệnh không có vấn đề. Giống. Cửu vĩ hồ gào thét, trở đầy phẫn nộ. Nó là một cái tiên thú không giả, tại phàm thế nhân gian, có thể làm qua nó người không nhiều, nhưng nơi này, là hàng thật giá thật tiên giới, không biết xấu hổ quá nhiều người, tựa như bắt nó vị này, cũng rất không giảng võ đức, cầm tiên quả dẫn dụ nó, một tay liền cho nó nhân đó. Chớ sợ, bắt người luyện cái đan mà thôi. Kẻ nói chuyện là cái đi chân trần lão nhân, sinh mặt mũi hiền lành. Hắn cười hòa ái, vô luận từ chỗ nào nhìn, cũng giống như cái hiền hòa lão gia gia. Cửu vĩ hồ không nghe hắn nói linh tinh, kịch liệt giãy giụa, đây cũng không phải là người tốt, đều phải lấy nó luyện đan, đều phải hại nó tính mạng, còn cùng người không việc gì tựa như một mặt hiền hòa. Tiết kiệm chút khí lực đi, đừng vùng vẫy nữa, đi chân trần lão nhân ực một hớp rượu.